Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 43. Rất lâu sau, trên du thuyền, màu đen trong mắt không ít người thu lại, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này, sao mình lại ở đây? Có người nhìn dây an toàn trên người mình nói. Vì sao thuyền vẫn ở cạnh bờ, mình ngủ thiếp đi sao? Có người nhìn du thuyền đã quay về bờ nói. Bọn họ nhớ rõ du thuyền đã rời đi rất xa, sao lập tức quay lại rồi? Hơn nữa bọn họ không cài dây an toàn, thì nắm chặt thứ gì đó, bọn họ làm việc này lúc nào, vì sao lại làm việc này, bọn họ không thể nhớ được. Trên bờ, những hành khách đợi lên thuyền như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy du thuyền dừng bên bờ lần nữa cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là tình huống gì, vì sao thuyền lại quay lại? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Có người dụi mắt, khó mà tin được nói. Bọn họ nhìn thấy thuyền rời đi, nhưng không nhìn thấy thuyền quay lại. Thuyền đã xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Chuyện này không chân thật lắm rồi. Người khuynh hướng bạo lực đi rồi sao? Dựa theo lời người trên du thuyền nói, chỉ cần Mạc Phàm rời đi, hai cô gái lên thuyền, du thuyền sẽ cập bờ. Không ít người vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Mạc Phàm đứng ở nơi đó, An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song cũng ở đó. Không đúng. Chẳng lẽ vừa rồi mình ngủ thiếp đi? Có người nghi ngờ nói. Rõ ràng bọn họ cảm thấy có chuyện gì xảy ra trong lúc đó, nhưng không nhớ được một chút nào, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Không chỉ bọn họ, đám An Hiểu Hiên, Bạch Vô Song và Tiểu Vũ đều sợ ngây người. Mạc Phàm không khống chế linh hồn bọn họ, cho nên bọn họ đều thấy được một màn đó. Bọn họ đều biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không ngờ Mạc Phàm khủng bố đến thế. Một ý niệm trong đầu. Linh hồn của hành khách trên bờ biển và du thuyền đều bị khống chế. Một bàn tay có thể ngưng nước biển thành đại thủ, kéo con thuyền hơn 10 vạn tấn quay về. Một tay đám Tiểu Vũ vụng trộm vươn về phía du thuyền, ngầm vận khởi linh khí, du thuyền đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi. Bình thường An Hiểu Hiên không thân thiện với Mạc Phàm, lúc này trong mắt đều là sợ hãi. Đây là người sao? Mạc Phàm không quan tâm ánh mắt của những người khác, chỉ cười nhạt. Không phải cô muốn chút giận sao, đi thôi. Nói xong hắn lập tức đi về phía du thuyền. Đến chỗ nào, những người chen chúc ở chỗ đó sẽ tự động tránh ra một con đường, để đám Mạc Phàm đi qua, không ai dám nói gì. Tuy bọn họ không biết du thuyền quay lại thế nào, nhưng vô cùng rõ ràng chuyện này liên quan đến Mạc Phàm. Cho dù không liên quan đến Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lần lượt thu thập bà béo và người đàn ông mặt lạnh kia, cũng là chuyện người bình thường không thể làm được. Người như vậy bọn họ không thể đắc tội được. Chỉ trong phút chốc đám Mạc Phàm đã lên trên du thuyền, đứng trước Hải Vô Tâm và Lão Chu. Hai người bị ngã, lúc này đã đứng dậy, nhìn thấy đám Mạc Phàm đi lên, Hải Vô Tâm như gặp quỷ, vội vàng lùi về sau, lùi đến vòng bảo hộ. Khống chế linh hồn, kéo du thuyền 10 vạn tấn, quỷ cũng không khủng bố như người này. Vừa rồi trán Lão Chu đập vào bong tàu, máu chảy liên tục, nhưng ông ta không dám giơ tay lên lau. Ông ta do dự một lát, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Chu Nguyên Không đại đệ tử thứ 33 của Chính Nhất Giáo, đệ tử thứ 9 của Trương Huyền Linh trưởng môn của Chính Nhất Giáo bái kiến đại sư, vãn bối có mắt không tròng, mong đại sư nể mặt Chính Nhất Giáo và sư phụ tôi, tha cho tiểu đích một mạng. Không thể làm nhục tông sư, Mạc Phàm đã vượt qua cảnh giới tông sư rồi. Bọn họ chọc phải người như vậy, không có khả năng trốn được, còn lại chỉ có thể dựa vào ý trời. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lập tức đi tới bên cạnh Chu Nguyên Không. Trưởng lão Chính Nhất Giáo đều bị hắn chém đứt kiếm phẫn hận rời đi, đệ tử của trưởng môn Chính Nhất Giáo có thể lọt vào pháp nhãn của hắn sao? Hắn không để ý đến Lão Chu, bước đến trước người Hải Vô Tâm. Hải Vô Tâm nhìn thấy đám Mạc Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhưng dù sao anh ta là đại thiếu hải gia, từng gặp không ít tình cảnh. Cậu muốn làm gì? Nói cho cậu biết, tôi là đại thiếu hải gia, nếu cậu dám động vào tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Hải Vô Tâm nuốt nước bọt, run rẩy nói. Hải Vô Tâm vừa nói như vậy, trong chớp mắt sắc mặt Lão Chu khó coi hơn vài phần. Thế lực hải gia Thuyền Vương không nhỏ, tuy không phải là gia tộc Giang Nam, nhưng rất nhiều đại gia tộc Giang Nam đều kính hải gia ba phần. Nhưng hải gia mạnh đến mấy sao có thể so được với Mạc gia đang như mặt trời ban trưa. Lâm gia muốn chèn ép Mạc gia, Lâm gia diệt vong.
Âu Dương Minh Nhật muốn xen chân vào củng cố địa vị, trực tiếp bị chém đầu. La Gia Mạc Bắc đối phó Mạc Gia, diệt tộc. Hải Gia chỉ cùng cấp bậc với Lâm Gia, vậy mà Hải Vô Tâm dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, không phải muốn chết thì là gì? Nếu ông ta là cha Hải Vô Tâm, chắc chắn ông ta sẽ tát Hải Vô Tâm một cái. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Hải Gia anh định làm gì tôi đây? Hắn không có ấn tượng gì với Hải Gia, nhưng hiện giờ có thế gia nào có thể làm gì Mạc Gia, hắn cũng rất muốn biết. Chỉ cần cậu dám động vào nửa sợi tóc của tôi, vậy đợi hơn 1000 thuyền vây quanh Giang Nam đi. Hải Vô Tâm nắm chặt tay nói. Người ở cảng này sợ Mạc Phàm, anh ta không tin cả Giang Nam đều sợ Mạc Phàm. Đợi hơn 1000 thuyền Hải Gia anh ta bao vây đường biển Giang Nam, hậu cần, đồ hải sản, quốc tế mậu dịch ở Giang Nam đều trong trạng thái tê liệt. Anh ta không tin Mạc Phàm có bản lĩnh lớn như vậy, chịu được áp lực cả Giang Nam. Đến lúc đó cho dù pháp lực của Mạc Phàm thông thiên, cũng chỉ có thể cúi đầu trước Hải Gia bọn họ. À, phải không? Mạc Phàm nhướng mày. Cho nên tôi khuyên cậu lập tức nhận lỗi với tôi, sau đó rời khỏi hải cảng này, tôi có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Hải Vô Tâm không cam lòng nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song một cái, nói. Anh ta vốn định bảo để An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song ở lại, nhưng nghĩ tới đại thủ đáng sợ của Mạc Phàm, anh ta quyết định từ bỏ. Đuổi tiểu tử này đi trước, giữ mạng đã, đợi quay về Hải Gia lại nghĩ biện pháp bắt hai người phụ nữ này tới tay. Cô gái mà Hải Vô Tâm muốn tán, không có khả năng không thành công. Lão Chu ở bên cạnh Hải Vô Tâm nghe thấy vậy, tâm tình hoàn toàn chìm xuống đáy cốc, nhưng ông ta chỉ là quản gia của Hải Vô Tâm, ở đây không đến lượt ông ta xen miệng vào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nở nụ cười như có như không, trên mặt không có chút lo lắng. Nhận lỗi với anh, hẳn là trên cả địa cầu đều không tìm được người có tư cách này. Hải Vô Tâm nhíu mày, hơi bất ngờ đánh giá Mạc Phàm. Anh ta dùng phong bế đường biển để áp chế, vậy mà lông mày tiểu tử này không nhăn lấy một cái, đã từ chối rồi. Lần này không dễ làm rồi. Nếu Mạc Phàm giết anh ta không có biện pháp nào. Anh ta đang lo lắng nên làm gì bây giờ, một chiếc du thuyền còn xa hoa hơn chiếc thuyền này lái tới, chỉ trong phút chốc đã tới nơi cách bọn họ chưa tới 200 mét. Anh ta nhìn số và tên trên thuyền, vui mừng xuất hiện trong mắt anh ta. Tiểu tử, cậu đã không chịu xin lỗi, vậy thì để hai người đó lại, sau đó rời khỏi thuyền này. Hải Vô Tâm tràn đầy sức mạnh nói, giống như thay đổi thành người khác. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn chiếc du thuyền đang lái tới. Lông mày chỉ hơi nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Con thuyền kia là cứu binh của anh sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Bỗng nhiên Hải Vô Tâm oai phong như vậy, rõ ràng là người trên thuyền có liên quan tới Hải Vô Tâm. Không sai, bây giờ cậu đợi cứu binh của tôi tới, các người ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi, hay để hai vị mỹ nữ này lại, sau đó cút đi với ba con nhóc này. Hải Vô Tâm chỉ vào An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, vênh mặt cười nói. Anh ta thân là đại thiếu Hải Gia, tuy phụ trách cảng Biển Đông, nhưng không phải mỗi ngày đều ở đây. Sở dĩ hôm nay anh ta tới cảng này, một mặt là anh ta phải tới Nhật Quốc thật, một người bạn của anh ta đã hẹn một nữ minh tinh AV đang nổi cho anh ta vào 3 ngày sau. Dù sao có rất nhiều thời gian, ngồi thuyền qua đó là được. Một mục đích khác là đại diện cho Hải Gia nghênh đón đại nhân vật trên chiếc du thuyền kia. Vì nghênh đón đại nhân vật này, anh ta đẩy hết thuyền sắp xếp hôm nay. Chỉ để một chiếc thuyền đến Nhật Quốc. Mạc Phàm không phải là người bình thường, đại nhân vật mà anh ta nghênh đón có thể là người thường được sao? Thuyền của Hải Gia bọn họ từng gặp thời tiết xấu, quái vật biển trên biển nhiều lần, thậm chí còn gặp rồng cản đường, các thuyền khác đều bị hủy đi, nhưng được đại nhân vật này che chở, tất cả thuyền của bọn họ đều bình yên đi qua. Đại nhân vật này đã đến đây, anh ta an toàn rồi. Ha ha, Mạc Phàm cười không nói gì. Hải Vô Tâm thấy Mạc Phàm không nói lời nào, khẽ cau mày, lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu lập tức cút đi, tôi chơi xong hai vị mỹ nữ này sẽ trả lại cậu, sau này vẫn là của cậu, tôi chỉ mượn vài ngày thôi, nếu không cứu binh của tôi rất ghét trẻ con, đợi bọn họ lên thuyền, chỉ sợ cậu không mang được ba đứa bé này đi rồi. Trong mắt Hải Vô Tâm tràn đầy dâm quang, nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Vì cảm ơn đại nhân vật này che chở trên biển, hàng năm Hải Gia bọn họ đều cử hành nghi thức hiến tế trên biển vài lần.
ngoại trừ một số kỳ chân dị bảo ra, trong đó có không ít đồng nam đồng nữ. Nghe Hải Vô Tâm nói, trong mắt An Hiểu Hiên tràn đầy lửa giận. Nếu Mạc Phàm không có ở đây, chắc chắn cô sẽ đi lên đá Hải Vô Tâm. Bạch Vô Song thì tương đối bình tĩnh, trong mắt chớp lóe chút dị sắc nhìn Mạc Phàm. Nếu cô là người phụ nữ của Mạc Phàm thì tốt rồi, đáng tiếc cô không phải. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giọng nói cũng rét lạnh hơn vài phần. Vậy sao? Cậu không tin tôi cũng không có biện pháp, nhưng cậu có thể thử xem những lời tôi nói là thật hay giả, nhưng mà... Hải Vô Tâm nói một nửa thì dừng lại. Nhưng mà cái gì, tên khốn nạn này, anh nói thẳng ra đi. An Hiểu Hiên không nhịn được quát. Mỹ nữ đừng gấp, lát nữa chúng ta sẽ có thời gian chơi đùa. Hải Vô Tâm nhìn An Hiểu Hiên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười dâm đãng, ngả ngớn nhìn Mạc Phàm. Nhưng mà thôi, tôi đoán cậu không dám thử. Anh ta vừa nói những lời này, lão Chu nhíu mày, giống như có một con dao đâm vào trái tim ông ta. Ông ta là quản gia bên cạnh Hải Vô Tâm, tất nhiên biết người tới là ai. Nhưng không thể không nói Hải Vô Tâm quá kiêu ngạo rồi. Mạc Phàm không dám, ha ha. Nhưng lúc này nói gì cũng vô dụng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Như vậy đi, tôi sẽ không ra tay giết anh, cũng sẽ không đưa người của tôi cho anh. Tôi sẽ ở đây đợi cứu binh của anh tới, xem cứu binh của anh có thể làm gì bọn họ, có năng lực làm gì tôi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu chắc chắn không? Hải Vô Tâm nhướng mày, có chút không tin vào lỗ tai mình. Anh ta chỉ hơi khích tướng một chút, vậy mà tiểu tử này thật sự mắc câu rồi. Ha ha, Mạc Phàm chỉ cười không nói. Giữa ngón tay hắn sáng lên, lấy mấy túi đồ ăn ra đưa cho đám tiểu vũ. Hải Vô Tâm hơi nhếch miệng, trên mặt dày đặc đắc ý hơn. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh theo tôi đi nghênh đón. Hải Vô Tâm kêu lên với những người khác. Một đám người vội vàng đi về một bên khác du thuyền, chuẩn bị nghênh đón đám người kia. Chỉ trong phút chốc, một du thuyền khác đỗ lại, một đám người thông qua cầu nối giữa hai du thuyền đi tới. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo gió đen, thân thể cao lớn uy vũ, biểu cảm không giận tự uy, cho dù đứng ở đâu cũng khiến người ta có áp lực không nhỏ. Phía sau ông ta có đứng cả trai lẫn gái. Những người này cho dù nam nữ không phải có hình xăm, thì mặc quần áo rất phô trương, hình vẽ kỳ lạ, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, dáng vẻ như không dễ trêu chọc. Đám người này vừa lên thuyền, Hải Vô Tâm lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, lập tức đi tới, dáng vẻ nhiệt tình như con chó vẫy đuôi với chủ nhân. Chào các chú, cha cháu có chuyện ở nước ngoài, bảo cháu đặc biệt tới nghênh đón mọi người, mời các vị vào trong, cháu đã chuẩn bị xong mỹ nữ, phòng, rượu và đồ nhắm rồi ạ. Hải Vô Tâm cung kính nói với đám người. Đám người này không thèm nhìn Hải Vô Tâm, ánh mắt người đàn ông mặc áo gió nhìn về phía đối diện vòng bảo hộ, nhìn Mạc Phàm đang cầm đồ ăn vặt với Bạch Vô Song đùa giỡn đám tiểu vũ, lập tức đi tới. Mạc tiên sinh, chúng tôi có một số việc nên đến muộn, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Đại hán áo đen hơi cúi người với Mạc Phàm, khẩn thiết nói. Đại hán áo đen này mới mở miệng, đám người phía sau ông ta cộp một tiếng quỳ gối trên đất, một tay để trước ngực. Hải tộc U Châu bái kiến Mạc tiên sinh. Lần này đám Hải Vô Tâm hoàn toàn sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không phải Hải gia bọn họ dựa vào người đàn ông mặc áo gió đen, mà là người đầu trọc ở phía sau người đàn ông mặc áo gió này. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp người đàn ông mặc áo gió đen, rõ ràng địa vị của ông ta cao hơn đại hán đầu trọc kia. Nhưng người đàn ông mặc áo gió đen thấy Mạc Phàm thì phải hành lễ, đại hán đầu bóng loáng thì trực tiếp quỳ trên đất. Sao lại có chuyện này? Anh ta từng nghe cha mình nói một lần, những người này không phải người, mà là hải yêu ở hải vực thần bí, cho nên mới có thể khống chế lực lượng trên biển. Một đám yêu quái như vậy, vậy mà tôn kính một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Không có khả năng, không có khả năng. Anh ta lắc đầu liên tục lùi về sau, không ngừng lẩm bẩm. Những người này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta, cứ thế không còn rồi. Tên đầu bóng loáng kia ngay cả cha anh ta đều phải kính sợ ba phần, vậy mà anh ta còn đắc tội người có địa vị cao hơn những hải yêu này. Bên cạnh lan can, Mạc Phàm đưa cho Tiểu Vũ một túi khoai tây chiên, đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngao Thiên Long Vương U Châu mặc áo gió đen. Đứng dậy đi, cũng không tính là quá muộn. Cảm ơn Mạc tiên sinh.
Lúc này người đàn ông mặc áo gió và những người đứng sau ông ta mới đứng dậy. Mạc Phàm không sốt ruột để ý tới đám Ngao Thiên, rời mắt nhìn Hải Vô Tâm như con gà gỗ. Hải thiếu đúng không, bọn họ là cứu binh của anh à? Những lời này vừa vang lên, thân thể Hải Vô Tâm run rẩy, giống như bị điện giật, trên mặt không có một chút huyết sắc. Chuyện này, không chỉ sắc mặt Hải Vô Tâm vô cùng khó coi, Ngao Thiên Long Vương U Châu cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn đại hán đầu bóng loáng đứng sau ông ta. Mạc Phàm không nói nhiều lắm, nhưng ông ta sống ngàn năm, sao có thể không đoán được, rất rõ ràng, tiểu tử không có mắt này đắc tội Mạc Phàm, còn coi bọn họ là vũ khí đối phó Mạc Phàm. Sao lại thế này? Ngao Thiên nheo mắt, trầm giọng hỏi. Cộp, đại hán đầu bóng loáng quỳ trên đất. Tiểu tử này là người của Hải gia là nhân loại hợp tác với chúng ta, trước khi chúng ta tới đã thông báo cho cậu ta rửa sạch cảng. Sở dĩ ông ta giúp Hải gia, là vì người Hải gia từng cứu ông ta một lần, U Châu cũng cần một số nhân loại để sử dụng, lúc này ông ta mới chọn Hải gia. Vậy ngươi xử lý đi, loại bại hoại này không cần Mạc tiên sinh ra tay. Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Dạ. Ánh mắt đại hán đầu bóng loáng phát lạnh, muốn đến chỗ Hải Vô Tâm. Không đợi ông ta ra tay, liền bị Mạc Phàm vẫy tay ngăn cản. Không cần các ngươi ra tay. Đại hán đầu bóng loáng nhìn Mạc Phàm, do dự một lát nhìn về phía Ngao Thiên. Nếu như vậy, vậy hải tộc U Châu không hợp tác với Hải gia nữa. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đắc tội Mạc Phàm, sao ông ta có thể hợp tác với Hải gia? Ngao Thiên vừa nói câu này xong, trên mặt lão Chu là chua xót. Hải gia có thể làm lớn như vậy, toàn bộ đều dựa vào quan hệ với hải tộc, không có hải tộc che chở, Hải gia cách sụp đổ không xa rồi. Sắc mặt Hải Vô Tâm thì càng tái mét, giống như bị phán tử hình. Anh ta thân là đại thiếu Hải gia, sao lại không biết Hải yêu có tác dụng gì với bọn họ? Cũng vì anh ta nhất thời nổi lên sắc tâm, đã cắt đứt quan hệ với Hải yêu, cho dù Mạc Phàm không giết, anh ta quay về Hải gia cũng bị cha anh ta đánh chết. Không, Mạc tiên sinh, tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi đi. Hải Vô Tâm khẩn cầu nói. Anh đã nói, bọn họ sẽ ăn em gái và đồ đệ của tôi đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vừa rồi tôi chỉ nói linh tinh thôi. Hải Vô Tâm nhanh chóng lắc đầu. Vậy anh nói muốn ngàn thuyền Hải gia phong bế Giang Nam đúng không? Tôi. Hải Vô Tâm tôi một lúc lâu, không biết nên nói gì. Hai vị mỹ nữ này, anh còn muốn bắt lại không? Mạc Phàm chỉ An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Không, không dám. Anh đã không dám, An Hiểu Hiên, anh ta giao cho cô đó. Mạc Phàm nói với An Hiểu Hiên. Tiểu ma nữ này kìm nén lửa giận lâu như vậy, cũng nên để cô phát tiết một phen. Coi như anh thức thời, có pháp thuật khống chế được cá mập gì đó không? An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, vẫn hơi bất mãn nói. Hải Vô Tâm là một tên cặn bã như vậy, trực tiếp đánh chết ném vào trong biển cho cá ăn là được rồi, cần gì phải khó khăn như thế? Nhưng nếu cầm thú này rơi vào tay cô, tất nhiên không thể tha thứ dễ dàng. Không phải Hải Vô Tâm thích nhìn cá ăn những cô gái bị anh ta chơi đùa sao, vậy cũng để anh ta biết tư vị bị cắn là gì. Mạc Phàm bĩu môi, chuẩn bị cho An Hiểu Hiên mấy pháp thuật ngự thú gọi thú. An tiểu thư, trái lại chỗ bổn vương có một số pháp thuật khống chế hải vật long tộc, không biết có lọt vào mắt An tiểu thư không? Ngao Thiên lấy một ngọc giản hình rồng ra, nhiệt tình nói. An Hiểu Hiên có thể nói chuyện như vậy với Mạc Phàm, chắc chắn quan hệ không tầm thường, nếu có thể bám vào được An Hiểu Hiên, sau này quan hệ với Mạc Phàm sẽ gần hơn chút. Pháp thuật của long tộc sao? An Hiểu Hiên nhớn mày. Ôi ôi á, cô không phải là kẻ ngốc, người đàn ông mặc áo đen này có thể khống chế hải tộc U Châu, chắc chắn là Ngao Thiên Long Vương U Châu được Mạc Phàm thả ra. Ngao Thiên đưa pháp thuật long tộc, chuyện này khiến cô trở tay không kịp. Vậy tôi nhận nhé. An Hiểu Hiên giống như hỏi giống như đáp nói. Nhận lấy đi. Mạc Phàm lắc đầu, cười nói. Pháp thuật hắn cho An Hiểu Hiên tốt hơn pháp thuật của Ngao Thiên một chút. Nhưng vẫn nên để Ngao Thiên cho cô đi, kết duyên với Long tộc mới có lợi với An Hiểu Hiên. Cảm ơn Long Vương, lát nữa anh cũng phải đưa cho tôi một phần, một cái cũng không thể thiếu. An Hiểu Hiên nhận lấy ngọc giản của Ngao Thiên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Không cần lát nữa, cho cô.
Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, cũng không để ở trong lòng, điểm lên mi tâm An Hiểu Hiên. Như vậy còn tạm được. Lúc này An Hiểu Hiên mới hài lòng đi đến chỗ Hải Vô Tâm. Không, không, An tiểu thư tha mạng. Hải Vô Tâm thấy An Hiểu Hiên đi tới, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất, khẩn cầu nói, dáng vẻ than thở khóc lóc đáng thương như con sên. An Hiểu Hiên muốn dùng pháp thuật gọi cá mập làm gì, tất nhiên anh ta biết. Bình thường đều là anh ta nhìn người khác bị cá mập cắn xé, tất nhiên không muốn mình cũng vậy. Tha cho anh, như vậy sẽ có càng nhiều người bị cá ăn hơn. An Hiểu Hiên không để ý tới Hải Vô Tâm, một tay xách Hải Vô Tâm lên như xách con gà con, đi về phía mui thuyền. Không, Lão Chu, cứu tôi, cứu tôi. Hải Vô Tâm kêu lên với Lão Chu. Lão Chu là đồ đệ của trưởng môn chính nhất giáo, có lẽ có thể cứu anh ta. An Hiểu Hiên dừng bước, liếc mắt nhìn Lão Chu một cái. Đám Mạc Phàm, Ngao Thiên nhíu mày, cũng nhìn về phía Lão Chu. Mồ hôi đầy trên trán Lão Chu, không ngừng chảy xuống với máu trên trán ông ta. Tuy ông ta là đồ đệ của trưởng môn chính nhất giáo, nhưng Mạc Phàm và Ngao Thiên cùng cấp bậc với sư phụ ông ta, cho dù sư phụ ông ta đích thân đến, chưa chắc hai người đã nể mặt, càng không nói đến ông ta. Mạc tiên sinh, Long Vương đại nhân, Hải Vô Tâm là gieo gió gặt bão, xử lý Hải thiếu thế nào, tùy hai người là được. Tiểu Mạn, đây là lần đầu tiên An tiểu thư sử dụng những pháp thuật này, cô đi cùng An tiểu thư đi. Ngao Thiên nói mỹ nữ thân thể như rắn nước phía sau ông ta. Dạ, mỹ nữ thân hình như rắn nước lập tức đến bên cạnh An Hiểu Hiên, hai người cùng mang Hải Vô Tâm rời đi. Không, không, tiếng kêu như bệnh tâm thần truyền từ miệng Hải Vô Tâm ra. Mạc tiên sinh, tiểu vương đã chuẩn bị thuyền xong rồi, chúng ta qua đó đi. Ngao Thiên thấy chuyện của Hải Vô Tâm đã được giải quyết, làm tư thế mời nói. Dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên tự mình dẫn đường ở trước, Mạc Phàm đi theo Ngao Thiên lên một du thuyền khác. Hắn mới đi hai bước, bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn Lão Chu một cái. Lão Chu bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, bỗng nhiên cơ thể căng chặt. Mạc tiên sinh có gì cứ việc phân phó. Những hành khách này giao cho ông, hẳn là không thành vấn đề đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh yên tâm. Tôi nhất định sẽ đưa bọn họ tới Nhật Quốc bình an. Lão Chu cung kính nói. Ừm. Mạc Phàm đáp, xoay người lên du thuyền với Ngao Thiên. Hành khách trong cảng được Lão Chu sắp xếp, vẻ mặt ngây ngốc lên thuyền. Rốt cuộc là sao vậy? Cứ thế giải quyết rồi sao? Không phải chàng trai kia bị ném xuống biển thật đấy chứ? Mạc Phàm mang theo đám Bạch Vô Song và Tiểu Vũ, nhanh chóng đi vào trong phòng VIP trên du thuyền xa hoa. Căn phòng này nói là phòng VIP, không khác gì di chuyển cung điện đi lên, bất luận là đèn treo thủy tinh, ghế ngồi san hô, hay là đồ đựng thức ăn bằng thủy tinh, khắp nơi đều lộ ra vẻ xa hoa, rực rỡ. Đám Tiểu Vũ vừa tiến vào, đã bị trang trí nơi này hấp dẫn, nhìn ngó và sờ khắp nơi. Ngay cả Bạch Vô Song cũng bị trang trí ở đây làm khiếp sợ. Mạc Phàm ra hiệu với Bạch Vô Song hiểu ý mang ba đứa bé đến phòng khác. Mạc Phàm ngồi trên ghế dựa trung tâm, ánh mắt hơi phát lạnh. Chuyện Long Tổ, ông giải thích cho tôi. Hắn đã không còn là người của Long Tổ, thậm chí đã đứng về phía đối đầu với Long Tổ. Nhưng những thủy tộc U Châu này giết chết người vô tội, hắn muốn những người đó phải cho hắn câu trả lời. Trước khi đi Nhật Quốc, giải quyết việc này đi đã. Cho dù hắn không tin là Ngao Thiên ra lệnh, nhưng hắn muốn Ngao Thiên trả lời hắn. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt đám Ngao Thiên khó coi. Mạc tiên sinh, chuyện này là tiểu vương ra lệnh. Ngao Thiên do dự một lát, nói chắc chắn. Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên sắc bén, nhưng lập tức biến mất. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, một người đàn ông và một người phụ nữ đi từ trong cánh cửa bên cạnh ra. Hai người khoảng hơn 20 tuổi, người đàn ông mặc trang phục thời Đường màu trắng, thân thể cao gầy, gương mặt như bạch ngọc. Ngũ quan như đại sư tỉ mỉ phát thảo ra, anh khí bức người, anh tuấn hơn những minh tinh Hàn Quốc rất nhiều. Nữ có mái tóc dài đến mông, mặc áo may ô màu trắng hở rốn, trước ngực lộ ra một vùng lớn tuyết trắng, phía dưới là quần bò dán sát vào độ cong mông của cô, lộ rõ đường cong hoàn mỹ cỡ S ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng, tuyệt đối là cấp bậc họa quốc ương dân, giống như công chúa sống trong truyện tranh.
Người đàn ông và mỹ nữ vừa tới, bốn hộ vệ chạy đến theo. Tứ thái tử, thất công chúa, hai người không thể vào đây. Một hộ vệ trong đó vội vàng khuyên. Nơi này là địa bàn của chúng ta, vì sao tôi không thể vào, anh là công chúa hay tôi là công chúa? Người phụ nữ hơi nhíu mày, trong đôi mắt như bảo thạch chớp lóe sắc bén, nhìn lướt qua mấy tên hộ vệ kia, lạnh lùng nói. Chuyện này, tên hộ vệ kia bị người phụ nữ nhìn chăm chú, cúi đầu xuống. Phế vật, mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, vào trong sảnh chỗ Mạc Phàm. Tiểu thất, ở đây không có chuyện của con, nhanh lui ra. Ngao Thiên nhìn thấy Ngao Sương, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Người phụ nữ làm như không nghe thấy, lập tức đi đến đối diện Mạc Phàm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cậu là Mạc Phàm, nhân loại thả phụ vương tôi ra đúng không? Thất công chúa mới mở miệng, Ngao Thiên lập tức bùng nổ, trực tiếp đứng bật dậy, khí tức cường giả thuộc thần cảnh như thủy triều lập tức xuất hiện. Trên du thuyền ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều cứng đờ người, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bên ngoài du thuyền, nước biển nhao nhao lan ra bốn phương tám hướng, giống như vô cùng sợ khí tức này. Ế ấp ể tiểu thất, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Ngao Thiên giơ một tay lên, cao giọng quát. Ông ta được Mạc Phàm thả ra, nợ ân tình của Mạc Phàm thì không nói, ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy mà con gái của ông ta dám làm càn trước mặt Mạc Phàm, đúng là không biết sống chết. Thất công chúa không ngờ Ngao Thiên sẽ tức giận lớn như vậy, sợ tới mức sửng sốt. Nhưng cô thấy Ngao Thiên không bỏ tay xuống, không chỉ không rời đi, trái lại còn hỏi. Con không đi, những tên khốn nạn Long Tổ đều là con giết, người nào làm người đó chịu, con xem người này có thể làm gì con. Ngao Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên chút không nỡ, nhưng tay vẫn hạ mạnh xuống. Kình phong vù vù, không lưu tình chút nào. Ông ta đã cản mọi chuyện lại, nhà đầu chết tiệt này còn đứng ra, nếu ông ta không ra tay, đợi Mạc Phàm ra tay thì muộn rồi. Phải biết rằng Mạc Phàm từng là người của Long Tổ, nhà đầu kia vốn là người có tội, lần này lại trực tiếp mạo phạm Mạc Phàm. Mỹ nữ cảm nhận được Kình Phong cũng không thèm để ý, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm như cũ, giống như Mạc Phàm ngủ với cô mà không chịu trách nhiệm. Thấy một trưởng liệt thiên liệt địa của Ngao Thiên sắp đánh xuống, Mạc Phàm nhướng mày, bàn tay vung lên. Đủ rồi, ngồi xuống đi. Một cơn gió thổi lên, không chỉ hóa giải kình khí trên tay Ngao Thiên, còn đóng đinh Ngao Thiên tại chỗ. Mạc tiên sinh, tiểu nữ quá bướng bỉnh, tiểu vương nhận lỗi thay con bé với cậu trước. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khẽ nâng mí mắt nhìn thất công chúa. Hắn vốn thấy kỳ lạ vì sao Ngao Thiên nói mình ra lệnh ám sát thành viên của Long Tổ, bây giờ hắn hiểu rõ rồi. Cô tên là gì? Vì sao bản công chúa phải nói cho cậu? Thất công chúa khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói. Ngao Thiên chau mày, mồ lôi lạnh chảy ra liên tục. Đây là Ngao Liệt con trai đứng thứ tư của tôi, nhà đầu chết tiệt này tên là Ngao Sương con gái đứng thứ bảy. Từ nhỏ tiểu Sương đã không được dạy dỗ, để Mạc tiên sinh chê cười rồi. Ngao Thiên lau mồ hôi trên trán nói. Mạc Phàm không để ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Ngao Sương. Tôi đã thả phụ vương cô, vì sao cô còn muốn giết người của Long Tổ? Sao bản công chúa biết cậu thả phụ vương tôi, nếu cậu nói với bản công chúa trước, bản công chúa chẳng muốn giết những người đó. Ngao Sương lạnh lùng nói, cho dù là dỗi cũng rất đáng yêu. Mạc tiên sinh là như vậy, tiểu nữ phát hiện phong ấn hải nhãn ở dưới thủ đô đã được giải trừ, liền dẫn một đám người qua hải nhãn đến thủ đô, bọn họ không tìm được tiểu vương ở trong tỏa long tỉnh, cho rằng tiểu vương bị người của long tổ giết chết, cho nên mới ra khỏi tỏa long tỉnh tìm người long tổ, còn chưa đi xa, tiểu nữ mang theo đám người tình cờ tìm được một cứ điểm của người long tổ, chuyện sau đó chắc Mạc tiên sinh đều biết rồi. Ngao Thiên cung kính nói. Bây giờ trông cậy Ngao Sương nói chuyện tử tế với Mạc Phàm là không thể, ông ta đành phải đứng ra giải thích. Tình cờ tìm được một điểm cứ điểm của người Long Tổ sao? Mạc Phàm nhướng mày. Nếu không biết cứ điểm của người Long Tổ, rất khó tìm được, cho dù tìm được chắc chắn bên ngoài có trận pháp phòng hộ, người ngoài khó mà đi vào. Ở thủ đô rộng lớn như thế, lại bị đám Ngao Sương tìm thấy dễ dàng, tỷ lệ này không khác gì trúng sổ số cao. Tình cờ là rẽ trái rẽ phải là thấy cứ điểm của người Long Tổ, còn không cần phá trận pháp hộ trang. Ngao Sương nói thêm một câu. Vậy tôi biết sao lại thế này rồi. Lông mày Mạc Phàm giãn ra,
nhưng ánh mắt phát lạnh. Mạc tiên sinh, chẳng lẽ có người giở trò sau lưng sao? Ngao Thiên nheo mắt hỏi. Khi ông ta ra khỏi Tỏa Long tỉnh, phong ấn trên hải nhãn còn chưa bị hủy, nếu không ông ta đã đi qua hải nhãn về thẳng U Châu, sẽ không có chuyện này xảy ra rồi, cho nên ông ta cũng hoài nghi có người giở trò, nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi đoán không sai, là Dạ Vô Nhai làm, còn pháp khí sao, hẳn là thứ này. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, bia địa giới thủ đô xuất hiện trong tay hắn. Lúc trước hắn hoài nghi Dạ Vô Nhai giở trò, bây giờ chỉ có thể là Dạ Vô Nhai rồi. Mở phong ấn hải nhãn, thay đổi địa mạch, khiến đám ngao xương không tốn sức tới cứ điểm của Long Tổ, làm như vậy được ở thủ đô chỉ có bia địa giới. Bia địa giới vừa xuất hiện, trước mắt đám ngao thiên đều sáng lên. Ngay cả ngao xương cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Tất nhiên là bọn họ có biết bia địa giới, nhưng không ngờ từ tay Dạ Vô Nhai tới tay Mạc Phàm nhanh thế. Nếu là như vậy, chuyện này không phải lỗi của bản công chúa đúng không? Ngao xương hơi nhếch miệng nói. Sai vẫn là tại cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói câu này, hô hấp của đám ngao thiên lập tức khó khăn, nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Mạc Phàm, cậu muốn thế nào, cậu đừng quên đây là trên biển, địa bàn của hải tộc chúng tôi. Ngao xương nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Bọn họ thân là hải tộc, trời sinh đã có lực lượng khống chế nước biển, ở trong biển thực lực của bọn họ không chỉ gấp đôi trên đất. Nếu Mạc Phàm muốn truy cứu trách nhiệm của cô, vậy lấy bản lĩnh thuyết phục trước rồi nói. Sương Nhi, im miệng. Ngao Thiên vội vàng nói. Cô cảm thấy ở trên biển, tôi không có biện pháp bắt các người sao? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Mạc Phàm mới mở miệng, sắc mặt Ngao Thiên lập tức khó coi. Ông ta vốn định nhận là mình làm, xem Mạc Phàm xử lý thế nào, bị Ngao Sương quấy rối như vậy, chuyện này hoàn toàn xong rồi. Ở trên biển hải tộc bọn họ có ưu thế, hô phong hoán vũ, gần như không gì không làm được. Nếu ở trên biển, Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn ông ta năm đó cũng không phải đối thủ của ông ta. Nhưng chống lại Mạc Phàm, ông ta thật sự không nắm chắc chuyện này. Mạc Phàm không dùng tam thư và tam thánh bút, chỉ dùng lực lượng thân thể đã đánh ông ta không có lực đánh trả. Cho dù ở trên biển, cùng lắm là ông ta trốn nhanh hơn chút, tuyệt đối sẽ không đối chiến với Mạc Phàm. Nói giống như cậu có biện pháp vậy, nếu cậu có biện pháp bắt được bản công chúa từ trong biển, bản công chúa sẽ mặc cậu xử lý, thế nào, nếu không được thì giải quyết chuyện này giúp bản công chúa, đừng làm nhảm nhiều như thế. Ngao Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tùy tôi xử trí là thế nào, cho dù làm linh sủng cũng không sao đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ngao Sương một cái nói. Linh sủng. Ngao Sương hơi nhíu mày, lộ ra chút do dự. Linh sủng như chó mèo của người bình thường, không khác gì sủng vật mấy, chẳng qua sủng vật có linh tính mới được gọi là linh sủng. Một khi thành linh sủng, trừ phi chủ nhân giải trừ khế ước, nếu không linh sủng phải nghe lệnh của chủ nhân. Cho dù Mạc Phàm bảo cô cởi sạch quần áo trước mặt mọi người, bảo cô thị tẩm, cô nhất định phải nghe theo, thậm chí Mạc Phàm bảo cô ngủ với người khác, cô cũng không thể phản kháng. Nhưng cô đường đường là công chúa hải tộc U Châu, địa vị cao cỡ nào, sao có thể làm linh sủng của nhân loại? Sương Nhi, đừng náo loạn nữa, chuyện này để phụ vương xử lý. Ngao Thiên nhíu mày nói. Linh sủng không phải là đùa giỡn, một khi trở thành linh sủng đời này đừng nghĩ đến tự do. Trừ phi là một số đại năng ở thiên ngoại thiên, nếu không Long tộc bọn họ ít khi tự nguyện thành linh sủng của nhân loại. Dù sao trở thành linh sủng của đại năng, tiền đồ sau này khó mà đo được, trở thành linh sủng của người khác, rất có khả năng chết trước những người này. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng có rất nhiều kẻ địch, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thất muội, chúng ta đi thôi. Ngao Liệt kéo Ngao Sương nói. Em không đi, linh sủng thì linh sủng, nhưng nếu cậu thua, cậu không chỉ phải tự mình giải quyết chuyện này, còn thành người hầu của bản công chúa bảo cậu làm gì, cậu phải làm chuyện đó, cậu có dám đánh cược không? Ngao Sương quật cường nói. Chắc chắn cô không đấu lại được Mạc Phàm, nhưng tìm được cô trong biển lớn mênh mông, còn khó hơn mò kim đáy biển, cô không tin mình sẽ thua Mạc Phàm. Ngoài ra chuyện này do cô mà ra, thì do cô tới giải quyết. Làm càn, các người còn không nhanh dẫn thất công chúa đi. Ngao Thiên vừa nghe lập tức tức giận, khi nói chuyện liên tục nhìn Mạc Phàm,
sợ Mạc Phàm ra tay. Bảo Mạc Phàm trở thành người hầu của nha đầu này, vậy mà nha đầu này dám mở miệng. Nếu tính cách Mạc Phàm rất tệ, nha đầu kia đã thành con rồng chết rồi. Những người phía sau ông ta vội vàng kéo Ngao Xương, hiện giờ Mạc Phàm không ra tay, nhưng để Ngao Xương ở trong này lát nữa, chắc chắn Ngao Xương sẽ khiến Mạc Phàm tức giận. Mạc tiên sinh, tiểu nữ nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật. Ngao Thiên Hòa nhã nói. Ông chắc chắn là nói đùa. Mạc Phàm cười hỏi. Tươi cười trên mặt Ngao Thiên lập tức cứng đờ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngao Thiên đang tràn đầy oán hận, tuy không nói gì thêm, nhưng ý đã vô cùng rõ ràng rồi. Ngao Xương nhìn vẻ mặt Ngao Thiên âm trầm như nước đen, chớp mắt, lấy một hạt châu cỡ quả hạch đào từ ngực cao vút ra. Cho tới bây giờ bản công chúa không vui đùa, nếu cậu sợ không dám đánh cược, bản công chúa có thể cho cậu một số thứ, ví dụ như đưa cậu một viên long châu, không những tránh để cậu chết đuối trong nước, gặp nguy hiểm cũng có thể cầu cứu bản công chúa, để bản công chúa đi cứu cậu. Thiếu chút nữa Ngao Thiên thổ huyết, ông ta bảo Ngao Xương đang nói đùa, nha đầu này lại thêm dầu vào lửa, cho Mạc Phàm một viên minh châu, ông ta bị nghẹn chết rồi. Nếu Mạc Phàm cần Ngao Xương cứu trong biển, vậy biển không còn là biển, Mạc Phàm cũng không phải là Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đánh giá Ngao Xương điêu ngoa với vẻ đầy hứng thú. Không thể không nói, Ngao Xương này không chỉ có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, còn vô cùng có cá tính. Vậy bắt đầu đi, cho cô 3 phút, hẳn là đủ cho cô mở hải nhãn rời đi, sau đó sau 1 phút tôi không tìm được cô, thì tính tôi thua thì mặc cô xử lý thế nào. Mạc Phàm không khách sáo, nhận lấy Long Châu cười nhạt nói. Tìm một con rồng trong biển rộng mà thôi, làm khó được những người khác, có thể làm khó được hắn sao? Cái gì? Ngao Xương nhớn mày, có chút không tin vào lỗ tai mình. Mạc Phàm cho cô 3 phút mở hải nhãn, sau đó tìm cô trong 1 phút, sao có chuyện này được? Cô mở hải nhãn 1 phút là đủ, nói cách khác trong 3 phút cô có thể đến 3 nơi có hải nhãn, 3 hải nhãn đến chân trời góc biển là đủ. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại, 1 phút không đủ để vẽ trận pháp, không có trận pháp giúp đỡ tốc độ của hắn không bằng chiếc cano, cho dù tốc độ của Mạc Phàm nhanh hơn cano. Nhưng có thể tìm cô trong 1 phút đồng hồ sao? Trừ phi Mạc Phàm có thể thuấn di, nhưng tiên nhân Nguyên Anh Kỳ mới làm được chuyện này, Mạc Phàm còn kém xa. Nhân loại, có phải cậu bị sốt không? Ngao Xương hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Ngay cả Ngao Thiên cũng sửng sốt, 3 phút không chỉ đến nơi mà Mạc Phàm không đến được, còn có thể bố trí nhiều chướng ngại ngăn cản và mê hoặc Mạc Phàm. Nếu thật sự là như vậy, phần thắng của Ngao Xương rất cao. Ngao Xương là người ít tuổi nhất trong đám long nữ, nhưng có thiên phú cao nhất, mới hơn 1000 tuổi đã có thực lực tiên thiên đỉnh phong, còn là sinh linh lung thể, thân thể hòa lực với biển rộng còn cao hơn ông ta, cô vừa vào biển sẽ tự động được biển rộng che chở. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu, chuyện này không công bằng với Mạc tiên sinh. Ngao Thiên hơi chột dạ nói. Tuy ông ta không ngừng răn dạy Ngao Xương, nhưng nếu có thể làm như vậy là tốt nhất. Sao Mạc Phàm không nhìn ra được tâm tư của Ngao Thiên, cũng không so đo với ông ta. Đợi con gái ông chạy được hãy nói. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, trong lòng Ngao Xương vui vẻ. Rõ ràng là cô không nghe nhầm, quả thật Mạc Phàm cho cô 3 phút chạy trốn, 1 phút để bắt cô, như vậy cô còn lý do để thua sao? Nhân loại, yên tâm đi, nể mặt cậu có lá gan lớn như vậy, nếu cậu thua, bản công chúa sẽ không làm cậu quá mất mặt. Ở bên ngoài cậu vẫn là Mạc tiên sinh Mạc đại sư của cậu, không ai biết cậu là người hầu của bản công chúa. Ngao Xương cười nói. Bây giờ cô có thể bắt đầu. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ trong phút chốc, đám người quay về mui thuyền lần nữa. Lúc này du thuyền đã rời khỏi cảng biển Đông, ở một hải vực không người. Trên mặt biển, nước biển tạo ra sóng nước cao 6-7 thước, vuốt lên thân thuyền. Liếc mắt một cái nhìn lại. Trong mắt không phải biển thì là trời, không nhìn thấy bờ cũng không nhìn thấy đầu, càng không biết nước biển sâu bao nhiêu, khiến người ta có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Ngao Xương nhìn biển rộng, đôi môi hơi nhếch lên, nở nụ cười mỉa. Nhân loại, bây giờ cậu hối hận còn kịp, cùng lắm là mất hết mặt mũi, nếu cậu thua, sẽ làm người hầu của bản công chúa đó. Đợi cô thắng rồi vui vẻ cũng không muộn. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói. Dáng người Ngao Xương nhìn đã rất trưởng thành, số tuổi thật cũng hơn 1000 tuổi, nhưng người trăm năm rồng 1 tuổi,
Ngao Xương hiện giờ tương đương với tiểu nha đầu nhân loại vừa trưởng thành mà thôi. So với một tiểu nha đầu bản tính còn chưa hư hỏng, không cần thiết phải tích cực, giống như người lớn không cần phải đấu với một đứa con nít. Vậy cậu nhìn kỹ đi, nhân loại, nếu không có khả năng cậu không thấy bóng dáng của bản công chúa đâu. Ngao Xương cười khinh thường nói. Cánh tay trắng nõn của cô vươn ra, bạch quang chớp lóe một lát, một dải lụa trắng xuất hiện trong tay cô. Đi! Ngao Xương quát khẽ một tiếng, lụa trắng giống như còn sống, xoáy trong không trung, bay vào trong không trung. Mỗi lần xoáy một vòng, lụa trắng sẽ thay đổi một chút. Chỉ chưa tới một phút, lụa trắng chỉ hơn một thước biến thành dài trăm thước, bay về phía nước biển, vòng nước biển vào bên trong. Lụa trắng vừa biến mất vào trong nước biển, trong phạm vi lụa trắng, nước biển bốn bề sóng dậy lập tức yên bình lại như mặt hồ. Hai tay Ngao Xương tạo thành chữ thập, môi khẽ mở. Khai. Chỉ thấy trong nước biển yên bình, chín vòng xoáy cỡ lu nước cùng xuất hiện trên mặt biển, sâu không thấy đáy. Nhất niệm khai cửu nhãn, không tệ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn chín vòng xoáy, thản nhiên nói. Những vòng xoáy này là hải nhãn, thông qua hải nhãn có thể nhanh chóng tới một nơi khác. Long tộc bình thường có thể mở một hải nhãn đã không tệ, Ngao Xương mở được chín hải nhãn, quả thật thiên phú rất tốt. Lông mày Ngao Xương nhíu lại, lập tức giãn ra. Mạc Phàm có được thanh danh hiện giờ, nhận ra hải nhãn cũng không có gì kỳ lạ. Nhân loại, đây chỉ là bắt đầu, đoán một hải nhãn bản công chúa sẽ tiến vào trước đi. Ngao Xương cười đắc ý nói. Chín hải nhãn này sẽ thông tới chín nơi khác nhau, nhưng cô chỉ tiến vào một nơi trong đó. Cho nên Mạc Phàm muốn tìm được cô nhất định phải nói hải nhãn cô tiến vào trước. Nói xong, cô không nói gì thêm với Mạc Phàm nữa. Tay ngọc giơ về phía mặt biển, lụa trắng dễ sóng mà đi, quay về tay cô. Mất đi lụa trắng bảo vệ, sóng biển mãnh liệt đánh về phía chín hải nhãn, chôn hải nhãn vào bên trong, hoàn toàn không nhìn ra được sự tồn tại của hải nhãn. Vậy bản công chúa đi trước một bước, bản công chúa sẽ liên hệ với cậu qua Long Châu kia. Ngao Xương cười nói, vươn người nhảy vào trong nước biển, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mạc Phàm cười khẽ, không thèm nhìn Ngao Xương, trái lại quay về khoang thuyền, thưởng thức Long Cung loại nhỏ trên du thuyền với đám tiểu vũ. Ngao Thiên đi theo sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt. Ngao Xương đã thông qua hải nhãn rời đi. Mạc Phàm không phóng thần thức theo dõi, cũng không cần pháp thuật khóa chặt mục tiêu, lại ở đây chơi với mấy đứa bé, muốn từ bỏ chuyện này sao? Mạc tiên sinh, hay là tôi triệu hồi tiểu nữ về nhé? Ngao Thiên thăm dò hỏi. Nếu Mạc Phàm thật sự không tìm được Ngao Xương, bọn họ có mặt mũi, nhưng cũng đắc tội Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không để ý đến Ngao Thiên. Lúc này trong biển rộng mênh mông, trên một đảo nhỏ được sương mù vây quanh. Ổ ế chín Ngao Xương giống nhau như đúc đứng ở chỗ chín hải nhãn, gió biển thổi mái tóc bọn họ bay bay, cả người tự thành cảnh biển tuyệt mỹ. Cô lấy một viên long châu khác từ ngực ra, một pháp ấn được đánh vào trong, giọng nói như chuông bạc lập tức vang lên trong long châu ở chỗ Mạc Phàm. Nhân loại, lần này có chín bản công chúa, có phải cảm thấy chơi rất vui không? Chín người khí tức giống nhau ở chín nơi khác nhau, Mạc Phàm muốn tìm cô thông qua khí tức là không có khả năng. Vừa rồi là 9 hải nhãn khác nhau, hiện giờ có 9 cô giống nhau, vậy có 81 khả năng, xem Mạc Phàm tìm thế nào. Anh đang chơi trốn tìm với chị gái kia sao? Tiểu Vũ nghe thấy giọng Ngao Xương, ngẩng đầu tò mò hỏi. Xem như là vậy. Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ, cười nhạt nói. Tìm rất khó mới tên là trốn tìm, hắn và Ngao Xương chỉ có thể là chơi ẩn nấp trong lòng bàn tay. Vậy anh có thể tìm được chị gái kia không? Con mèo mướp nhỏ nhà chúng ta thường xuyên chơi trò mất tích, có khi nào anh không tìm được không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Đúng vậy. Tiểu Vũ gãi gò má như đồ sứ, cái hiểu cái không gật đầu. Trên hải đảo, Ngao Xương nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạc Phàm và Tiểu Vũ, lông mày nhíu lại. Cô đánh cược với Mạc Phàm lại cho rằng cô là con mèo mướp nhỏ. Nhân loại, đợi bản công chúa thắng cậu, bản công chúa sẽ cho cậu giả làm con chuột. Nói xong cô nhảy vào trong hải nhãn, biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa, Ngao Xương đã đến trong hang động vô cùng rộng ở dưới đáy biển. Cái động này ở ven hải vực U Châu, ở đáy biển cách 3.000 mét,
bên trong có thể chứa 10 vạn người. Với linh lực của cô, phải qua 3 lần hải nhãn mới đến được đây. Cho dù Mạc Phàm xác định được vị trí của cô, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi xa được vậy. Cô không có lơ là, đầu ngón tay sáng lên, một hạt châu màu trắng ngà cỡ quả đấm xuất hiện trong tay cô. Nhìn thấy hạt châu này, cô hơi nhếch miệng cười. Hạt châu này tên là Thần Châu, nội đan của thần long hơn 1.000 năm, có thể diễn hóa ra một huyễn trận cường đại. Huyễn trận này không chỉ ngăn cách được khí tức, cũng có thể mê hoặc cảm ứng của tu sĩ. Cô từng dùng hạt châu này chơi trốn tìm với phụ vương cô mất nửa tiếng mới phá được huyễn trận. Mạc Phàm lợi hại hơn phụ vương cô một chút, nhưng ngăn Mạc Phàm một phút là đủ rồi. Chỉ cần Mạc Phàm không mở được huyễn trận này trong vòng một phút, cho dù Mạc Phàm có thể tìm được đến đây trong chớp mắt, người thắng cuối cùng vẫn là cô. Cô cười khẽ, ném thần châu vào trong không trung, ngón tay thon dài nhanh chóng vũ động. Một đám pháp bay từ ngón tay cô ra, biến mất vào trong thần châu. Pháp ấn vừa tiến vào thần châu, bạch quang lập tức tỏa ra từ thần châu. Một tòa cung điện hoa lệ lấy ngao xương làm trung tâm, từ bạch quang giãn ra. Chỉ trong phút chốc, trong động vô cùng rộng rãi biến thành mê cung vô cùng vĩ đại, hùng vĩ, khí phái. Trong một góc mê cung, ngao xương ngồi ngay ngắn trong đó, trong mắt chớp lóe lưu quang, giống như nhìn thấy cảnh đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải lại bị cô sai bảo. Một màn này, chỉ hơi nghĩ thôi cô đã vô cùng hưng phấn. Huyễn trận vừa thành, cô lấy Long Châu có thể trò chuyện với Mạc Phàm ra. Mạc Đại Sư, đã được 3 phút rồi, bản công chúa đã trốn xong, cậu muốn chịu thua không? Ngao Sương cười mỉa hỏi. Tuy cô đã đổi xưng hô với Mạc Phàm từ nhân loại thành Mạc Đại Sư, nhưng trong đó không có một chút tôn trọng, chỉ có đùa cợt. Chịu thua sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Ngao Sương, cô biết cái gì gọi là thần cảnh không? Trong ảo cảnh, lông mày Ngao Sương nhíu lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Tam nguyên của nhân loại các cậu hợp nhất, ngưng tụ kim đan không phải là thần cảnh sao, chuyện này không làm khó được bản công cháu đâu. Chẳng trách rồng hơn 1.000 năm vẫn chỉ ở cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rồng vừa sinh ra đã mạnh hơn nhân loại, dựa theo vị trí độ dày linh khí khác nhau, tu vi cũng không giống nhau, kém nhất là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Trừ chuyện đó ra, bởi vì thể chất đặc biệt của long tộc, cho dù ngủ tu vi cũng tăng. Tuy linh khí ở địa cầu khô kiệt, nhưng hơn 1.000 năm, Ngao Sương vẫn chỉ có thực lực tiên thiên đỉnh phong, rất rõ ràng là bọn họ không biết gì gọi là thần cảnh. Nhân loại trở thành thần cảnh quả thật là tam nguyên hợp nhất, nhưng bản chất của tam nguyên hợp nhất là mình trở thành thần. Mà điểm ấy rất nhiều người đến thần cảnh cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhân loại, cậu có ý gì? Ngao Sương lạnh giọng hỏi. Để cô biết cái gì gọi là thần cảnh đi. Mạc Phàm không giải thích quá nhiều. Ý niệm vừa động, thần nguyên hắn ngưng tụ bay từ trong mi tâm ra. Bàn tay hắn vung lên, lực lượng lập tức thổi về phía những người khác. Trước mắt mọi người nhoáng lên một cái, ngoại trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người đến trên sàn tàu. Mạc Phàm đang đứng trên mặt biển cách du thuyền không xa, lúc này sóng lớn hung mãnh vô cùng dịu ngoan dưới chân hắn, không có một chút gợn sóng. Đây là hỏa thần. Mạc Phàm hơi nheo mắt, một ngón tay vũ động rất nhanh trong không trung, giống như đang vẽ tranh. Chỉ vài nét bút, một phù văn màu đỏ cổ xưa xuất hiện trước người hắn. Tôi là Trúc Dung. Mạc Phàm khẽ quát một câu, ký hiệu lập tức biến mất vào trong thần nguyên của hắn. Ngay sau đó, ngọn lửa rực rỡ xuất hiện xung quanh hắn, sau đó cháy lên tới 5 trượng, nhiệt độ bức người xuất hiện, trong chớp mắt khiến nước biển dưới chân hắn bốc hơi, hình thành một vùng hơi nước nồng đậm, bao phủ Mạc Phàm và ngọn lửa bên trong. Nhưng đúng lúc này, trong hơi nước, hai đại thủ ngọn lửa vươn ra, xé mở sương mù giống như mở cửa. Đại thủ hơi dùng lực, trong chớp mắt hơi nước nồng đậm biến mất hết, lộ ra hư ảnh ngọn lửa to lớn. Hư ảnh này cao 5 trượng, trên mặt đội mũ giáp, chỉ lộ ra đôi mắt phun lửa, hai như có hai hỏa xà xuyên qua, bên cạnh hai tay có một con rồng lửa bay bay, lân phiến hỏa hồng toàn thân chế thành chiến giáp bao hắn ở trong, khí tức vô cùng cuồng bạo dập dờn từ hư ảnh này ra. Giữa hư ảnh, Mạc Phàm đứng thẳng ở bên trong, vẻ mặt lãnh khốc. Nhưng ngay cả biển rộng mênh mông cũng không thể ngăn cản hỏa nhiệt này, cuồng bạo xuất hiện từng đợt lại từng đợt. Trên du thuyền sắc mặt những hải tộc đứng sau Ngao Thiên thay đổi, vội vàng dâng nước bao quanh mình ở trong.
Bọn họ dùng pháp khí và đan dược, tuy có thể hóa thành hình người rời khỏi lục địa, nhưng không chịu nổi hỏa diễm trình độ này của Mạc Phàm. Ngay cả Ngao Thiên cũng hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hóa thân thành thần. Ngao Thiên ngơ ngẩn nói. Nghe nói một số cường giả thần cảnh có thể hóa thân thành thần, ví dụ như tu luyện công pháp hệ thủy sẽ hóa thân thành thủy thần, điều khiển mọi thứ thuộc hệ thủy. Mạc Phàm am hiểu công pháp hệ hỏa, sẽ hóa thân thành hỏa thần trúc dung như hiện giờ, điều khiển tất cả hỏa diễm. Nhưng ông ta thành thần cảnh hơn 1.000 năm, từng thấy rất nhiều cường giả, yêu tộc thần cảnh, nhưng chưa thấy ai làm được đến nước này. Nghĩ đến chuyện này, Ngao Thiên vội vàng kêu lên với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, mong cậu thủ hạ lưu tình. Ông ta vốn rất tin tưởng Ngao Xương, Ngao Xương dùng nhiều thủ đoạn như vậy, không có khả năng Mạc Phàm tìm được Ngao Xương trong một phút đồng hồ, bây giờ thì khác rồi. Mạc Phàm lấy thân hóa thần, nói cách khác Mạc Phàm có thể điều khiển biển rộng như long tộc bọn họ. Ông ta biết Mạc Phàm ngoại trừ khống chế lửa ra, còn có thể khống chế lôi điện và thái âm chi khí, bất luận là loại nào đánh xuống người Ngao Xương, Ngao Xương cũng không thể chịu được. Mạc Phàm không trả lời, đi ra khỏi hư ảnh trúc dung, ngón tay tiếp tục vẽ lên không trung. Tôi là Cường Lương. Giọng nói này vừa vang lên, xoẹt, một tiếng, 12 đạo lôi điện như cự long đánh xuống, đánh bên ngoài người Mạc Phàm, lôi điện như tuyến đan vào nhau, lôi giáp toàn thân, mặt nạ giống như lôi ưng lôi thần Cường Lương, toàn thân mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện trước người Mạc Phàm, khí tức không yếu hơn trúc dung. Chuyện này còn chưa xong, ý niệm của Mạc Phàm lại động. Tôi là Huyền Minh. Thái âm chi khí màu đen xuất hiện xung quanh hắn, một người trẻ tuổi mặc đồ đen xuất hiện trước người Mạc Phàm. Khí thế của Huyền Minh kém hơn hỏa thần trúc dung và lôi thần Cường Lương rất nhiều, nhưng cho dù là linh khí hay thần thức, thậm chí là ánh mắt, chỉ cần đến bên cạnh Huyền Minh, toàn bộ đều bị kéo vào trong, giống như một hắc động. Ba thần thể này vừa xuất hiện, Ngao Xương ở trong động cảm thấy mờ mịt. Nóng quá, sao lại thế này? Cô vừa nói xong, ở phía nam cách cô không xa, nham thạch nóng chảy màu hỏa hồng phun từ nền đất ra. Cùng lúc đó, một tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, từng đạo đánh vào trong nước biển. Lôi điện này không tản ra ở trong nước biển, trái lại trực tiếp đánh qua nước biển 3.000 mét, đánh lên đỉnh chóp trong động, động lắc lư một lát, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lôi điện vừa đánh xuống, khí tức vô cùng lạnh lẽo xuất hiện, cho dù Ngao Xương là long tộc, có được năng lực kháng lạnh rất cao, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Thay đổi kỳ lạ khiến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Ngao Xương không còn đắc ý, trái lại sắp khóc đến nơi. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới cái động này, nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhân loại, cậu đang làm cái quỷ gì thế? Trên mặt biển, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Những thứ này không phải quỷ, là lực lượng có thể bắt cô về. Cái gì? Ngao Xương nhìn nham thạch nóng chảy, vòng xoáy màu đen và lôi điện đánh xuống liên tục, dáng vẻ như gặp quỷ. Cô dùng ba phương pháp ngăn cản, mê hoặc Mạc Phàm, cứ thế bị Mạc Phàm tìm được. Làm sao có thể? Ngao Xương không thể tiếp nhận nói. Nhưng mà tôi không dùng những thứ này, không phải cô am hiểu khống chế thủy sao, vậy tôi dùng thủy bắt cô về. Mạc Phàm thản nhiên nói. Xung quanh, ba thần thể tựa như ảo giác được gió thổi đi, biến mất trong không trung, hỏa diễm đáng sợ, lôi điện và thái âm chi khí cũng biến mất theo. Tôi là Cộng Công. Một phù văn cuối cùng dung nhập vào thần nguyên, nước biển dưới chân hắn lập tức ngưng tụ ra cột nước thô hơn ba thước. Trong cột nước, nước biển hóa thành từng ngấn nước răng khắp nơi bện thành kênh rạch chằng chịt, bao vây Mạc Phàm ở trong. Cộng Công mặc chiến giáp màu xanh, dáng người xinh đẹp quay quanh Mạc Phàm. Thủy kính. Một tay Mạc Phàm vươn ra, môi khẽ nhúc nhích nói. Xoẹt một tiếng, mặt thủy ngưng tụ thành gương xuất hiện trước người hắn. Cùng lúc đó, một mặt gương giống y như đúc xuất hiện trước người Ngao Xương. Ngao Xương, còn 10 giây là một phút, tự cô đi ra hay tôi bắt cô ra? Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở đây cho dù là trên du thuyền hay trong động rộng rãi, toàn bộ đều vô cùng khiếp sợ. À, rất lâu sau, đám Ngao Liệt đứng sau Ngao Thiên hít một hơi khí lạnh, nhìn thần thể Cộng Công bên trong Mạc Phàm giống như nhìn thần linh. Mạc tiên sinh không hổ là cao thủ số 1 hắc bảng. Cho dù ở trong thiên bảng, cũng ít người có thể là đối thủ của Mạc tiên sinh. Không chỉ bọn họ, mắt Ngao Thiên cũng đảo liên tục, khiếp sợ không thôi.
Ông ta từng giao đấu với Mạc Phàm rồi, vốn tưởng rằng đã rất hiểu biết Mạc Phàm, nhưng hiện giờ ông ta mới phát hiện thực lực của Mạc Phàm còn sâu hơn cả nước biển này. Rõ ràng Mạc Phàm có thể dùng hỏa thần, lôi thần bắt ngao xương ra, cuối cùng lại lựa chọn cộng công thủy thần mà hắn không am hiểu nhất, vẫn tìm được ngao xương. Nói đơn giản, Mạc Phàm có ít nhất 4 phương pháp tìm được ngao xương, mà năng lực điều khiển thủy ngao xương luôn lấy làm kiêu ngạo kém công pháp hệ thủy Mạc Phàm không quen rất nhiều. Đến bây giờ ông ta mới hiểu vì sao ngay từ đầu Mạc Phàm đã bình tĩnh như thế. Bởi vì Mạc Phàm chỉ đang vui đùa với ngao xương mà thôi. Một người chơi đùa, sao có thể thắng Mạc Phàm? Xương Nhi, còn không ra nhận xử phạt của Mạc Phàm, con thua. Ngao Thiên hơi mất mát nói. Ở một bên khác Thủy Kính, ngao xương nhìn Thủy Kính trước người, nghe giọng nói truyền từ Thủy Kính ra, vẻ mặt khẽ giật mình, mãi mà chưa lấy lại tinh thần. Cứ thua như vậy sao? Cô trốn xa như vậy, bí ẩn như vậy, bị hai mặt gương của Mạc Phàm thu phục như vậy sao? Tôi không tin, chắc chắn là giả. Ngao xương khó mà tin được nói. Nơi này cách du thuyền chỗ Mạc Phàm phải 2.000 dặm, cô không hai cái gương của Mạc Phàm có thể đi xa như thế. Cô đã không muốn ra, vậy tôi sẽ để cô xuất hiện. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn giơ chân lên, đi vào trong thủy kính, bước chân hạ xuống, trực tiếp đi vào trong động có ngao xương. Cô còn chơi nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ngao xương thấy Mạc Phàm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong đôi mắt vốn là sửng sốt, sau đó thay vào là tức giận và không phục khi bại bởi Mạc Phàm. Bình thường cô thích chơi trò chơi với người khác, còn chưa bại bởi ai trong biển. Lần này không chỉ thua, còn thua thảm như vậy. Tính là cậu thắng, kéo bản công chúa dậy, nếu không thì bản công chúa không đi ra ngoài. Ngao xương như một đứa bé, một tay vươn về phía Mạc Phàm, ngồi dưới đất dỗi nói. Mạc Phàm lắc đầu, cười bất đắc dĩ, kéo ngao xương dậy. Hai người ra khỏi động, quay về phòng khách trên du thuyền. Mạc tiên sinh, tuy chuyện tiểu nữ tập kích Long Tổ là do Dạ Vô Nhai thiết kế, nhưng là tiểu nữ quá lỗ mãng, cậu xem nên xử lý chuyện này thế nào, mặc kệ Mạc tiên sinh xử lý thế nào, tiểu vương tuyệt đối sẽ nghe theo lời Mạc tiên sinh, không cãi nửa lời, chỉ hy vọng Mạc tiên sinh có thể tha cho tiểu nữ một mạng. Tiểu nữ vừa sinh ra không lâu, tiểu vương liền bị phong ấn, là tôi không quan tâm dạy bảo con bé. Ngao Thiên nghiêng mình, cung kính nói. Ngao xương đã thua, nói những chuyện khác chỉ khiến Mạc Phàm tức giận, còn không bằng đợi Mạc Phàm xử lý. Ngao Thiên mới mở miệng, Ngao Liệt và những người khác đều quỳ xuống. Mong Mạc tiên sinh thủ hạ lưu tình. Mọi người cầu xin cậu ta làm gì, cậu ta muốn làm gì thì kệ cậu ta. Ngao xương bĩu môi, không hung hãn giống như trước, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm vẫn tràn đầy bất mãn. Đứng dậy đi, từ lúc bắt đầu tôi đã không có ý giết cô ấy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao xương chỉ quá trẻ tuổi, bị người ta lợi dụng, nếu có người nên bị xử trí, vậy phải là Dạ Vô Nhai. Nghe lời Mạc Phàm nói, lúc này lông mày Ngao Thiên mới giãn ra, thay vào đó là vui mừng. Chỉ cần không giết tiểu nữ, Mạc tiên sinh bảo tiểu vương làm gì cũng được hết. Không phải chuyện gì cũng có thể làm, chuyện làm tổn hại đến danh tiếng, uy nghiêm của bản công chúa sẽ không làm. Ngao xương hơi nâng cằm, dáng vẻ chết không giữ lời hứa cậu xem mà làm đi, nói. Cô đây là muốn chơi xấu à, tôi nhớ rõ dựa theo đánh cược, cô sẽ mặc tôi xử trí, ngay cả làm linh sủng cũng không sao. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bản công chúa chơi xấu đó, dù sao vừa rồi cậu nói không giết bản công chúa, cậu đường đường là Mạc Đại Sư, không phải là người nói không giữ lời đấy chứ. Ngao xương tự cho là thông minh nói. Xương Nhi, đừng nháo nữa. Ngao Thiên thấy Ngao xương đùa giỡn, vội vàng quát lớn nói. Vừa rồi Mạc Phàm không giết Ngao xương, nhưng Ngao xương chọc giận Mạc Phàm là chắc rồi. Tôi nói từ lúc bắt đầu tôi không có ý giết cô, nhưng bây giờ có một chút rồi. Mạc Phàm lắc đầu nói, hả? Ngao xương chớp chớp mắt, miệng há to, lập tức trợn tròn mắt. Cậu đường đường là Mạc Đại Sư, sao có thể thay đổi thất thường như vậy? Mạc Phàm cười không nói gì, Long công chúa này ngoại trừ điêu ngoa ra, còn hơi ngốc. Hắn không để ý đến Ngao xương, mà lấy một ngọc giản ra, tay ấn mấy cái, một pháp ấn đánh vào bên trong, ngọc giản lập tức sáng lên. Giết người của Long Tổ là hải tộc U Châu, nhưng để hải tộc tiến vào Long Tổ là Dạ Vô Nhai. Mạc Phàm nói với ngọc giản.
Câu này vừa ra khỏi miệng, liền biến thành một đám văn tự, biến mất vào trong ngọc giản. Đợi văn tự cuối cùng biến mất vào trong ngọc giản nhạt màu đi. Cho ông cái này, ông phái người đến Mạc Gia, giao thứ này cho người Mạc Gia, tôi sẽ bảo người đưa đến chỗ Giang Thành, ngoài ra để bồi thường cho Long Tổ, 50 viên long lệ. Mạc Phàm đưa ngọc giản cho Ngao Thiên, nói. 50 long lệ, Mạc Phàm, cậu biết long lệ là gì không, sao cậu không đi ăn cướp đi? Ngao Sương vừa nghe thấy long lệ, lập tức nhảy dựng lên. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Sao hắn có thể không biết long lệ, giao long có lệ, rơi xuống đất thành châu. Ngụ ý ở đây giao long là mẫu long, khi mẫu long rơi lệ, nước mắt sẽ biến thành long lệ. Long lệ ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng cường đại, mà phi thường ôn hòa, chỉ cần còn một hơi, cho dù bị thương nặng như thế nào, ăn một viên long lệ sẽ khỏi hẳn trong chớp mắt. Cho dù là ở tu chân giới, long lệ cũng là bảo vật được các tu sĩ tranh giành nhau, gần như tương đương với cái mạng thứ hai. Nếu Ngao Sương giết người, vậy dùng long lệ bồi thường đi. Tôi có thể cướp, hơn nữa tôi không những cướp được, còn có rất nhiều pháp thuật thúc dục lệ, có tác dụng với long tộc, cô muốn thử không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Công dụng của long lệ vô cùng kinh người, nhưng quả thật số lượng không nhiều lắm. Dù sao long tộc không phải là chủng tộc dễ rơi lệ, rất nhiều công chúa long tộc sống mấy ngàn năm cũng chỉ để lại một viên long lệ. Sương Nhi, con tích lũy nhiều long lệ như vậy, hay là cho Mạc Tiên Sinh đi? Ngao Thiên ở bên cạnh khuyên. Mạc Phàm chỉ lấy long lệ làm bồi thường, đã nhẹ lắm rồi. Ngao Sương hơi nhếch môi, do dự một lát, lúc này mới lấy một cái túi lụa ngũ sắc ở trong ngực ra, ném mạnh về phía Mạc Phàm. Cho cậu, chúng ta thanh toán xong. Mạc Phàm không so đo với Ngao Sương, giơ tay nhận lấy long lệ, trực tiếp đưa cho Ngao Thiên. Cũng đúng lúc này, chỗ mi tâm Mạc Phàm, bỗng nhiên một ký hiệu bông tuyết sáng lên. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, sắc bén nở rộ trong mắt hắn, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh giảm đi gấp bội lần. Đám Ngao Thiên cảm nhận được hàn khí bức người trên người Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay cả Ngao Sương cũng chớp chớp mắt, không dám xen miệng vào. Tuy cô rất điêu ngoa, nhưng cũng phải nhìn trường hợp. Sở dĩ lúc trước dám phát cáu với Mạc Phàm, là vì cô biết có khả năng rất lớn là Mạc Phàm không giết cô. Bây giờ sao, nếu cô dám trêu chọc Mạc Phàm, cô không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ lột sạch cô rồi xé thành hai đoạn. Lúc này đúng lúc An Hiểu Hiên và Mỹ nữ hải tộc đi xử lý Hải Vô Tâm đi đến. Mạc Phàm, xảy ra chuyện gì thế? An Hiểu Hiên cẩn thận hỏi. Bên Tiểu Tuyết có chút chuyện, hộ pháp cho tôi rời đi một lát. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, không trả lời An Hiểu Hiên, nói với Ngao Thiên. Ấn ký bông tuyết này nối với nhẫn của Tiểu Tuyết, sở dĩ sẽ lóe lên, là vì có người gây bất lợi cho Tiểu Tuyết. Thậm chí có người bắt nạt Tiểu Tuyết, đúng là sống lâu quá rồi. Những người khác đều ra ngoài, không có lệnh của tôi thì không được phép tiến vào. Tuy Ngao Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không dám chần chừ, ra lệnh. Những người khác vội vàng rời khỏi phòng khách, chỉ để lại Mạc Phàm và Ngao Thiên. Mạc Phàm khép hai mắt, hai tay vũ động, pháp ấn liên tục bay ra, chú ngữ rườm rà cổ xưa truyền từ miệng hắn ra, khí tức cường đại trên người hắn cũng suy yếu đi. L. Lúc này, dưới núi Phú Sĩ Nhật Quốc, phía trước một căn biệt viện trong khu nhà cấp cao theo kiểu Nhật. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn nhíu mày, đứng dưới cây hoa anh đào. Nhẫn trên tay Tiểu Tuyết lóe sáng bạch quang, hình thành cái lồng màu trắng, bảo hộ hai bọn họ ở trong. Ở nơi đối diện cách không xa, có mười mấy người đàn ông không ngồi thì đứng. Những người này đều mặc trang phục võ sĩ, tuổi từ 18 đến 50, bên hông có một thanh kiếm, chân đi guốc gỗ. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, trong mắt nhìn Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn đều là ngả ngớn. Trong đó có một người đàn ông cầm kiếm Nhật Quốc, lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng phong mang, cách ngực Tiểu Tuyết một thước thì bị màn hào quang ngăn cản. Pháp khí! Người đàn ông cầm kiếm nhíu mày, lộ ra chút bất ngờ, nói bằng tiếng Hoa Hạ. Các người là ai? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm đám người này, không nóng không lạnh hỏi. Cô và Bạch Tử Hàn đến nhà Miyamoto, ABC Mei ngoại trừ phong ấn tu vi của hai người, cũng không làm khó bọn họ, còn cấm người nhà Miyamoto tới quấy rầy. Mấy ngày nay vẫn luôn yên bình, không ngờ bỗng nhiên hôm nay có đám phong lưu nhà Miyamoto tới đây.
Đám người này không nói hai lời, đi lên liền rút trường kiếm ra. Tu vi của bọn họ bị phong ấn, không chỉ không thể mở bạch nhãn, sức mạnh cũng không như kiếm sĩ nhà Miyamoto, nếu không phải nhấn tự động kích hoạt, có khả năng đã bị người đàn ông cầm kiếm kia bắt rồi. Tất nhiên ở nhà Miyamoto là người của nhà Miyamoto rồi, nhưng rất nhiều người thích gọi chúng tôi là thập quỷ Tokyo. Người đàn ông cầm kiếm và những người khác mỉm cười, giống như vô cùng hài lòng với cái tên thập quỷ Tokyo. Mặc kệ các người là ai, nơi này là nơi AB tiên sinh sắp xếp, các người không thể vào, vì sao các người đến đây, còn ra tay với chúng tôi, nếu để AB tiên sinh biết chuyện này, các người không sợ bị AB tiên sinh xử phạt sao? Bạch Tử Hàn lạnh giọng hỏi. Đám người này cười ha ha, trên mặt đều là khinh thường, không quan tâm những lời Bạch Tử Hàn nói. Có chuyện này sao? Người cầm kiếm cười hỏi người phía sau. Quả thật AB đại nhân có sắp xếp chúng ta không thể đến đây, nhưng phủ đệ hơi rộng, chúng tôi bị lạc đường, không ngờ đi lạc đến nơi này, thấy hai người phụ nữ các cô, tôi tưởng là phụ nữ Bạch gia chạy trốn, cho nên muốn ra tay bắt hai người lại, không ngờ lại khiến Bạch đại tiểu thư hiểu lầm, cô hài lòng với giải thích này chứ. Trong đám người này, một người đàn ông trung niên khoanh tay trong mắt lóe sáng dâm quang, cười nói. Bọn họ đều là người nhà Miyamoto, cho dù AB đại nhân xử phạt bọn họ, cũng không xử phạt quá nặng. Người phụ nữ kia trông cậy vào AB đại nhân xử phạt bọn họ, đúng là quá ngây thơ rồi. Hiểu lầm, nếu tôi lỡ tay giết các người, có phải có thể nói với AB Seimei là hiểu lầm không? Bạch Tử Hàn khinh thường nói. Hai hộ viện phụ trách trông coi bọn họ cũng ở trong đám người này, vậy mà còn không biết xấu hổ nói là hiểu lầm bọn họ là người Bạch gia khác. Rõ ràng đám người này tới vì hai bọn họ. Nếu không phải tu vi của cô bị phong ấn, cô chắc chắn sẽ chém hết đám người này rồi. Bạch Tử Hàn vừa nói xong, những kiếm sĩ nhà Miyamoto không chỉ không tức giận, trái lại đều nhìn Bạch Tử Hàn với vẻ hứng thú. Tính tình người phụ nữ kia rất cay đó. Ở Nhật Quốc bọn họ, địa vị của phụ nữ thấp hơn đàn ông nhiều. Phụ nữ đều ngoan ngoãn phục tùng đàn ông muốn chơi thế nào, phụ nữ đều không từ chối. Còn cố gắng hầu hạ đàn ông thoải mái dễ chịu. Chơi đùa nhiều phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng như vậy, ông ta đã sớm ngán rồi. Bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ diện mạo và dáng người đều là cực phẩm, còn cá tính như thế, trong chớp mắt khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ. Vị Bạch tiểu thư này, cho dù không phải là hiểu lầm, cô dùng gì để giết chúng tôi? Người đàn ông cầm kiếm cười khinh thường nói. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn đều có tu vi. Nhất là Bạch Tử Hàn đã đến cảnh giới đại kiếm sư. Nhưng hai người đều bị AB đại nhân phong ấn tu vi, hai người đều không giết được người bình thường nhà Miyamoto, càng không nói đến giết thập quỷ Tokyo bọn họ. Yagyuzun, đừng làm càn, không phải vị Bạch tiểu thư này không có gì để giết ông, ví dụ như cơ thể của cô ta, vẫn có thể giết chết ông trên giường. Người đàn ông trung niên cầm kiếm cười bị ổi nói. Người đàn ông này vừa mở miệng, lập tức xung quanh tràn đầy tiếng cười to. Yagyuzun, Itakuwa nói có đạo lý đấy, ông thật sự phải cẩn thận chút, nếu ông chết trên người người phụ nữ kia, có khả năng nhà Yagyu ông nổi tiếng rồi. Một người đàn ông khác phụ họa. Người đàn ông họ Yagyu nhếch miệng, cười bớn cợt, vốn dĩ không để ở trong lòng. Bạch Tử Hàn nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lửa giận, quả đấm vang lên răng rắc, nhưng không có biện pháp. Tu vi của mấy người này không yếu, tu vi của cô bị phong ấn, không có màn hào quang này bảo vệ, cô đã bị bắt đi rồi. Tiểu Tuyết làm như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Các vị, nếu các người không có chuyện gì, xin thứ cho chúng tôi không phụng bồi. Hai bọn họ không phải đối thủ của kiếm khách nhà Miyamoto, nhưng có nhẫn ở đây, đám người này không thể làm gì bọn họ không muốn phí thời gian đấu võ mồm ở trong này. Tiểu Hàn. Chúng ta về phòng đi. Tiểu Tuyết nói với Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn lạnh lùng liếc đám người này một cái, xoay người muốn đi vào phòng. Hửm. Đám người này thấy đám Tiểu Tuyết muốn quay về phòng, nhao nhao nhíu mày. Bọn họ vừa bắt đầu chơi, hai người lại đòi đi, quá mất hứng rồi. Bạch Tiểu Thư tới Nhật Quốc lâu như vậy, vẫn chưa gặp người Bạch gia đúng không? Người đàn ông họ Yagyu cười mỉa nói. Tiểu Tuyết mới đi hai bước. Nghe thấy người đàn ông nói vậy, lông mày cô hơi nhíu lại, lập tức dừng bước. Sở dĩ cô tới Nhật Quốc, chính là vì những người Bạch gia bị bắt đi.
Nhưng hai bọn họ đến đây mấy ngày. Abe Seimei và Miyamoto Osamu không hạn chế tự do của bọn họ, cũng không nói thả những người Bạch ra. Cho nên đến bây giờ bọn họ còn chưa gặp được người Bạch ra. Thế nào, Yagyu-jun có biện pháp để tôi gặp người nhà tôi sao? Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Người đàn ông cầm kiếm thấy Bạch Tiểu Tuyết cảm thấy có hứng thú, hơi nhếch miệng cười đắc ý. Đương nhiên, quên nói với hai người, những người đó đều bị thập quỷ chúng tôi bắt từ thủ đô tới Nhật Quốc, để Bạch Tiểu Thư gặp mặt bọn họ, chúng tôi vẫn có thể làm được. Các người! Bạch Tử Hàn nhíu mày, tức đến mức toàn thân run rẩy. Cho dù những người bắt người Bạch ra bọn họ lại không thể làm gì được những người này. Đúng rồi, quên giới thiệu hẳn hoi, tôi tên là Yagyu Hachiden, rất hân hạnh được biết Bạch Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư muốn đi gặp những người đó không? Yagyu Hachiden cười thân sĩ hỏi. Điều kiện gì? Tiểu Tuyết hỏi. Bỗng nhiên đám người này tới đây, còn muốn mang cô đi gặp người Bạch gia bị bắt, chắc chắn sẽ có điều kiện. Hô hô, Bạch Tiểu Thư không hổ là đại tiểu thư của Bạch gia, không cần chúng tôi nói Bạch Tiểu Thư đã biết nên làm gì. Thực ra rất đơn giản, chúng tôi đến đây có hai chuyện, chỉ cần Bạch Tiểu Thư có thể thỏa mãn điều kiện của chúng tôi sẽ lập tức mang Bạch Tiểu Thư đi gặp người Bạch gia. Yagyu Hachiden nói. Điều kiện gì? Thứ nhất sao, chúng tôi chỉ thấy đàn ông Bạch gia mở Bạch đồng tử, chúng tôi nghe nói Bạch tiểu thư và vị tiểu thư bên cạnh đã mở Bạch đồng tử rồi, cho nên chúng tôi muốn xem Bạch đồng tử của hai người, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một phen, chỉ đơn giản vậy thôi. Người đàn ông ôm kiếm vươn một tay ra nói. Đôi mắt Bạch Tử Hàn híp thành đường ngang, lửa giận trong mắt lại dày hơn nhiều. Tu vi của bọn họ bị Abe Seimei phong ấn. Nếu có thể mở Bạch đồng tử, vốn dĩ không cần phí nhiều sức như vậy, trực tiếp giết là được. Đám người này biết rõ bọn họ không làm được, còn nói điều kiện. Chuyện này tạm thời không có biện pháp để các người nhìn, cho nên Yugyeo-jun nói điều kiện thứ hai đi. Tiểu Tuyết nhíu mày, thản nhiên nói. Abe Seimei và Miyamoto Osamu đều không để bọn họ đi gặp người bị bắt, những người này có thể để bọn họ gặp hay không thì không nói. Cho dù thật sự để bọn họ đi gặp những người bị bắt, chắc chắn sẽ không nói điều kiện đơn giản như thế. Thứ hai sao, nếu Bạch Tiểu Thư không có biện pháp để chúng tôi nhìn Bạch đồng tử của mình, chúng tôi nghe nói toàn thân Bạch Tiểu Thư như ngọc, có thể cho chúng tôi nhìn thân thể như ngọc của Bạch Tiểu Thư không? Trong đám người này, một người đàn ông gầy như que củi, xấu xí cười dâm nói. Tuy bọn họ bắt không ít phụ nữ Bạch gia, bọn họ hoàn toàn có thể bắt những người phụ nữ Bạch gia để chơi đùa. Nhưng Bạch Tiểu Tuyết thì khác, Bạch Tiểu Tuyết là vị hôn thê của Mạc Phàm. Mạc Phàm là cao thủ số một hắc bảng, ngủ một tối với Bạch Tiểu Tuyết, sẽ như ngủ với hoàng hậu của hoàng đế cổ đại Hoa Hạ, khác hoàn toàn ngủ với người phụ nữ Bạch gia bình thường. Mục đích bọn họ tới nơi này, chính là vì chuyện này. Không phải Mạc Phàm muốn diệt nhà Miyamoto sao, ngủ với người phụ nữ của Mạc Phàm trước, xem lúc Mạc Phàm tới Nhật Quốc sẽ có sắc mặt thế nào. Khốn nạn! Các người nói gì? Bạch Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người này muốn nhìn Bạch Nhãn là giả, điều kiện sau này mới là thật. Sắc mặt Tiểu Tuyết cũng vô cùng khó coi. Thế nào, không phải Bạch Tiểu Thư muốn gặp những người Bạch gia sao, ngay cả chút trả giá này cũng không muốn, nếu những người Bạch gia biết, chắc chắn sẽ vô cùng thương tâm. Yagyu Hachiden thấy vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết hơi lo lắng, nhếch miệng cười nói. Tiểu Tuyết đừng nghe ông ta, đợi Mạc Phàm tới. Cậu ấy sẽ giết sạch những tên khốn nạn này. Bạch Tử Hàn tức giận nói. Nếu Bạch Tiểu Thư đợi Mạc Phàm tới, cũng có thể, vậy chúng tôi xem từng người phụ nữ Bạch gia có toàn thân như ngọc không? Người đàn ông trung niên ôm kiếm cười bỉ ổi nói. Tốt nhất là quay video clip, để đàn ông toàn Nhật Quốc nhìn thân thể những người phụ nữ Bạch gia này. Người đàn ông xấu xí cười ha ha nói. Chỉ có nhiều phụ nữ thì không thú vị. Không bằng thêm một số đàn ông vào nữa. Mười mấy người ngươi một câu ta một lời, càng nói càng khó nghe. Dừng, các người. Bạch Tử Hàn nắm chặt tay, ánh mắt như lợi kiếm hàn băng nhìn chằm chằm những người này, ước gì có thể dùng mắt giết sạch bọn họ. Bạch Tiểu Tuyết cau chặt mày, đôi mắt khẽ đảo, cũng lộ ra do dự. Nếu những người này dám đến đây, chắc chắn cũng có thể đến nơi người Bạch gia khác. Nếu cô không làm theo lời những người này, chắc chắn bọn họ sẽ đi bắt nạt những người Bạch gia khác. Nhưng cô làm theo lời những người này chưa chắc sẽ không bắt nạt người Bạch gia khác, chỉ biết càng không kiêng nể gì hơn.
Giống như xé một miếng thịt trên đùi dê cho sói ăn, sói sẽ không nhớ đùi dê còn thừa sao? Chuyện này không có khả năng. Bạch tiểu thư, cô suy nghĩ thế nào, nếu cô cảm thấy điều kiện này hơi quá đáng, chúng tôi có thể đổi điều kiện khác, ví dụ như nếu cô tháo cái nhẫn kia đưa cho chúng tôi có thể mang cô đi gặp người nhà mình. Yagyu Hachiden nhìn lướt qua nhẫn trên tay Bạch Tiểu Tuyết, trong mắt chớp lóe dâm quang, tỏ ra mình rất hào phóng. Sở dĩ ông ta cầm kiếm đối phó Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn, là vì ông ta đánh cược thắng những người còn lại. Nếu có thể bắt được Bạch Tiểu Tuyết, ông ta có thể là người đầu tiên ngủ với Bạch Tiểu Tuyết, ai biết lại bị cái nhẫn này chặn. Nếu không vì cái nhẫn này, lúc này ông ta đã mặc sức dục ngựa rong ruổi. Tiểu Tuyết đừng nghe bọn họ dám động vào người Bạch gia chúng ta, chắc chắn Mạc Phàm sẽ khiến bọn họ không thành quỷ được. Bạch Tử Hàn lạnh lùng nói. Đám người này bảo Tiểu Tuyết tháo nhẫn ra, chỉ vì muốn phá màn hào quang bảo hộ các cô. Đã không còn màn hào quang này, chắc chắn không đơn giản chỉ nhìn toàn thân như ngọc. Yagyu Hachiden không thèm nhìn Bạch Tử Hàn, ông ta thấy Bạch Tiểu Tuyết mãi mà không nói gì, cũng không sốt ruột. Nếu Bạch Tiểu Thư cần thời gian suy xét, vậy chúng tôi đi tìm mấy cô gái Bạch gia khác chơi trước. Bạch Tiểu Thư suy nghĩ kỹ, nhớ nói cho chúng tôi biết một tiếng, điện thoại này có thể liên lạc với chúng tôi. Yagyu Hachiden ném một chiếc điện thoại ra nói. Nói xong, một đám người đi ra ngoài biệt viện. Làm việc tốt rất gian nan, phụ nữ lại càng phải dạy dỗ từ từ, chơi như vậy mới càng thú vị. Dù sao bọn họ có thời gian, chơi người phụ nữ Bạch gia khác trước, sớm muộn gì cũng đến tay. Còn Mạc Phàm, một người hoa hạ, mặc kệ tu vi của cậu ta rất cao, sao có thể đến Nhật Quốc nhanh như vậy? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trong mắt đều là phức tạp. Một tay cô vươn ra, vừa định mở miệng, một giọng nói quen thuộc lạnh như băng vang lên. Đến rồi, thì đừng đi nữa. Nghe giọng nói này, lông mày Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. Đám Yagyu Hachiden nhíu mày, dừng bước lại, nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết với vẻ nghi ngờ. Trong căn biệt viện này không có người đàn ông khác, sao có thể có giọng nói này? Đe ga ai vậy? Người muốn mạng các người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nani cái gì? Sắc mặt đám Yagyu Hachiden thay đổi, tay đám người để trên kiếm võ sĩ bên hông, cảnh giác nhìn đám Bạch Tiểu Tuyết. Lúc trước bọn họ không chắc chắn có phải có người thật hay không, bây giờ bọn họ có thể chắc chắn mình không nghe nhầm, nơi này thật sự có người khác. Tên kia, đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, tôi là thần, các người ngay cả quỷ đều không thành được. Mạc Phàm cười mỉa nói. Nói xong, huyết hồn thạch phiếm hồng quang nồng đậm bay từ ngực Tiểu Tuyết ra, trôi nổi trong không trung bên cạnh Tiểu Tuyết. Đám Yagyu Hachiden thấy chỉ là cục đá, thì hơi nhếch miệng cười. Dừng, chỉ là một cục đá mà thôi, cậu có thể khiến chúng tôi ngay cả quỷ cũng không làm được thế nào. Người đàn ông xấu xí kia khinh thường nói, tay rời khỏi chuôi đao. Ông ta còn tưởng là Mạc Phàm đến đây, ai biết chỉ là một tảng đá. Vậy sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm vừa nói xong, hồng quang trên huyết hồn thạch sáng hơn nữa, trong chớp mắt đã thành quả đấm, rồi biến thành đầu người. Chất lỏng màu đỏ như máu trong huyết hồn thạch cỡ đầu người chảy xuống dưới như nham thạch nóng chảy, những chất lỏng này ngưng mà không tiêu tan, nhanh chóng biến thành một người đàn ông cao khoảng 1m8. Hình người vừa thành, hồng quang trên huyết hồn thạch tắt đi, Mạc Phàm vô cùng lãnh khốc xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuyết. Cùng lúc đó, năng lượng giống như sóng thần dao động tràn ra khắp phủ đệ nhà Miyamoto. Bầu trời vốn rất trong xanh, trong chớp mắt bị mây đen che khuất, trong tầng mây màu đen phiếm màu đỏ như máu, gió cũng lạnh hơn nhiều, giống như thời tiết trước khi mưa bão tới. Bên tiểu hồ trong trang viên, một lão giả và một người đàn ông trung niên đang chơi cờ, lông mày đều nhíu lại, nhìn về phía mây đen che bầu trời. Oa, đây là... có khách đến rồi. Lão giả thở dài, đứng dậy. Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm trong hồng quang, trong mắt hiện lên tự trách. Tiểu Phàm, thực xin lỗi, em. Nếu không phải cô tự ý tới Nhật Quốc, thì đã không có nhiều chuyện như thế. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết, trong đôi mắt rét lạnh không chỉ không có chút trách cứ, trái lại còn có chút dịu dàng. Nếu anh là em rất có khả năng cũng làm như vậy, nhưng nếu có lần sau, nhớ đưa anh đi cùng nữa. Hắn quen Tiểu Tuyết không phải một ngày. Sao hắn có thể không hiểu Tiểu Tuyết?
Tuy Tiểu Tuyết là người Bạch gia, nhưng cô là người vì người nhà, bạn bè có thể hy sinh chính mình. Bạch gia bị nhà Miyamoto bắt nhiều như thế, muốn bảo Tiểu Tuyết ngồi yên mặc kệ là chuyện không có khả năng. Năm đó Tiểu Tuyết vì hắn, lúc này mới gả cho Lâm Khuynh Thiên. Một đời này, bất luận Tiểu Tuyết làm chuyện gì, cho dù đúng hay sai, hắn đều ủng hộ Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết hơi mở mắt ra, bên trong nhấp nháy ánh sáng lung linh. Ngay sau đó cô trực tiếp nhào vào lòng Mạc Phàm. Cảm ơn anh, Tiểu Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ, ôm Tiểu Tuyết vào lòng. Đám Yagyu Hachiden ở bên cạnh thấy Mạc Phàm chui từ tảng đá ra, trên mặt cả đám không còn chút ý cười. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Tiểu Tuyết nghe lời Yagyu Hachiden nói, rời khỏi lòng Mạc Phàm. Nhu hòa trong mắt Mạc Phàm cũng mất đi, thay vào đó là sắc bén và ánh sáng lạnh, trong chớp mắt nhiệt độ giảm xuống 20-30 độ. Vừa rồi xung quanh là một vùng anh đào rực rỡ mà ấm áp, bây giờ một tầng băng sương thật dày nhanh chóng hiện lên trên cửa sổ phòng và trên cây hoa anh đào, giống như mùa đông khắc nghiệt. Đám người này dám có ý đồ với Tiểu Tuyết, nếu không phải có nhẫn hắn đưa, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì Tiểu Tuyết rồi. Tuy Tiểu Tuyết không sao, nhưng những người này đều phải chết hết. Vừa rồi ông nói muốn thấy Bạch đồng tử đúng không? Mạc Phàm không trả lời, nhìn lướt qua người đàn ông ôm kiếm hỏi. Người đàn ông ôm kiếm nhíu mày, không hiểu sao cơ thể lại run rẩy, giống như con chuột thấy chân long. Phải thì thế nào, tên kia, rốt cuộc cậu là ai? Không có Bạch đồng tử, nhưng chỗ tôi có Hỏa đồng tử, ông có thể nhìn tạm vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, Hồng Liên nghiệp hỏa ở sâu trong đáy mắt hắn phun trào ra. Không đợi người đàn ông ôm kiếm phản ứng kịp, ngọn lửa như hai đạo laser trực tiếp bắn vào trong mắt người đàn ông kia. Keng một tiếng, đại kiếm trong lòng người đàn ông đó rơi xuống đất. Hốc mắt ông ta đã không còn mắt, chỉ có hai mắt bị đốt trống rỗng, nhìn từ phía trước, có thể nhìn thấy vách tường phía sau ông ta. Ngọn lửa màu máu đốt từ hai mắt ông ta lan ra mặt. Đến chỗ nào, chỗ đó hóa thành cho tàn như giấy bị đốt cháy. Ở đây. A, à, miệng Yagyu Hachiden há to, mãi mà không nói được một chữ. Mắt những người khác mở to, trên mặt không có chút huyết sắc, chỉ có từng giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tốt xấu gì bọn họ cũng là thập quỷ thủ đô, là kiếm sĩ cực mạnh dưới đại kiếm hào, nhưng lại bị tiểu tử chui từ tảng đá ra liếc mắt một cái giết một người. Lúc trước bọn họ không biết Mạc Phàm là ai, cuối cùng bây giờ biết rồi. Cậu là cao thủ số một Hoa Hạ, Mạc Phàm sao? Người đàn ông xấu xí giống như hao hết sức lực, lắp bắp nói. Tuy bọn họ không thể hiểu, sao bỗng nhiên Mạc Phàm ở tận Hoa Hạ có thể đến được đây. Nhưng mà có thể có khí thế thần thông như vậy, ngoại trừ Mạc Phàm ra còn có thể là ai? Mạc Phàm vẫn không trả lời như cũ, hỏi tiếp. Ông muốn nhìn toàn thân như ngọc đúng không? Giọng nói lạnh như băng, giống như truyền từ trong vết nứt vạn năm ra. Vẻ mặt người đàn ông xấu xí ngẩn ra, hô hấp bị kiềm hãm. Nếu người nói không phải là Mạc Phàm, ông ta nhất định vô cùng vui vẻ. Nhưng những lời này từ miệng Mạc Phàm, ông ta chỉ có sợ hãi. Ngọc, Mạc Phàm vươn một tay ra, khẽ nói với người đàn ông xấu xí. Người đàn ông mỏ nhọn còn chưa kêu lên, miệng vừa mở ra, ngoại trừ mắt ông ta, những nơi khác trên cơ thể hoàn toàn ngọc hóa giống như kết băng, bên ngoài nhìn đều là ngọc, nhìn xem bên trong có phải là ngọc không, ngọc nát. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Răng rắc, âm thanh vang lên, từng đạo khe hở xuất hiện trên người đàn ông xấu xí. Ngay lúc người đàn ông mỏ nhọn ngơ ngẩn nhìn, thân thể ông ta biến thành từng khối ngọc thạch rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông tan nát dưới đất, biến thành đống ngọc. Người đàn ông này vừa chết, ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía Yagyu Hachiden. Hai điều kiện mà các người đề xuất, tôi đều giúp các người hoàn thành rồi. Có phải bây giờ các người nên mang chúng tôi đi gặp người Bạch gia bị các người bắt một lần không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo ý không thể làm trái. Chuyện này. Yagyu Hachiden cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, mắt đảo liên tục, yết hầu không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Thập quỷ thủ đô, Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái, một người bị thiêu thành cho tàn, một người biến thành ngọc thạch. Nếu ông ta không mang Mạc Phàm đi gặp những người phụ nữ kia, có lẽ thập quỷ Tokyo chỉ còn lại 7 rồi. Nhưng mà ông ta mang Mạc Phàm đi,
không chỉ thành kẻ phản bội của nhà Miyamoto, còn có thể bị nhà Miyamoto xử tử. Sao không nói? Bạch Tử Hàn hết giận nhìn đám kiếm sĩ này, lạnh giọng hỏi. Không chọn cũng không sao, vừa rồi ông nói muốn nhẫn đúng không, cho ông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không trông cậy những người khác đưa hắn đi gặp phụ nữ Bạch gia, vốn dĩ là không cần. Nếu hắn đến đây, cho dù chỉ ký gửi thần nguyên ở trong huyết hồn thạch, muốn tìm ai cũng hoàn toàn có thể. Một tay hắn mở ra, duỗi về phía Yagyu Hachiden. Hắn còn chưa ra tay, Yagyu Hachiden tức giận quát. Rút kiếm thuật, chảm tám. Trường kiếm trên eo ông ta rào rào ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng nổ mà ra, giống như một đạo laser với tốc độ cực nhanh chém về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Kiếm khí sắc bén không chém lên cây hoa anh đào, cây hoa anh đào trực tiếp biến thành tám đoạn, rồi rơi xuống. Dù sao ông ta không thể dẫn Mạc Phàm đi gặp những người Bạch gia, chỉ có thể liều mạng một phen, nhỡ đâu thắng thì sao? Mạc Phàm buông mí mắt, không để một kiếm này vào mắt. Kim. Chữ này vừa vang lên, trường kiếm của Yagyu Hachiden do hợp kim tạo ra gãy thành 16 khúc, mỗi khúc đều như thanh sắt. Những kim khí kia không chém về phía Mạc Phàm, trái lại đâm vào trong cơ thể Yagyu Hachiden. Phốc, kim khí đâm vào cơ thể Yagyu Hachiden một cách dễ dàng. A, tiếng kêu như giết heo vang lên, lập tức vang vọng trong trang viên. Chuyện này còn chưa tính, kim khí cong thành một độ cong, lại theo nơi khác đâm vào trong cơ thể Yagyu Hachiden. Khi những kim khí kia chui ra, chuôi đao hình thành một vòng tròn trên người Yagyu Hachiden. Kim khí và chuôi đao chạm nhau, phát ra tiếng xèo xèo, cuối cùng kết thành hình cái nhẫn. Miệng Yagyu Hachiden há to, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng huyết dịch rót vào trong cổ họng ông ta, một chữ cũng không nói nên lời, máu tươi chảy ra từ miệng và vết thương ông ta, thân thể không ngừng run rẩy, giống như vô cùng đau đớn. Cái nhẫn này thế nào, nếu không thích thì tôi đổi cái khác cho ông nhé. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, cậu là ma quỷ, a a. Yagyu Hachiden ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, đau đớn kêu lên. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm giống như nhìn ma quỷ. Ông ta chỉ đùa với Bạch Tiểu Tuyết một câu, lại bị Mạc Phàm đối đãi như vậy. Ông ta đã có vẻ tàn nhẫn rồi, bình thường giết người đều thích chém đối phương thành tám đoạn, nhưng so với Mạc Phàm, quả thật ông ta gặp sư phụ rồi. Rõ ràng Mạc Phàm có thể giết chết ông ta dễ dàng, nhưng lại lựa chọn biến kiếm của ông ta thành đoạn, tạo thành một cái nhẫn ở trong cơ thể ông ta. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn ở bên cạnh nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Quả thật thủ đoạn của Mạc Phàm hơi cực đoan một chút, nhưng đôi khi đối phó người xấu phải dùng thủ đoạn xấu xa hơn mới được, nếu không người bị thương sẽ là mình. Lúc trước Giang Nam từng xảy ra một sự kiện như vậy, một chú trung niên bắt một kẻ trộm tiền của người nhà người bệnh, kẻ trộm này vùng vẫy vài lần thấy không phải đối thủ của chú trung niên này, thì quỳ xin chú trung niên đó tha thứ, tự xưng có lão mẹ liệt nửa người nằm ở nhà, vợ thì bị bệnh bạch cầu cần tiền phẫu thuật gấp mới đi ăn trộm. Chú này thấy anh ta đáng thương thì dạy dỗ vài câu rồi để kẻ trộm đi, kết quả không lâu sau, con gái của chú này bị đám của tên kia cưỡng bức, còn cắt lỗ tai, mũi, thậm chí đưa côn trùng bắt cô ấy ăn. Con gái chú đó không ăn, đám kia cố gắng nhét gậy vào miệng con gái chú đó, kết quả phá nát lưỡi của cô ấy, một cô gái tốt không có lỗ tai, cũng thành câm điếc, gần như có thể nói đám người này mất sạch nhân tính. Nếu chú kia đưa kẻ trộm này tới cục cảnh sát, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đám kiếm khách nhà Miyamoto cũng thế, nếu không xử lý bọn họ thật tốt, người gặp tao ương sẽ là phụ nữ Bạch gia. Ma quỷ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Đám người này tới đây bắt nạt Tiểu Tuyết và Tiểu Hàn, mình là ma quỷ, còn không biết xấu hổ nói hắn là ma quỷ. Nếu không phải có nhẫn bảo vệ, thủ đoạn những người này đối phó Tiểu Tuyết và Tiểu Hàn sẽ càng ti tiện hơn. Nhưng ma quỷ thì ma quỷ đi. Ai dám đánh chủ ý với người của hắn, cho dù thành ma quỷ cũng không sao. Xem ra ông không hài lòng với chiếc nhẫn này lắm, vậy thì thêm hai cái nữa, ông nhất định sẽ hài lòng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, cậu. Mắt Yagyu Hachiden đỏ bừng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhưng không làm gì được. Một ngón tay của Mạc Phàm khẽ cử động, hai thanh đao bên hông Yagyu Hachiden xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung. Một thanh trường đao trong đó giống như trước, toàn bộ hóa thành đoạn đâm liên tục vào cơ thể Yagyu Hachiden,
hình thành một cái nhẫn, tiếng kêu thê lương lại vang lên. Thanh kiếm thứ ba còn chưa hình thành cái nhẫn, Yagyu Hachiden đã ngã xuống đất không kêu nữa, cũng không còn hơi thở. Cả biệt viện cũng yên tĩnh lại, không có một chút âm thanh. Sắc mặt những người còn lại tái nhợt như tờ giấy, không dám thở gấp cảnh giác nhìn Mạc Phàm, bầu không khí vô cùng áp lực. Một lát sau, cuối cùng một kiếm khách để một ít dâu phía dưới mũi không chịu được. Mạc Đại Sư, tôi mang cậu đi gặp những người bạch gia kia. Tuy không phải là bản thể của Mạc Phàm đến đây, nhưng chắc chắn bọn họ không đối phó được, vẫn nên đồng ý để Mạc Phàm đi gặp những người bạch gia kia thì tốt hơn. Dù sao Mạc Phàm không biết những người đó bị nhốt ở đâu, dẫn Mạc Phàm tới chỗ AB Đại Nhân, không những tránh được một kiếp còn có thể khiến AB Đại Nhân diệt trừ Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Không cần, nếu các người đến đây, vậy chết ở đây đi, người bạch gia bị các người bắt, tôi tự mình đi tìm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đã cho cơ hội, nhưng không ai nắm lấy, bọn họ sẽ đạt được cơ hội thứ hai sao? Cái gì? Đám người còn lại đều lùi về sau, có người vội vàng ném đao võ sĩ trên lưng đi, sợ giống như Yagyu Hachiden, đau đớn liên tục mà chết. Các người cảm thấy như vậy có tác dụng sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Bắt nạt Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn, còn muốn chạy. Ngón tay hắn đều không cần cử động, chỉ cần hơi suy nghĩ. Đao võ sĩ được những kiếm sĩ kia ném đi bay lên. Đi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng. Đao võ sĩ mang theo tiếng xé gió, trong chớp mắt đã đến sau lưng đám người này. Lúc những thanh đao này sắp đâm trúng những người kia, một giọng nói chói tai vang lên. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, tại hạ Miyamoto Osamu không tiếp đón từ xa. Giọng nói này vừa vang lên. Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc trang phục võ sĩ màu đen xuất hiện trong biệt viện. Ấp ế ế ế ế ế ế người đàn ông này có vài phần tương tự với Miyamoto Kawa Mạc Phàm giết lúc trước, nhưng cao lớn hơn nhiều, khoảng chừng hơn 1m9, bả vai cũng rộng hơn người bình thường nhiều, đứng ở chỗ nào đều có thể che khuất mặt trời. Bên hông người đàn ông có một đôi trường kiếm màu tím to gấp đôi kiếm của kiếm sĩ khác, một tay đặt lên chuôi trường đao. Ông ta đi tới. Cũng không thấy có động tác gì, mấy thanh kiếm võ sĩ kia cách tìm những võ sĩ kia ba ngón tay thì dừng lại, không nhúc nhích. Những người này thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh. Cảm ơn gia chủ ra tay cứu giúp. Những kiếm sĩ này vội vàng nói. Lui ra đi. Trong mắt Miyamoto Osamu hiện lên vẻ sắc lạnh, nói. Dạ, gia chủ. Đám người này không do dự lùi ra sau Miyamoto Osamu. Kiếm cách tìm bọn họ ba ngón tay có thể giết chết bọn họ không lùi thì không khác gì đứng trên vách túi, không ai dám mạo hiểm như thế. Những người này vừa đứng phía sau Miyamoto Osamu, một kiếm sĩ đầu chọc trong đó chỉ vào Mạc Phàm kêu lên. Gia chủ, là gia hỏa kia xâm nhập vào nhà Miyamoto chúng ta, còn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn giết chết ba người, gia chủ nhanh chém gia hỏa kia đi. Miyamoto Osamu nhíu mày nhìn lướt qua cho cốt. Ngọc Thạch và Yagyu Hachiden toàn thân đều là đoạn kiếm trên đất, nhưng lông mày nhanh chóng giãn ra. Làm càn, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Miyamoto Osamu lạnh lùng nói. Dạ, gia chủ. Kiếm sĩ đầu bóng loáng kia sửng sốt, cúi người nói. Miyamoto Osamu vung tay lên, những kiếm võ sĩ trôi nổi trong không trung quay về vỏ kiếm của kiếm khách nhà Miyamoto, lúc này ông ta mới nhìn về phía Mạc Phàm. Gần đây vẫn luôn nghe nói uy danh của Mạc tiên sinh, hôm nay vừa gặp đúng là danh bất hư truyền, không ngờ Mạc tiên sinh còn có thể lấy phương thức như vậy tới nhà Miyamoto tôi, đúng là khiến Miyamoto Osamu tôi mở mang tầm mắt. Miyamoto Osamu hơi cúi người, nho nhã lễ độ nói. Phương thức này, chẳng phải giống như ông lúc đó sao? Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, nhìn thoáng qua một phía khác, lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy dưới một gốc cây hoa anh đào cách đó không xa, một lão giả mặc trường bào theo phong cách cổ hai màu trắng đen, tóc trắng như tuyết để loạn sau lưng. Lão giả này không nhìn đám Mạc Phàm, mà nhìn hoa anh đào bị đóng băng với vẻ tiếc hận. Nhưng nếu Mạc Phàm không nói, không ai sẽ chú ý tới lão giả đứng ở đây. Bái kiến AB đại nhân. Những kiếm sĩ nhìn thấy lão giả này. Vội vàng nói. AB xây mây giống như đã quen rồi, không để ý đến những kiếm khách này, khẽ vung tay lên.
Băng xương xung quanh nhanh chóng lùi đi, hoa anh đào nhanh chóng khôi phục lại đỏ hồng. Làm xong những chuyện này, ABC Mây hơi gật đầu với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, lần trước chúng tôi đã đắc tội nhiều, vẫn mong Mạc tiên sinh lượng thứ. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có chút thay đổi vì ABC Mây và Miyamoto Osamu xuất hiện. Lượng thứ, chuyện này cần thiết sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Nhà Miyamoto có ý đồ với Tiểu Tuyết, thiếu chút nữa âm dương sư nhà AB còn hủy trang viên nhà Mạc gia, đám người này còn bắt người Bạch gia, Tiểu Tuyết đến đây còn bị người ta bắt nạt. Không phải không thể lượng thứ, đợi hắn diệt nhà Miyamoto và âm dương sư rồi nói sau. Hoa Hạ có câu châm ngôn, oan gia nên giải không nên kết, Mạc tiên sinh nhất định phải ngươi chết ta sống với lão phu sao. AB xây mây không tức giận, bộ dạng vô cùng lạnh nhạt, mỉm cười nói. Ông rất hiểu về Hoa Hạ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Mạc tiên sinh nói hơi nghiêm trọng rồi, văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, chỉ là khi lão phu còn nhỏ may mắn học được chút gia lông, không dám nói là hiểu. ABC Mây hơi sợ hãi nói. Như vậy ông có biết câu này không? Mạc tiên sinh muốn nói câu nào? Xúc phạm Hoa Hạ tôi, cho dù xa cũng nhất định phải chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. ABC Mây khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Ánh mắt Miyamoto Osamu ở bên cạnh phát lạnh, rút kiếm trong tay ra. Mạc tiên sinh, dựa vào trạng thái hiện giờ của cậu, cho dù là tôi cậu cũng không phải đối thủ. Miyamoto Osamu lạnh giọng hỏi. Ông sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Miyamoto Osamu một cái. Quả thật mạnh hơn Miyamoto Kawa tôi giết một chút, nhưng cho dù là thân thể hiện giờ của tôi, ông cũng không phải là đối thủ. Thân thể này của hắn là một khối huyết hồn thạch, nếu là trước đây không có linh khí bổ sung thì khó mà làm được nhiều việc. Nhưng hắn đã ngưng tụ thần nguyên, lực lượng mà hắn có thể sử dụng mạnh hơn trước rất nhiều, đối phó ABC Mây thì cần tốn sức chút, nhưng dư giả đối phó Miyamoto Osamu. Vậy sao, vậy Miyamoto Osamu đắc tội, thỉnh giáo Mạc tiên sinh trước, cũng lấy lại công đạo thay em trai và con trai tôi. Miyamoto Osamu chậm rãi rút kiếm ra. Cũng được, giết ông trả giá cho chuyện hôm nay trước vậy. Mạc Phàm suy nghĩ một lát nói. Lúc này hắn còn chưa muốn ra tay, chỉ định giết đám người ra tay với Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn trước, nhưng nếu Miyamoto Osamu muốn thử, vậy bắt đầu từ Miyamoto Osamu trước vậy. Không đợi bọn họ ra tay, ABC Mây thở dài. Mạc tiên sinh nhất định phải liều mạng ngươi chết ta sống với chúng tôi sao? Nếu cậu đồng ý rời đi, tôi đảm bảo hai vị kia sẽ bình yên quay về Hoa Hạ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. ABC Mây, nếu tôi hủy đền thờ của ông, diệt tộc nhân của ông, đoạt vợ của ông còn muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước với tôi không? Tất nhiên sẽ không. ABC Mây do dự một lát, vẫn nói. Như vậy được rồi, vậy ông còn gì muốn nói nữa? Mạc Phàm hỏi. Ngay cả ABC Mây cũng không thể tiếp nhận đạo lý của mình, còn khuyên bảo hắn, đúng là buồn cười. Vẻ mặt ABC Mây lạnh nhạt, giống như dự đoán trước được. Tuy đất Nhật Quốc chúng tôi không rộng như Hoa Hạ, nhưng không phải nơi Mạc tiên sinh có thể đến rồi đi một cách tùy tiện, sở dĩ lão phu khuyên Mạc tiên sinh đừng tới, đều không phải xuất phát từ tư tâm, mà là không hy vọng Mạc tiên sinh kỳ tài ngút trời sẽ chết ở Nhật Quốc, nếu Mạc tiên sinh cứ cố chấp như thế. Vậy bây giờ Mạc tiên sinh có thể quay về, để bản thể xuất phát, có tảng đá này bảo vệ Bạch tiểu thư, như vậy sẽ không có ai dám có ý đồ với Bạch tiểu thư, lão hủ đã nói nhiều như vậy rồi, sẽ không tiễn Mạc tiên sinh nữa. Khai hoa vô xuân, tuyết lạc sơn bích, ABC Mây Bạch Hồ công tử tôi sẽ ở dưới núi Phú Sĩ nghênh đón Mạc tiên sinh đại giá bất cứ lúc nào. ABC Mây thản nhiên nói. AB đại nhân, cứ thả cậu ta đi như vậy sao? Miyamoto Osamu hơi bất mãn nói. ABC Mây không nói gì, chỉ giơ một tay lên. Mạc Phàm chỉ là một tảng đá biến hóa ra thân thể, ông ta diệt Mạc Phàm vô nghĩa giống như Mạc Phàm giết phân thần của ông ta, chẳng bằng thả Mạc Phàm rời đi. Vậy Mạc tiên sinh, Miyamoto Osamu sẽ không tiến nữa. Miyamoto Osamu hơi cúi người nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ý niệm vừa động. Kiếm được Miyamoto Osamu cắm trên đất lập tức bay lên, nhanh chóng đâm về phía kiếm sĩ đứng sau lưng Miyamoto Osamu, giọng nói lạnh lùng cũng vang lên theo. Tôi nói sẽ đi sao?
Nếu hắn tốn nhiều công sức tới nhà Miyamoto, chỉ giết ba người bắt nạt Tiểu Tuyết đã đi sao được. Mấy kiếm sĩ trốn sau lưng Miyamoto Osamu thấy trường kiếm bay tới, sắc mặt thay đổi. Một đám muốn trốn đi, nhưng không biết vì sao chân như đúc trì, không thể nhúc nhích được. Gia chủ, cứu chúng tôi với, một người trong đó cuống quýt kêu lên. Những lời này vừa vang lên. Keng một tiếng, trường kiếm bên hông Miyamoto Osamu chui ra, chắn ngang trước mấy kiếm đâm về phía đám kiếm sĩ kia. Mấy thanh kiếm võ sĩ giống như bị khống chế, dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung. Mạc tiên sinh, AB đại nhân đã đồng ý cho cậu rời đi, cậu đây là muốn làm gì? Miyamoto Osamu lạnh lùng nói, giọng nói như lạnh lẽo như đao phong. Mạc Phàm hơi quay đầu, liếc mắt nhìn Miyamoto Osamu một cái. Tôi cần bất luận người nào đồng ý sao? Hắn đường đường là y tiên bất tử, muốn đến nơi nào thì đến, cần người ta cho phép à? Giọng điệu bá đạo khiến bầu không khí lập tức cứng đờ. Được rồi, nếu Mạc tiên sinh muốn giết kiếm sĩ nhà Miyamoto tôi, vậy tôi xem phân thân của Mạc tiên sinh có bản lĩnh này hay không. Hồi! Miyamoto Osamu khẽ quát một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, trường đao trong tay chém về phía Mạc Phàm. Mấy thanh kiếm võ sĩ theo tiếng quát này của ông ta, quay đầu bay về phía Mạc Phàm, vô cùng nghe lời. Mạc Phàm cười khẽ, một tay khẽ vươn ra. Mạc Phàm, hủy những thanh kiếm này đi. Bạch Tử Hàn ở bên cạnh thấy Mạc Phàm và Miyamoto Osamu ra tay, vội vàng nhắc nhở. Cô biết Mạc Phàm lợi hại, nhưng cô từng ra tay với Miyamoto Osamu rồi. Lúc ấy cô cảm thấy ngay cả kiếm của cô cũng như nghe lệnh của Miyamoto Osamu, vốn dĩ không thể khống chế, cuối cùng thậm chí Miyamoto Osamu còn khống chế được kiếm của kiếm sĩ xung quanh, chế phục cô. Muốn đối phó với Miyamoto, xung quanh không thể có kiếm. Mạc Phàm nghe thấy lời Bạch Tử Hàn nói, giống như nghĩ đến gì đó, tay thu lại, vậy mà không quan tâm những thanh kiếm Miyamoto Osamu khống chế, điểm lên mi tâm Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn. Ấn ký hình khóa sáng lên vài cái, liền biến mất trong không gian. Mở phong ấn rồi sao? Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt sửng sốt. Lúc này Mạc Phàm không quan tâm những thanh kiếm đang bay tới, lại phá giải phong ấn trên người bọn họ. Miyamoto Osamu hơi híp mắt lại, sắc bén lại bắn ra bốn phía. Tất nhiên ông ta biết động tác này của Mạc Phàm là có ý gì, vốn dĩ không để ông ta vào mắt. Ông ta là gia chủ nhà Miyamoto, đại kiếm hào không nhiều lắm ở Nhật Quốc, còn là người lợi hại nhất trong đó. Thân phận hiển hách như thế, lại bị một tên tiểu tử đối xử như vậy, cho dù tâm trí ông ta kiên định đến mấy, cũng khó mà nén được lửa giận. Ý niệm của ông ta vừa động, không chỉ mấy thanh kiếm võ sĩ, cây cối đất đá xung quanh cũng bay lên, giống như đạn bắn vào trong nước để lại từng đạo dấu vết trong không trung, bắn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm không có chút thay đổi, vẫn chỉ vươn một tay ra như cũ. Tôi nói rồi, cảnh giới này của ông không đấu lại được tôi đâu, cho dù là phân thân của tôi cũng không phải, thậm chí ông còn không phải là đối thủ của đồ đệ luyện kiếm của tôi. Nói xong, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, bỗng nhiên năm ngón tay mở ra, một ấn ký trong lòng bàn tay sáng lên. Mấy thanh kiếm võ sĩ và cây cối đất đá hóa thành lợi kiếm dừng lại, giống như không gian và thời gian dừng lại đều trôi nổi hết trong không trung. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm và AB Seimei ra, vẻ mặt những người khác đều thay đổi. Miyamoto Osamu từng một người một kiếm đánh bại đám người gia tộc kiếm đạo cổ xưa Nhật Quốc, sau đó thanh danh bùng nổ. Nhưng kiếm pháp của người được xưng là đại kiếm hào truyền kỳ lại được Mạc Phàm đỡ bằng một tay, chuyện này hơi khủng bố rồi. Ngay cả Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn cũng không ngờ, Mạc Phàm có thể đỡ kiếm của Miyamoto Osamu đơn giản như thế. Mắt Miyamoto Osamu mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Mạc Phàm đã đến cảnh giới thần cảnh, cùng một cảnh giới với AB Seimei, ông ta vẫn đang ở tiên thiên đỉnh phong không thể bước qua được bước kia. Nhưng ông ta tưởng rằng ít nhất ông ta có thể đỡ được mấy chiêu của Mạc Phàm, thậm chí có thể giết chết được phân thân này của cậu ta, ai biết ông ta kém xa phân thân của Mạc Phàm như vậy. Đây là lực lượng thần cảnh sao? Miyamoto Osamu không cam lòng hỏi. Đối phó với ngự kiếm thuật giả như ông, không cần phải dùng lực lượng thần cảnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Khi Miyamoto Osamu đỡ kiếm võ sĩ lần đầu tiên,
hắn còn tưởng Miyamoto Osamu luyện thành ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là một loại kiếm thuật cấp cao, một khi luyện thành bất luận thứ gì đều thành kiếm của người đó, uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn từng nhìn thấy một số cao thủ kiếm đạo có chút thành tựu về ngự kiếm thuật, một ý niệm khống chế trên vạn kẻ địch thành kiếm của ông ta, vì ông ta giết địch. Chút thành tựu mà có uy lực cường đại như vậy, thành công sẽ mạnh thế nào có thể nghĩ được. Nhưng chỉ nhìn kỹ, hắn đã nhận ra nguyên nhân Miyamoto Osamu có thể ngự kiếm. Ngự kiếm thuật cần người kiếm hợp nhất, ngưng tụ tâm kiếm, lấy tâm ngự kiếm. Miyamoto Osamu là lấy khí ngự kiếm, còn bí mật nhanh chóng khắc họa ngự kiếm trận trên kiếm. Nói một cách đơn giản, là nhanh chóng luyện kiếm của người khác thành kiếm của mình, do đó đạt được tác dụng tương tự với ngự kiếm thuật. Tuy có thể làm được bước này, Miyamoto Osamu đã xem như rất lợi hại rồi, dù sao cũng phải cần linh khí vô cùng cường đại và hồn lực, bình thường tiên thiên tông sư khó mà làm được, người bình thường cũng khó phát hiện. Nhưng y tiên bất tử hắn là người bình thường sao? Muốn phá giải ngự kiếm thuật chân chính, chỉ có thể phá tâm kiếm của kiếm sĩ trước. Muốn phá ngự kiếm thuật loại này của Miyamoto Osamu, chỉ cần phá ngự kiếm trận trên những kiếm đó mà thôi. Làm được chuyện này, còn cần tu vi thần cảnh sao? Nghe Mạc Phàm nói vậy, vẻ mặt Miyamoto Osamu ngây ngốc. Ngay sau đó trên mặt là nóng rát, giống như bị người ta dẫm mạnh xuống dưới chân trước mặt bao người. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm đỡ kiếm của ông ta, ngay cả phương pháp ngự kiếm của ông ta cũng biết rõ. Chuyện này, tôi, Miyamoto Osamu nghiến răng, không nói nên lời. Mạc Phàm không để ý đến Miyamoto Osamu, cho dù ông ta là gia chủ nhà Miyamoto, nhưng ở trong mắt hắn ông ta chỉ như con kiến. Ông muốn nhìn lực lượng thần cảnh phải không, dùng mạng của ông đi cảm nhận một phen đi, tôi động, thiên địa núi sông sẽ động theo tôi. Một chân của Mạc Phàm dậm xuống đất, một chưởng đẩy mạnh tới trước. Một chưởng của hắn vừa đánh ra, không chỉ có cây cối đất đá và kiếm võ sĩ trong không trung, cả vùng không gian đều xuất hiện gợn sóng mắt thường có thể thấy được, như sóng biển đè về phía đám Miyamoto theo tay Mạc Phàm. Không gian di chuyển, còn chưa tới trước người đám Miyamoto Osamu. Mắt mấy kiếm khách đứng sau Miyamoto Osamu mở to, thân thể run lên, giống như có một trái bom đang nổ tung trong cơ thể bọn họ. Bùm, mấy người kia đều chưa kêu ra một tiếng, trong chớp mắt cơ thể nổ thành mảnh nhỏ từ trong. Miyamoto Osamu nhíu mày, trên mặt cũng hiện lên vẻ kỳ lạ, từng đạo khe hở xuất hiện trên làn da bên ngoài người ông ta. Thấy khe hở trên người Miyamoto Osamu càng ngày càng nhiều, tiếng thở dài già nua giống như vượt qua ngàn năm mà đến vang lên. Lão hủ không muốn giữ lại phân thân này của Mạc tiên sinh cần gì phải như thế. Tiếng thở dài vang lên, ngón tay ABC mây khẽ búng. Điểm đỏ như hoa tuyết từ trên trời giáng xuống, những điểm đỏ này vừa rơi xuống nhanh chóng lan ra, hòa thành từng đóa anh đào. Trong chớp mắt không gian bốn bể dậy sóng yên tĩnh lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có hoa anh đào bay xuống. Vù vù, Miyamoto Osamu vội vàng hít sâu một hơi, giống như người sắp chìm cuối cùng cũng nổi lên trên mặt nước. Một lát sau, lúc này khuôn mặt trắng xanh của Miyamoto Osamu mới khôi phục lại bình thường, cung kính cúi đầu với Abe Seimei. Cảm ơn Abe đại nhân đã ra tay cứu giúp. Abe Seimei vẫy tay, vốn dĩ không để ở trong lòng, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Ông ta vươn một ngón tay ra, một điểm sáng màu xám tràn ngập khí tức chôn vùi lập tức xuất hiện. Điểm sáng vừa xuất hiện, giống như pháo điện tử nuôi lực, không khí xung quanh lập tức tụ tập về phía ánh sáng này, kình phong vô hình quay xung quanh ngón tay hình thành kình phong, thổi bay quần áo và râu tóc Abe Seimei. Nhưng một lát sau, bỗng nhiên điểm sáng trên tay Abe Seimei tắt đi, tay xương bọc ra rụt lại. Mạc Phàm, mấy kiếm khách xông vào biệt viện này đã bị cậu giết chết. Bọn họ tiến vào trang viên này, phá hủy quy củ của tôi, quả thật là đáng chết, hiện giờ cậu đã xả giận đủ rồi, có thể rời đi chưa? Miyamoto Osamu, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn ở bên cạnh sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phàm giết chết những kiếm sĩ này trước mặt Abe Seimei, thiếu chút nữa giết Miyamoto Osamu, bọn họ tưởng rằng Abe Seimei sẽ ra tay, ai biết kết quả là như vậy. Miệng Miyamoto Osamu cử động vài lần. Cuối cùng không nói gì thêm, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Còn chưa đủ, vẫn thiếu chút nữa. Hắn chỉ giết mấy kiếm sĩ mà thôi,
cho dù đây chỉ là một phân thân của hắn, sao có thể đủ. Một trưởng vừa rồi của hắn bị ngăn cản, hắn cũng không có ý tiếp tục giết Miyamoto Osamu. Mắt Miyamoto Osamu nheo lại, hiếm khi lóe lên ánh sáng lạnh. Sở dĩ ông ta không ra tay với Mạc Phàm không vì nguyên nhân gì khác, đơn giản là ông ta có sư phụ người Hoa Hạ. Sư phụ này của ông ta không chỉ giao pháp thuật cho ông ta, còn cứu ông ta sống lại sau khi bị kẻ thù giết chết. Ông ta từng thề nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra tay với pháp sư Hoa Hạ. Ông ta đã khách sáo với Mạc Phàm nhiều lần, vậy mà Mạc Phàm vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện ông ta nên làm ông ta làm rồi, vậy mà tiểu tử Hoa Hạ này vẫn không biết điều, ông ta ra tay cũng không tính là vi phạm lời thề. Được lắm, nếu đã như vậy, cậu hủy một phân thân của lão phu cũng chỉ có thể hủy diệt phân thân này của cậu. ABC Mây lạnh lùng nói. Ngón tay ông ta vươn ra, điểm sáng màu xám đáng sợ kia lại xuất hiện, năng lực tràn đầy tụ tập về phía ngón tay ông ta, trong chớp mắt đã ngưng tụ xong. Rõ ràng chỉ là một điểm sáng, nhưng khiến người ta có cảm giác không vật không diệt được, chỉ nhìn thôi đã cảm giác như mình bị điểm sáng này bao phủ, thân thể không tự chủ được run lên. Âm dương phá. ABC Mây nói khẽ. Trên ngón tay ông ta, điểm sáng theo tiếng mà ra, như một đạo laser bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một kích này của ABC Mây, trên mặt không có chút thay đổi. Nếu tôi đến đây, thì không cần phân thân này, nhưng phân thân này không phải cho ông tới hủy diệt. Hắn dùng khối huyết hồn thạch này vài lần, đã gần đến mức tan vỡ, dùng lần này xong thì không thể dùng lại nữa. Cho dù vậy cũng là đồ của hắn, hắn không muốn hủy diệt, thì không để những người khác hủy diệt. Nói xong, hắn không thèm quan tâm một kích này của ABC Mây, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chớ chú Chi Môn, nghe thấy lời gọi của ta, còn không ra. Trên bầu trời, đại môn đồng thao cổ xưa có hai đầu thú trông rất sống động chậm rãi xuất hiện trên không gian, đúng là chớ chú Chi Môn được Mạc Phàm gọi lúc trước. Chớ chú Chi Môn vừa xuất hiện, thanh quang chiếu xuống, bao Mạc Phàm ở bên trong. Tấn công của ABC Mây cũng đến nơi, đánh lên màn hào quang màu xanh. Cột sáng màu xám biến mất vào trong thanh quang, giống như một nhánh cây rơi vào trong hồ nước của Mạc Phàm, một vùng gợn sóng hiện lên, không còn phản ứng nào khác. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua truyền từ sau thanh đồng môn tới. Tiểu tử, lại là ngươi, nhanh như vậy lại tìm bổn môn, kẻ thù của ngươi đúng là nhiều, lần này cần nguyền rủa gì, nguyền rủa ai? Chớ chú Chi Môn lười biếng nói. Chỉ một câu, ngoại trừ Mạc Phàm ra vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Đây là cái gì? Một cánh cửa giúp Mạc Phàm đỡ một kích của ABC Mây thì không nói, vậy mà còn nói chuyện được. Ngay cả ABC Mây cũng nheo mắt lại, trong mắt chớp lóe hôi quang nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Ông ta từng thấy thần khí tam đại trấn quốc rồi, ba kiện thần khí này theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính, nghe nói đều là bảo vật thần sáng thế Nhật Quốc để lại, mỗi một kiện đều có uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng ba kiện thần khí này không có một kiện có thể nói chuyện, có được trí tuệ của mình, vậy mà cánh cửa này có thể nói. Mà một tiểu tử Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm, lại có thể triệu hồi ra thứ như thế. Ánh mắt ABC Mây nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Chớ chú Chi Môn, Mạc Tiên Sinh, cậu đúng là khiến lão phu vô cùng bất ngờ. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt luôn nhìn chớ chú Chi Môn trên bầu trời. Kẻ thù của ta tương đối nhiều. Nhưng lần này ta không nguyền rủa bất luận kẻ nào, mà muốn huyết duyên thủ hộ. Tuy bản thể của hắn có thể thông qua hải nhãn từ Thượng Hải đến Nhật Quốc, nhưng cần một chút thời gian ấy đủ để nhà Miyamoto ra tay với Tiểu Tuyết và người Bạch gia. ABC Mây một thế hệ âm dương đại sư sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng Miyamoto Osamu không thể duy trì được bình tĩnh như vậy, vậy thì dùng huyết duyên thủ hộ tới bảo vệ đám Tiểu Tuyết đi. Huyết duyên thủ hộ là loại khác trong chớ chú thuật. Không phải trực tiếp nguyền rủa người muốn nguyền rủa, mà thông qua phương thức thủ hộ gây ra nguyền rủa. Một khi người được bảo vệ bị xâm phạm, nguyền rủa sẽ xâm phạm người gây ra. Hả, muốn thủ hộ ai, điều kiện ngưng hẳn là gì? Chớ chú Chi Môn hơi bất ngờ hỏi. Người được thủ hộ là người Bạch gia trên địa cầu, điều kiện ngưng hẳn là trừ phi ta chết đi. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Cô không biết chớ chú Chi Môn là gì,
nhưng dựa vào mặt chữ là biết Mạc Phàm đang làm gì. Mạc Phàm muốn dùng một đời một kiếp, bảo vệ Bạch Gia Cô. Tiểu Phàm, anh. Ở đây đợi anh sẽ đến đón em quay về nhanh thôi. Mạc Phàm cười khẽ với Tiểu Tuyết nói. Kiếp trước Tiểu Tuyết vì hắn hy sinh hạnh phúc một đời này để hắn bảo vệ Tiểu Tuyết và người nhà cô đi. Trừ phi hắn chết, nếu không không ai động vào được Bạch Gia. Như ngươi mong muốn, giá là tinh huyết mà ngươi ký gửi trong huyết hồn thạch, tiểu tử, ngươi có bằng lòng không? Chớ chú Chi Môn nói. Mạc Phàm không suy nghĩ, gật đầu. Hắn không có biện pháp lập tức đến bên Tiểu Tuyết, đừng nói là dùng một phần tinh huyết bảo vệ Tiểu Tuyết, cho dù dùng toàn bộ của hắn đều không sao. Có thể, nhưng đợi ta nói một câu đã. Trong mắt hắn lóe lên sắc bén, rời mắt nhìn ABC Mây, chiến ý hừng hực chen chúc từ người hắn mà ra, như khói báo động. 3 tiếng sau, trên núi Phú Sĩ, tôi đợi các người. Thông qua hải nhãn đến bờ biển Nhật Quốc, rồi lại đến núi Phú Sĩ, 3 tiếng là đủ rồi. 3 tiếng sau, sẽ là lúc hắn diệt nhà Miyamoto. Đối diện cách đó không xa, Miyamoto Osamu nghiến răng, bàn tay nắm chặt trường kiếm kêu răng rắc. Mắt ABC Mây nheo lại, sắc bén lóe lên. Vậy 3 tiếng sau, chúng ta gặp lại, lão phu sẽ chuẩn bị sẵn sàng, cũng hy vọng Mạc tiên sinh làm tốt chuẩn bị sẽ yên giấc ngàn thu ở Nhật Quốc. ABC Mây không nóng không lạnh nói, nhưng sát ý trong mắt không thể che giấu. Ngàn năm qua, ông ta từng thấy vô số cao thủ, ngay cả tông môn ẩn thế Sơn Ngoại Sơn và hải tộc Hải Ngoại Hải ở Hoa Hạ, ông ta từng đến bái phỏng vài lần. Trong những người này quả thật có rất nhiều người lợi hại hơn ông ta nhiều, nhưng ông ta chưa từng cảm thấy nguy hiểm. Mạc Phàm, một tiểu tử Hoa Hạ chưa tới 20 tuổi, lại khiến ông ta có loại cảm giác này. Nếu đã vậy, vậy thì càng không thể giữ lại Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến ABC Mây. Nói với chớ chú Chi Môn. Tảng đá này là của ngươi, thần về bản thể. Giọng nói vừa vang lên, khí tức cường đại trên người hắn như nước biển rút đi nhanh chóng thu về. Hồng quang chớp lóe, trong chớp mắt cơ thể hắn mơ hồ, hóa thành chất lỏng màu đỏ, quay về trong huyết hồn thạch. Huyết hồn thạch được ánh sáng màu xanh bao phủ, bay về phía chớ chú Chi Môn trên bầu trời, bị một đầu thú trên chớ chú Chi Môn nuốt xuống. Sau đó một đạo thanh quang bay từ đầu thú khác ra. Thanh quang mới xuất hiện, trong chớp mắt vỡ thành vô số mảnh, bay về 4 phương 8 hướng. Trong đó có 2 mảnh thanh quang bay về phía Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tử Hàn, không đợi 2 người phản ứng kịp liền biến mất vào trong mi tâm bọn họ. Trên người 2 người chớp lóe thanh quang, lúc này mới khôi phục như thường. Hai, tiểu tử này đi nhanh thật, lần sau phải thêm điều kiện, không tán gẫu với ta nửa năm trở lên. Thì đừng mơ được giao dịch. Chớ chú Chi Môn bĩu môi, cũng biến mất trong không trung. Trong biệt viện, ABC Mây và Miyamoto Osamu nhìn chớ chú Chi Môn biến mất rất lâu, lúc này mới rời đi. Ở trong lương đình bên cạnh hồ, ABC Mây và Miyamoto Osamu đứng đối diện hồ, AB đại nhân, chớ chú Chi Môn vừa rồi là gì vậy? Miyamoto Osamu tò mò hỏi. ABC Mây nhìn mặt hồ yên ả, lắc đầu. Chớ chú Chi Môn này, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trái lại ông ta có biết về nguyền rủa, còn có thể sử dụng thuật nguyền rủa, nhưng ông ta chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng thấy chớ chú Chi Môn. Miyamoto Osamu nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. ABC Mây là người hiểu biết nhiều nhất mà ông ta từng gặp, vậy mà ngay cả ABC Mây cũng không biết chớ chú Chi Môn này, rốt cuộc tiểu tử kia là ai. Vậy chúng ta có cần đi thử huyết duyến thủ hộ kia không? Nếu Mạc Phàm giết kiếm sĩ của bọn họ, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm trả chút giá. Mạc Phàm còn chưa tới Nhật Quốc, vậy bắt đầu từ những phụ nữ Bạch Gia trước. Cậu cảm thấy chuyện này cần thiết không? ABC Mây nheo mắt lại, không đáp hỏi ngược lại. Sở dĩ nhà Miyamoto bắt người Bạch Gia, đơn giản là muốn đạt được huyết mạch Bạch đồng tử của Bạch Gia, để đời sau nhà Miyamoto có thể sử dụng kiếm thuật vô thượng, cũng có đồng tử thuật cao nhất. 3 tiếng sau Mạc Phàm sẽ đến Nhật Quốc, cho dù nguyền rủa mà Mạc Phàm giao dịch với chớ chú Chi Môn là giả, bọn họ có năng lực giết sạch phụ nữ Bạch Gia thì thế nào, Mạc Phàm sẽ không đến Nhật Quốc sao? Vậy chúng ta đợi Mạc Phàm đến Nhật Quốc, không làm gì sao? Miyamoto Osamu hơi bất mãn hỏi. Mạc Phàm chỉ là một tên tiểu tử, vậy mà ép đám người nhà Miyamoto bọn họ tới nước này,
ông ta đã kìm nén cục tức lâu lắm rồi. Abe-sei-mei nghe thấy lời Miyamoto Osamu nói, khẽ cau mày, trong mắt lộ ra chút thất vọng. Thiên phú của cậu không hề kém Vạn Thiên Tuyệt Hoa Hạ, nhưng cậu biết vì sao mình vẫn không thể bước qua một bước cuối cùng này, thậm chí ngay cả phân thân của Mạc Phàm cũng không bằng không. Mắt Miyamoto Osamu mở to, vẻ mặt khẽ đổi. Mong Abe đại nhân chỉ điểm. Cậu vốn chỉ cách thần cảnh một bước, cậu lại không dùng kiếm của mình phá vỡ hàng rào ngăn cản một bước này, lại lựa chọn đi đường ngang ngõ tắt, cậu đi nhiều năm như thế, cậu có phát hiện chưa mở hàng rào kia mà có thể thông đến con đường thần cảnh chưa? Abe Seimei hỏi. Miyamoto Osamu đã sớm tới Tiên Thiên Tông Sư Đỉnh Phong, sau khi gặp phải Bình Chắn, ông ta không tiếp tục tôi luyện kiếm đạo của mình, mà bắt đầu nghiên cứu ngự kiếm thuật bị Mạc Phàm đỡ bằng một tay, một người một kiếm đánh bại được thế gia kiếm đạo. Quả thật chuyện này khiến danh lợi của Miyamoto Osamu song thu, nhưng hoàn toàn đi nghiêng đường. Nếu hàng rào thông đến thần cảnh là một bức tường, vậy Miyamoto đang đi thẳng về trước theo bức tường, nếu như vậy có thể đi đến thần cảnh thì đúng là kỳ lạ. Không chỉ ngự kiếm thuật, chuyện Miyamoto Osamu bắt người Bạch ra tới để tăng huyết mạch cũng thế. Tuy Bạch đồng tử lợi hại, nhưng không phải là đường tắt thông tới thần cảnh, nếu không sao Bạch ra có thể rơi vào kết cục bị nhà Miyamoto bắt từ Hoa Hạ đến. Cho dù sau này đời sau nhà Miyamoto có được Bạch đồng tử thì thế nào, không tới thần cảnh thì đều là con kiến. Giống như chuyện của Mạc Phàm, Miyamoto không thèm nghĩ cách đối phó Mạc Phàm thế nào, lại đi suy nghĩ trả thù Mạc Phàm. Không thể không nói, một bước sai, cả bước sai, con đường này của Miyamoto Osamu càng đi càng xa rồi. Không tìm được đường tắt. Miyamoto Osamu lắc đầu, hổ thẹn nói. Vậy cậu tiếp tục đi ở ngoài tường, hay muốn tiến vào thần cảnh? Abe Seimei hỏi. Xin hỏi Abe đại nhân làm thế nào mới đi vào được thần cảnh? Miyamoto Osamu hỏi. Sao ông ta không muốn tiến vào thần cảnh, chỉ có thể tiến vào thần cảnh mới có quyền không sợ hoành hành trên địa cầu? Cậu biết lão phu tiến vào thần cảnh thế nào không? Abe Seimei không đáp hỏi ngược lại. Sau khi Abe đại nhân phong ấn thiên cầu và bát kỳ đại xà thì tiến vào. Miyamoto Osamu mới nói một nửa, sắc mặt thay đổi, giống như bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Ý của Abe đại nhân là, muốn tiến vào thần cảnh, bị núi ngăn thì phá núi, bị nước ngăn thì chắn nước, chỉ cần dùng kiếm của cậu hủy diệt toàn bộ chuyện vướng bận trước mắt cậu, tiến vào thần cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà không phải quấn núi quấn biển, như vậy cậu không chỉ không vào được thần cảnh, cũng không ngăn được Mạc Phàm đến. Trong mắt Abe Seimei lóe sáng tinh quang, nói, là Miyamoto Osamu ngu muội. Chỉ nghĩ đến chuyện trả thù Mạc Phàm, mong Abe đại nhân giúp đỡ Miyamoto Osamu một tay, đưa Miyamoto Osamu tiến vào tổ tiên chi địa, tôi muốn dùng Mạc Phàm làm đá kê chân, tiến vào thần cảnh. Miyamoto Osamu cong người 90 độ, vô cùng nghiêm túc nói. Cậu chắc chắn muốn tiến vào tổ tiên chi địa lúc này sao? Abe Seimei nhớn mày, xoay người lại hỏi. Không sai. Chỉ cần Abe đại nhân đưa Miyamoto Osamu đến tổ tiên chi địa, tôi chắc chắn Mạc Phàm có đến mà không có về. Miyamoto Osamu nói chắc chắn. 3 tiếng sau cũng gần đủ rồi. Abe Seimei suy nghĩ một lát, gật đầu. Nếu ông ta cộng thêm Miyamoto Osamu từ tổ tiên chi địa về, đủ để giết Mạc Phàm rồi. Bàn tay gầy khô của ông ta vung lên, vẽ trên không trung. Một đám phù văn bay ra, khí tức tang thương. Cổ xưa, sắc bén, lạnh lẽo dập dờn mà ra. Trong phòng khách trên du thuyền, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, những người khác lục tục đi vào. Mạc Phàm, bên phía Tiểu Tuyết thế nào rồi? An Hiểu Hiên lo lắng hỏi. Mạc Phàm vội vàng bế quan như thế, chắc chắn là Tiểu Tuyết ở Nhật Quốc xảy ra chuyện. Đã không sao rồi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút ánh sáng lạnh, nói. Đúng là vừa rồi xảy ra chuyện à, vậy chúng ta còn đợi gì? Không nhanh xuất phát đến Nhật Quốc đi. An Hiểu Hiên sốt ruột nói. Lập tức đi ngay, nhưng đợi tôi xử lý chuyện cuối cùng xong đã. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có huyết duyến thủ hộ ở đây, cho dù là Abe Seimei cũng không làm gì được đám Tô Hiểu, sốt ruột là dư thừa. Thay vì sốt ruột, không bằng xử lý xong chuyện ở Giang Nam trước. Một chuyện cuối cùng, chuyện gì? An Hiểu Hiên nhướng mày hỏi. Mạc Phàm không giải thích. Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Phàm nhìn về phía Ngao Sương.
Ngao Sương, dựa theo đánh cược vừa rồi, cô mặc tôi xử trí đúng không? À, không phải vừa rồi đã bồi thường Long Lệ cho cậu rồi sao, còn xử trí nữa, sao cậu có thể là loại người? Ngao Sương sửng sốt, không tình nguyện lắm nói. Sương Nhi. Ngao Thiên nhíu mày, vội vàng quát bảo im miệng. Lúc này Ngao Sương tranh luận với Mạc Phàm, quả thực là muốn chết. Ngao Sương bĩu môi, gần như có thể treo được quả cân lên, nhưng không nói gì thêm. Mạc tiên sinh cứ việc phân phó, hải tộc U Châu chúng tôi mặc cậu điều khiển. Ngao Thiên cung kính nói. Thủy vực Giang Nam giao cho các người, Tiên Thiên Tông sư tới một người thì để cá ăn một người cho tôi, không thành vấn đề chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mỗi phương hướng Giang Nam đều đã bố trí nhân thủ, chỉ riêng đường thủy là chưa có người chấn giữ, giao cho hải tộc tốt hơn. Chuyện này thì không thành vấn đề, giao cho bản công chúa. Ngao Sương thở phào nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực cao vút, sảng khoái nói. Cô còn tưởng Mạc Phàm muốn làm gì cô, ai biết bảo cô đánh nhau, đương nhiên chuyện này không vấn đề gì. Cô thua Mạc Phàm thảm hại như thế, không tìm người thắng lại thì sao được. Đi thôi, nếu lúc tôi quay về, Giang Nam không sao, tôi sẽ giúp cô tiến vào thần cảnh, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Thần cảnh. Vẻ mặt Ngao Sương sửng sốt. Cô tìm những người khác chút giận thì thế nào, không tiến vào được thần cảnh, thì không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tiến vào thần cảnh thì khác. Vậy mà Mạc Phàm có thể khiến cô tiến vào thần cảnh. Chuyện này ngay cả phụ vương cô ta và trưởng lão trong tộc đều không có biện pháp. Không chỉ cô ta, bao gồm cả Ngao Thiên ở bên trong, trước mắt những hải tộc khác đều sáng lên. Cậu nói thật sao? Chuyện này cô có thể thử xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Để Ngao Sương tiến vào thần cảnh mà thôi, hắn không biết độ khó đối với những người khác là bao nhiêu, nhưng với hắn mà nói thì không có bất luận vấn đề gì. Được, vậy bản công chúa sẽ bảo vệ người nhà cậu, anh cô ông ta, toàn bộ đều đi theo bản công chúa. Dạ. Ngoại trừ Ngao Thiên gia, bao gồm Ngao Liệt trong đó, những người khác đều đi theo Ngao Sương rời đi, trong thuyền chỉ còn lại Ngao Thiên và một đám Mạc Phàm. Đám người Ngao Sương vừa rời đi, trên mặt biển vốn yên bình lập tức gió dục mây vần, giống như trước khi tiến đến đại chiến. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói với Ngao Thiên. Cộng thêm Ngao Sương lãnh đạo hải tộc, mỗi phương hướng Giang Nam đều có người bảo vệ, ai muốn tiến vào Giang Nam, ai muốn gây chuyện ở Giang Nam, vậy thì đến đây đi. Kế tiếp là đi Nhật Quốc gặp AB Xây Mây một lần, mang Tiểu Tuyết và đám người Bạch Gia khác về. Dạ, Mạc tiên sinh. Ngao Thiên không có chút chần chừ, đi về phía du thuyền. ABC Mi đánh chủ ý với cơ thể ông ta, thù này cũng nên báo rồi. Chỉ trong phút chốc, ông ta liền đến mui thuyền. Khởi. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, khẽ quát một câu. Một bọt khí to lớn xuất hiện ở hai bên du thuyền, bao trọn du thuyền ở bên trong. Hải nhãn, mở. Hắc quang trong hai mắt ông ta tỏa ra, thâm thúy như nước biển không thấy đáy. Lời này vừa vang lên, một hải nhãn màu đen to lớn lập tức mở ra phía trước du thuyền. Hải nhãn này khác với hải nhãn Ngao Sương tạo ra, không phải là vòng xoáy, mà giống như một cánh cửa truyền tống đặt ngang, nhưng to đủ để dung nạp cả chiếc du thuyền. Hải nhãn mở ra hoàn toàn, du thuyền cũng chạy đến hải nhãn, du thuyền và hải nhãn đều biến mất không thấy. Trên mặt biển rộng giống như chưa từng xuất hiện một du thuyền như vậy. Nhưng mà, du thuyền vừa biến mất, phía bắc tỉnh Giang Nam, bên trong một trạm phục vụ, một đám người nhanh chóng nhận được tin tức. Đi thôi, đi xem Mạc Phàm không có ở Giang Nam, còn có gì ngăn cản được chúng ta. Người đàn ông mặc áo gió tóc ngắn dẫn đầu hơi nhếch miệng, vẫy tay nói. Trong mắt đám người lóe sáng tàn nhẫn, dừng việc trong tay lại, đi về phía Giang Nam. Đám người này vừa đến ranh giới Giang Nam, tiếng rầm, rầm như cự nhân bị chúng tên vang lên. Một người đàn ông mặc áo may ô màu đen và quần ngụy trang màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt bọn họ. Mạc tiên sinh có lệnh, tiên thiên trở lên không thể tiến vào Hoa Hạ, nếu không chết. A Hào liếc mắt nhìn những người này một cái lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh có lệnh, vậy bây giờ tên tiểu tử Mạc Phàm ở đâu? Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời cổ và bộ dạng hơi gầy cười âm hiểm nói. Khổng Tú Tài, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với cậu ta nữa. Tách ra đi vào đi, ông đến Mạc gia trước, tôi sẽ đối phó cậu ta. Người đàn ông mặc áo gió lạnh lùng nói.
những người khác liếc mắt nhìn A Hào một cái, cười không ngừng, chia ra đi vào. Vậy chúng tôi đi trước đây. Vù vù, bóng người nhoáng lên một cái, như thiểm điện tiến vào phạm vi Giang Nam. A Hào làm như không nhìn thấy, không thèm quan tâm đám người đó, ánh mắt rét lạnh nhìn người đàn ông mặc áo gió này, không nhúc nhích. Cậu không đuổi theo bọn họ à? Người đàn ông mặc áo gió cười hỏi. Người chết, không cần đuổi theo. A Hào lạnh lùng nói. Hửm. Người đàn ông mặc áo gió nhướng mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thôi, cho ông chết một cách rõ ràng. A Hào thấy những người kia tiến vào Giang Nam đã đủ sâu, ý niệm vừa động, vô số thiên hỏa ẩn nấp trong không trung lập tức xuất hiện, như vì sao trên bầu trời, nhưng mang theo ngọn lửa đốt sáng trong lòng người khác. A, không. Thiên hỏa vừa xuất hiện, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền từ xa đến. Thiên hỏa. Sắc mặt người đàn ông mặc áo gió thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Vốn không có Mạc Phàm, Giang Nam sẽ thành một miếng thịt béo, ai bắt được người Mạc ra, vô số công pháp và y thuật trên người Mạc Phàm còn không phải của người đó. Nhưng thiên hỏa đầy trời ở quanh Giang Nam, cho dù không có Mạc Phàm cũng không phải là thịt béo, tuyệt đối là cạm bẫy. Nếu đến đây rồi, ông cũng ở lại đi. Hai tay A Hào nắm chặt, ngọn lửa hình rồng giấy lên trên tay anh ta, thân thể anh ta nhoáng lên một cái liền đến trước người người đàn ông mặc áo gió. Không chỉ phía Bắc, phía Tây, một đám mục sư cũng xuất hiện. Phía Nam một đám người mặc trang phục dị tộc, cầm cốt trượng, toàn thân tỏa ra hắc khí, triệu hồi ra một đống khô lâu cũng đến bên cạnh ranh giới. Phía Đông, một đám ninja và đám người mặc trang phục thời đường ngồi trên du thuyền, tiến vào hải vực Giang Nam. Ngoại trừ những phương hướng này ra, một số nơi không ai chấn giữ, cũng có một số người không ngừng tiến vào Giang Nam. Càng có không ít người nhìn về phía Giang Nam ở xa xa, trong mắt chớp lóe sắc bén, hành động bất cứ lúc nào. Cho dù là phương hướng nào, tu vi những người này đều không yếu. Theo những người này xuất hiện, xung quanh Giang Nam, từng phiến thiên hỏa giấy lên, đốt bầu trời Giang Nam đỏ bừng. Bắt đầu đại chiến. Một tiếng sau, Tokyo, Nhật Quốc. Du thuyền của đám Mạc Phàm dừng ở vịnh Tokyo. Vịnh Tokyo là một hải cảng của Tokyo, muốn truyền thừa tới núi Phú Sĩ, phải tới vịnh Tokyo trước thì mới được, bình thường nơi này có thuyền lui tới thường xuyên. Nhưng mà, lúc này sắc trời vừa mới mở tối, hải cảng lớn nhất Tokyo không chỉ không thấy một con thuyền nào, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có. Gió biển xung quanh cũng im một cách khó hiểu, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Anh, nơi này là hải cảng Tokyo sao, sao không có một bóng người vậy? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, nhìn bờ biển trống không hỏi. Quả thật không thích hợp. An Hiểu Hiên nhíu mày nói. Quá kỳ lạ, đây không phải là lần đầu tiên cô tới Tokyo, cô cũng từng tới hải cảng này rồi, cho dù là buổi tối nơi này vẫn có thuyền ra vào, hôm nay đúng là kỳ lạ. Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên. Mọi người nhìn xem. Tay hắn vung lên trong không trung. Xung quanh hải cảng vốn vô cùng trống vắng, trong chớp mắt như sương mù nhanh chóng tan đi, lộ ra một cảnh tượng khác, cảng vẫn là cảng, nhưng xung quanh cảng có không ít chiến hạm, xe tăng, họng súng tối đen chĩa về phía du thuyền của Mạc Phàm. Trên bầu trời có xe trực thăng quân dụng bay trong không trung, trên máy bay đều lóe sáng ánh sáng màu đỏ do súng ngắm bắn ra, chĩa về phía mi tâm và trái tim của đám Mạc Phàm. Du thuyền của đám Mạc Phàm không nhỏ, nhưng bị nhiều quân hạm, xe tăng, máy bay quân dụng vây quanh như thế, lập tức như cá heo bị một đám cá mập vây quanh. Ngoại trừ những vũ khí hiện đại hóa ra, hơn ngàn người xếp thành thế trận ở đối diện, khiến quanh cảng nước không ngấm qua được. Những người này cầm vũ khí khác nhau, mặc trang phục bình thường của nhân viên. Nhưng khí tức quỷ dị tỏa ra từ người bọn họ, rõ ràng là hơn 1.000 người này không có một ai bình thường. Thế trận khổng lồ, bầu không khí yên tĩnh, mang theo uy áp vô hình đè về phía đám Mạc Phàm. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ vừa đến Nhật Quốc, còn chưa gặp Abe Seimei, thậm chí còn chưa thấy nhà Miyamoto, đã gặp nghi thức nghênh đón như vậy trước, đổi lại là ai chỉ sợ chân đã nhũn ra không đứng vững. May mà Mạc Phàm phát hiện ra chuyện này, nếu không có khả năng bọn họ bị người ta chém một đao, bị đạn bắn nát, cũng không biết là ai làm. Cho dù là Ngao Thiên cũng hơi ngỡ ngàng, tuy ông ta là cao thủ thần cảnh, cộng thêm là long tộc, thực lực mạnh đến mức gần như có thể khinh thường mọi thứ.
Nhưng Long tộc thần cảnh cũng có cực hạn, ông ta không sợ máy bay quân dụng, cũng có thể coi như không có xe tăng, nhưng những vũ khí trên quân hạm khiến ông ta e sợ, nhất là vũ khí đặc biệt một chút, chưa bắn ra đã khiến tim ông ta đập nhanh rồi. Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Những vũ khí khí và người đánh số mới xuất hiện trước mặt đám Mạc Phàm, một chiếc máy bay quân dụng lái tới, đứng trên bầu trời trước Mạc Phàm 10 mét. Trên máy bay trực thăng, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đi đến cửa cabin, không cần dù để nhảy nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống. Rầm, mặt đất tứ phân ngũ liệt, người đàn ông chỉ phủi bụi trên người, bình yên đi từ trong bụi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Mạc Phàm. Mạc tiên sinh đúng không? Tôi là Ishikoro, đội trưởng của 730 binh sĩ. 730 binh sĩ. Mạc Phàm nheo mắt lại, lộ ra chút nghi ngờ. Nhật Quốc thua trận ở chiến tranh thế giới lần 2, dựa theo ước định Nhật Quốc chỉ có đội tự vệ, không thể có quân đội, vậy mà ở đây xuất hiện 730 binh sĩ, mà mỗi người đều không phải binh sĩ bình thường. Binh sĩ này là binh sĩ đặc biệt dùng để nghiên cứu và đối phó tu sĩ, không khác Long tổ Hoa Hạ chúng ta lắm. Nhưng hung tàn hơn nhiều, 731 binh sĩ tiếng xấu vang xa ở chiến tranh thế giới thứ hai là binh sĩ cấp dưới của 730 binh sĩ này. Binh sĩ này cũng thí nghiệm như 731 binh sĩ kia, chẳng qua đối tượng nhằm vào là tu sĩ và dị năng giả, cho nên không nổi tiếng như 731 binh sĩ kia, vậy mà binh sĩ này được phái ra, anh phải cẩn thận chút. Vẻ mặt An Hiểu Hiên nghiêm trọng, nhắc nhở. Trong thời chiến tranh, 730 binh sĩ này cũng tới Hoa Hạ, vây bắt tu sĩ Hoa Hạ ở khắp nơi, rất nhanh thành thế lực tu sĩ Hoa Hạ, vừa nghe thì sắc mặt thay đổi. Phàm là tu sĩ bị 730 binh sĩ bắt, đầu tiên là siêu hồn cướp công pháp của người đó, kế tiếp sẽ như chuột trắng nhỏ bị ném vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương pháp tu luyện và phá giải những công pháp này. Ít nhất có trên 1.000 tu sĩ bị 730 sĩ binh bắt, không có một ai sống sót ra ngoài, trong đó có nam nữ già trẻ, thậm chí là phụ nữ có thai. Bởi vì hung tàn của 730 binh sĩ, cho nên không ít gia tộc và môn phái mai danh ẩn tích tránh né binh sĩ này. Sau khi kết thúc chiến tranh, 731 sĩ binh thành tội phạm chiến tranh, 730 sĩ binh này cũng biến mất một cách thần bí. Có người nói 730 sĩ binh chọc giận môn phái lánh đời Hoa Hạ, bị môn phái lánh đời ra tay xóa sổ, cũng có người nói 730 giải tán, vân vân. Chỉ là không ngờ xa cách nhiều năm như vậy, vậy mà 730 sĩ binh xuất hiện ở nơi này. 730 sĩ binh được xưng phá giải không ít công phu Hoa Hạ, rõ ràng tu vi thành viên trong đó không bằng tu sĩ Hoa Hạ, bọn họ sử dụng một số vũ khí, công cụ, thuốc, nhưng có thể giết tu sĩ Hoa Hạ không có lực đánh trả. Tuy tu vi của Mạc Phàm thông thiên, nhưng gặp sĩ binh này, muốn cứu đám tiểu tuyết thì không đơn giản như vậy. Hả? Lúc này lông mày Mạc Phàm mới giãn ra, sắc bén ở trong mắt không chỉ không giảm, trái lại còn dày đặc hơn. Chẳng trách hắn thấy quen tai như vậy, hóa ra là như 731 binh sĩ. Tôi là Mạc Phàm, các người ra quân ồ ạt như thế, chắn ở phía trước là có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh muốn đến nhà Miyamoto đúng không? Nếu đúng là như vậy, chúng tôi hy vọng Mạc tiên sinh dẹp đường hồi phủ, nếu có thể. Chúng tôi càng hy vọng Mạc tiên sinh vĩnh viễn không bước vào địa phận của Nhật Quốc chúng tôi, nếu không. Trong mắt Ishikoro hiện lên sắc bén, cười âm hiểm nói. Nếu không thì thế nào? Mạc Phàm nheo mắt hỏi. Nếu không có khả năng Mạc tiên sinh không thể gặp ABC Mây, sẽ thành vật thí nghiệm của 730 sĩ binh chúng tôi. Ishikoro không sợ hãi, cười nói. Giống như trước mặt ông ta không phải là Mạc Phàm, mà là một vật thể thực nghiệm cực phẩm. Đã lâu rồi trên địa cầu không xuất hiện cao thủ thần cảnh, mới xuất hiện một cao thủ bán thần cảnh là Vạn Thiên Tuyệt, lại bị Mạc Phàm chém chết. Nếu bắt Mạc Phàm nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể tìm được phương pháp tiến vào thần cảnh. Ishikoro vừa nói những lời này, sắc mặt đám Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên thay đổi theo. Tiểu quỷ, bổn vương xem các người có bản lĩnh gì trước, mà dám nói với Mạc tiên sinh như vậy. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Long Vương U Châu đúng không? Mạc tiên sinh đúng là tuân thủ lời hẹn, đưa Long Vương U Châu tới cho chúng tôi, nếu đã đến đây rồi, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Bỗng nhiên Ishikoro nheo mắt lại, trên tay xuất hiện hắc khí, vươn về phía Ngao Thiên. Không chỉ có Ishikoro, đám người phía sau ông ta cũng làm ra động tác như vậy.
đồng thời giọng nói tức giận ngầm chứa lôi âm truyền từ miệng đám Ishikoro ra. Nhiệt xúc, còn không nhanh qua đây. Theo tiếng quát nhẹ này, bầu trời lập tức bị một vùng mây đen bao trùm. Ngay sau đó, một tay của cự nhân xé rách vùng mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu Ngao Thiên, lập tức chộp lấy ông ta. Muốn chết! Ngao Thiên tức giận nói. Ông ta đường đường là Long Vương Long Tộc, lại bị một đám tiểu quỷ coi thành nhiệt xúc. Ông ta không thèm nhìn độc thủ trên đỉnh đầu, dưới chân vừa động, phía sau lập tức để lại một chuỗi hư ảnh, trực tiếp đến trước người Ishikoro. Năm ngón tay nắm chặt, quả đấm như sao băng đánh về phía Ishikoro. Ishikoro hơi nhếch miệng, cười khinh thường, bàn tay còn lại vươn ra. Thiết! Tấm chắn màu đen lập tức để ngang trước người ông ta. Phía sau ông ta, những người khác cũng có động tác tương tự, cùng một câu nói. Thiết thiết! Động tác tay và câu nói giống hệt, trước người bọn họ không có tấm chắn màu đen, chỉ có một cái trước người Ishikoro. Tấm chắn vừa thành. Keng, âm thanh như tiếng gõ chuông vang lên, ở giữa Ngao Thiên và Ishikoro trực tiếp vỡ ra. Ngao Thiên lùi về sau hai bước, Ishikoro thì đứng bất động như núi. Chỉ có quyền ấn sâu ba ngón tay trên tấm chắn màu đen, không hơn. Một quyền kết thúc, đám An Hiểu Hiên sửng sốt. Phải biết rằng Ngao Thiên không chỉ là yêu tộc, còn là cao thủ thần cảnh, một quyền phẫn nộ của Ngao Thiên, cho dù là một du thuyền cũng sẽ bị Ngao Thiên đánh nát. Ishikoro chỉ là tu sĩ cấp trúc cơ, ngay cả tiên thiên tông sư cũng không phải, vậy mà có thể đỡ được một cách dễ dàng. Đây là uy lực của 730 binh sĩ sao? An Hiểu Hiên nhìn hơn ngàn người này, ngơ ngẩn nói. Nghe nói 730 binh sĩ dựa vào phương pháp thông thường đối phó tu sĩ, chẳng lẽ là sự thật? Đám tiểu vũ cũng trợn mắt há miệng, trong mắt đều là khó mà tin được. Ngao Thiên hoàn toàn sửng sốt, ông ta sống ngàn năm. Cho đến bây giờ chưa từng thấy chuyện như vậy. Ông ta thân là thần cảnh Long tộc, lại bị một nhân loại trúc cơ ngăn cản. Nhiệt xúc, ngoan ngoãn chịu bị bắt đi. Ishikoro nhếch miệng, cười đắc ý nói. Tay phải ông ta ấn xuống phía dưới một cái, độc thủ to lớn trên bầu trời hạ mạnh xuống, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Ngao Thiên. Dưới đại thủ này, sắc mặt Ngao Thiên thay đổi. Thực lực thần cảnh của ông ta và lực lượng cường đại của yêu tộc ở dưới độc thủ kỳ lạ này, vậy mà không thể sử dụng được một chút, giống như độc dược phế long tán chuyên đối phó long tộc. Thấy độc thủ kia sắp bắt được Ngao Thiên, Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén nở rộ. Quay về. Một tay hắn vươn ra, hơi kéo về phía sau. Không đợi đại thủ hạ xuống, Ngao Thiên được kéo về bên cạnh hắn, lực lượng kỳ lạ kia biến mất, lúc này sắc mặt Ngao Thiên mới khôi phục được một chút, nhưng trong mắt nhìn đại thủ màu đen tràn ngập địch ý và e sợ. Một đại thủ như vậy, ngay cả ông ta cũng không có năng lực chống cự dưới nó, chẳng phải chỉ cần long tộc bọn họ vừa xuất hiện, sẽ bị 730 binh sĩ này bắt đi sao? Mạc tiên sinh, đây là... Ngao Thiên hỏi. Tương tự với một loại bí thuật tên là Phược Linh Câu Yêu, chuyên dùng để đối phó yêu tộc các ông. Mạc Phàm nhìn lướt qua đại thủ kia, nói. Quả thật long tộc rất cường đại, nhưng không phải không có nhược điểm, dù sao cũng là yêu tộc. Chỉ cần nắm được nhược điểm của bọn họ, bắt rồng không khác gì bắt những yêu tộc khác. Phược Linh Câu Yêu là loại bí kỹ này, một khi dùng phần lớn yêu tộc sẽ không thể phản kháng. Cho dù là Phược Linh Câu Yêu cũng không thể có cấp bậc quá lớn như vậy được. An Hiểu Hiên cảm thấy khó hiểu nói. Quả thật bí thuật có thể phát huy ra uy lực vượt xa người thường, nhưng nếu chỉ dựa vào bí thuật có thể lấy thực lực trúc cơ đánh bại yêu thú thần cảnh, vậy cũng quá nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào bí thuật thì không đủ, nhưng nếu là lực lượng của hơn 1.000 người hợp lại thì thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là một mình Ishikoro sử dụng Phược Linh Câu Yêu, còn lâu mới đủ để trấn trụ Ngao Thiên, cái tấm chắn kia cũng không thể đỡ nổi Ngao Thiên. Nhưng ở đây còn có thực lực của hơn 1.000 người, cùng một bước đi, cùng một loại pháp thuật, nhưng hợp lại thì uy lực không gì sánh nổi. Hơn 1.000 người hợp lại, sao có thể có chuyện này được? An Hiểu Hiên nhíu mày nói. Hợp trận pháp cũng không hiếm thấy, Hoa Hạ có rất nhiều. Nhưng vài người muốn hiểu ngầm không vài năm thậm chí vài chục năm phối hợp, gần như là không thể, nhân số càng nhiều thì cần thời gian càng lâu. Dù sao con người không phải dây chuyền sản xuất cộng thêm người máy xử lý, mỗi một người đều khác biệt, cho dù là anh em song sinh cũng ít khi tâm linh tương thông. Hơn 1.000 người hợp lực,
trừ phi những người này đều là người máy, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ishikoro nghe đám Mạc Phàm nói, cũng không có ý lập tức bắt Ngao Thiên, chỉ cười lạnh lùng. Mạc tiên sinh không hổ là Mạc tiên sinh, thứ gì đến chỗ Mạc tiên sinh, liếc mắt một cái đã bị Mạc tiên sinh nhìn thấu, Mạc tiên sinh muốn thử hay không, vì ngăn cản hay bắt Mạc tiên sinh, chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều rồi đó. Ishikoro mỉm cười nói. Thử hay không thử khác gì nhau? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh thử mà nói, thua sẽ bị chúng tôi bắt, thắng có thể đi gặp AB đại nhân, nhưng nếu không thử, mong Mạc tiên sinh để lại Long Vương cho chúng tôi nghiên cứu, cậu có thể mang những người khác rời đi, đơn giản thế thôi. Ishikoro giải thích. Đám Ngao Thiên nhíu mày nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là lo lắng. Vậy mà 730 binh sĩ hợp lực được hơn 1.000 người, không thể khinh thường những người này được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chậm rãi đi về phía Ishikoro. Các người cho rằng nắm giữ những thứ này, thì có thể ngăn cản tôi sao? Mạc Phàm vừa đi vừa hỏi. Không thử thì sao biết được? Ishikoro cười khinh thường nói. Nếu không có Mạc Phàm, Ngao Thiên đã bị bọn họ bắt, Mạc Phàm lợi hại hơn Ngao Thiên một chút, thì năng lực mạnh cỡ nào? Nhớ đâu Mạc tiên sinh không mạnh như trong truyền thuyết, chúng tôi bắt được một vị thần cảnh làm thí nghiệm, hấp dẫn như vậy đúng là khiến chúng tôi không có biện pháp nhường đường, hay là Mạc tiên sinh thành toàn cho chúng tôi, thành vật thí nghiệm của chúng tôi, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy đại tiểu thư Bạch gia, cô ta cũng là một trong những đối tượng chúng tôi muốn nghiên cứu, chỉ cần chúng tôi ngăn cản Mạc tiên sinh, Miyamoto đại nhân sẽ không từ chối đâu. Ishikoro nói tiếp. Mạc Phàm hơi hít mắt lại, sắc bén lóe lên. Muốn chết à? Thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, liền đến trước người Ishikoro, một chưởng không do dự đánh lên tấm chắn trước người ông ta. Ishikoro cười khẽ, vẫn không có chút hoang mang, hai ngón tay dựng thẳng trước người. Hơn 1.000 chữ cấm truyền từ miệng đám Ishikoro ra, trận pháp to lớn trên bầu trời lập tức xuất hiện, giọng nói của Ishikoro cũng vang lên. Mạc tiên sinh, chúng tôi biết thần thức của cậu rất mạnh. Cấm thần thuật này có thể lọt vào pháp nhãn của cậu hay không? Dựa theo điều tra của bọn họ về Mạc Phàm còn chưa tới thần cảnh, nhưng thần thức đã tới thần cảnh. Che thần thức của Mạc Phàm lại, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử cảnh giới tiên thiên mà thôi. Trận pháp to lớn vừa xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt đám Ngao Thiên thay đổi. Bọn họ cảm thấy thần thức như bị trói buộc lại, hoàn toàn không thể ngoại phóng, như trở thành người bình thường. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một trường vẫn đánh về phía tấm chắn màu đen như trước. Lọt vào pháp nhãn của tôi hay không, ông mở to mắt mà nhìn xem. Rầm, một tiếng thật lớn, Ishikoro trực tiếp lùi về sau, lê ra một khe rãnh hơn 10 thước trên đất, lúc này mới dừng lại. Ishikoro nhìn thoáng qua trường ấn trên tấm chắn màu đen, khóe miệng hơi nhếch lên cười vui vẻ. Thần thức của Mạc Phàm bị cấm không thể dùng pháp thuật, vậy mà còn sức lực mạnh như vậy. Có chút nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Phải biết rằng một quyền dùng toàn lực của Long Vương cũng không thể làm gì ông ta, trái lại còn bị chấn lùi mấy bước. Vậy mà một quyền của Mạc Phàm có thể đánh lùi ông ta, nhất định là mạnh hơn Long Vương rất nhiều. Bởi vì không phải chỉ mình ông ta lùi lại, mà tương đương với một trưởng của Mạc Phàm đánh lùi hơn ngàn người. Nhưng mà, Mạc tiên sinh cũng chỉ như. Ishikoro cười nói. Ông ta còn chưa nói xong. Thì nghe phốc, một tiếng, trong hơn ngàn người phía sau ông ta, chỗ ngực hàng loạt người lõm xuống, máu tươi phun từ miệng bọn họ ra, giống như bị người ta vỗ mạnh vào ngực một cái. Tiếng xương gãy vang lên, người đứng đầu bay về phía sau, đụng mạnh vào đám người, bay về sau cùng một đám người giống quân bài domino bị đẩy ngã. Chỉ trong chớp mắt, hàng 100 người ngã xuống đất. Chuyện này, mắt đám Ngao Thiên mở to, giống như nhìn thấy quỷ vào ban ngày. 730 binh sĩ hơn ngàn người hợp lực, để Mạc Phàm lập tức phá như vậy sao? Nhiều người hợp lực, nhân số càng nhiều độ khó sẽ càng cao, nhưng bất luận là phòng ngự hay lực tấn công đều tăng lên không ít. Hơn ngàn người hợp lực lại, chỉ sợ kim cương cũng không phá được. Vẻ mặt Ishikoro ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Một trưởng của Mạc Phàm sẽ được kỹ năng thiết của 1.001 người đỡ phần lớn. Còn lại ít thì chia đều cho 1.001 người. Cho nên cho dù là một kích của Long Vương cũng như gãi không đúng chỗ ngứa, hoàn toàn không làm gì được nhiều bọn họ như vậy.
Một trưởng của Mạc Phàm lại giết được 100 người của bọn họ, những người khác không sao, chuyện này không khoa học lắm. Không có thấy rõ, vậy chết hết cả đi. Mạc Phàm bước lên trước một bước, một trưởng mạnh hơn vừa rồi lại đánh lên Hắc Thiết. Bùm một tiếng, gió lốc lập tức nhấc lên. Một trưởng này đánh xuống, ngoại trừ Ishikoro ra, những người phía sau ông ta như gặp bão tới, không có bất luận đường sống phản kháng, tất cả đều bay ra ngoài. Vừa rồi sân rộng còn đầy người, bây giờ lập tức trống không, chỉ còn lại Ishikoro và Mạc Phàm. Cùng lúc đó, từng đạo vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên trận pháp trong bầu trời, bò lên trên tấm chắn màu đen. Chỉ trong phút chốc, bùm một tiếng, trận pháp và tấm chắn vỡ thành mảnh nhỏ, biến mất trong không trung. Ishikoro nhìn tấm chắn trên tay biến mất, vẻ mặt thay đổi. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khó mà tin, không còn bình tĩnh, ung dung như trước nữa. Dưới bí thuật ngàn người của bọn họ, Mạc Phàm vốn không thể dùng pháp thuật, Mạc Phàm hẳn là không thể làm gì được bọn họ mới đúng, chứ không phải muốn giết một phần thì giết, muốn giết hết thì giết được tất cả. Ở trước mặt Mạc Phàm, giống như không phải bọn họ khổ tâm tu luyện ra 730 binh sĩ, lợi khí chuyên dùng để đối phó tu sĩ, mà là một đám con rối. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Bởi vì tôi là người các ông không thể trêu chọc. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chiếc lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Quả thật những người này nghiên cứu thông qua hiện đại hóa, chiếm được một số phương pháp đối phó tu sĩ, đối phó yêu vật. Những phương pháp này trong mắt đám Ngao Thiên, An Hiểu Hiên, quả thật khó mà tin được. Nhưng ở tu chân giới thiên tinh vạn giới, có rất nhiều người nghiên cứu mấy thứ này. So với tu sĩ ở tu chân giới chuyển hóa kỹ thuật tông môn và thế lực, 730 binh sĩ này không được tính là nhập môn. Thứ này mà muốn lọt vào mắt Y Tiên Bất Tử hắn, cũng muốn ngăn cản Y Tiên Bất Tử hắn, quá coi thường Y Tiên này rồi. Làm sao có thể? Ishikoro lắc đầu, không thể tin nói. Nghiên cứu của bọn họ được thử nghiệm rất nhiều lần rồi, chưa từng thất bại, Mạc Phàm mạnh đến mấy cũng phải có nhược điểm. Có thể hay không, ông đều có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn tưởng rằng mấy thế lực Nhật Quốc sẽ tới khi hắn rời khỏi Nhật Quốc, không ngờ lúc này lại xuất hiện ngăn cản hắn. Như vậy cũng được, giết hết từ nơi này đi, khi rời khỏi Nhật Quốc sẽ không có nỗi lo về sau. Nghĩ như vậy, một trưởng của hắn đánh về phía Ishikoro. Ishikoro nhíu mày, không đợi một trưởng của Mạc Phàm đánh tới. Đột! Trên chân ông ta sáng lên từng đạo phù lục, thân thể ông ta nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, hơi thở hổn hển lộ ra thân thể cách xa 10 thước. Các người còn thất thần làm gì, còn không nhanh ra tay, giết tiểu tử này. Ông ta nghiến răng, nói với những người xung quanh. 730 người không được, vậy chỉ có thể sử dụng những vũ khí nóng được bọn họ cải tiến đối phó Mạc Phàm. Pằng pằng pằng, vài tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong không trung. Từng viên đạn lóe sáng ánh sáng khác nhau, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là viên đạn, nhưng tốc độ như máy bay chiến đấu siêu âm, phát ra tiếng phá không khí xẹt qua không trung, để lại từng đạo bạch ấn trong không trung. Mạc Phàm nhìn lướt qua những viên đạn này, khẽ nâng mí mắt. Chắc chắn đạn bình thường không thể đạt tới tốc độ này. Nhưng nếu trên mỗi viên đạn đều khắc trận pháp luyện chế thành pháp khí, vậy thì khác rồi. Uy lực cường đại của súng bắn tỉa, cộng thêm bí pháp luyện chế đạn, uy lực không thể không khủng bố. Không chỉ những súng bắn tỉa này, tốc độ pháo trên xe tăng và quân hạm cũng nhanh chóng bắn về phía hắn. Những pháo này còn chưa bay tới, trong chớp mắt linh khí mấy chục mét xung quanh như bị rút đi. Một đám sáng sáng lên từ trong ống pháo. Lực lượng khiến linh hồn người ta run rẩy truyền từ họng pháo ra. Trong chớp mắt, gần cảng Tokyo giống như trời sắp sập xuống. Không chỉ bầu trời bị một vùng mây đen thật dày bao phủ, còn không có một chút gió, chỉ có cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Mạc Phàm, 730 binh sĩ chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng hôm nay cậu đừng mơ còn sống rời khỏi nơi này, càng đừng mơ gặp được AB đại nhân. Nhìn thấy những vũ khí này khởi động, trên mặt Ishikoro hiện lên tươi cười lần nữa. Không chỉ có cậu, nếu những người này đến đây, cũng không thể rời đi. Ishikoro vừa nói xong, lập tức có mấy súng bắn tỉa và họng pháo chĩa về phía đám Ngao Thiên, Tiểu Vũ. Muốn bắt Mạc Phàm và Long Vương đã rất khó, vậy thì chỉ có thể giết toàn bộ. Ngao Thiên nhíu mày, bàn tay vung lên,
một tầng sáng xuất hiện xung quanh đám Tiểu Vũ, An Hiểu Hiên, bao phủ bọn họ bên trong. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, trên tay lóe sáng ánh sáng ngũ sắc, vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi nói rồi, tôi không phải người mà ông có thể trêu chọc, mấy thứ này cũng không được. Ishikoro nhướn mày, sắc mặt khẽ thay đổi. Tên kia, cậu thử những vũ khí này trước đã rồi nói sau. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Ishikoro, cũng không cần để ý. Hắn xoay người nhìn thoáng qua đạn bay tới, đạn loại này còn dài hơn ngón tay người trưởng thành. Cho dù là chặn đạn bình thường, bắn lên người cũng khiến người nổ thành hai đoạn, càng không nói đến đạn có khắc phù văn xem như là pháp khí. Một viên đạn như vậy, uy lực không kém đạn xuyên thép. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua viên đạn sắp bắn đến người hắn, ánh mắt nhìn phi cơ trực thăng, xe tăng và quân hạm. Khai đao từ các người trước, nổ cho tôi. Mắt hắn nheo lại, trong chớp mắt đồng tử biến thành màu bạc như thủy ngân, năng lượng vô hình lan nhanh ra xung quanh. Năng lượng vô hình này đến chỗ nào, đạn bay tới như không gian đứng im lại, đứng trước người Mạc Phàm chưa đủ hai thước. Nhưng mà, trong máy bay trực thăng, xe tăng và quân hạm, bỗng nhiên ma văn trên đạn pháo đang nuôi lực sáng lên hồng quang từ dưới đáy, sau đó lan tràn trên đỉnh chóp. Ngay sau đó, pháo còn chưa bay ra khỏi nòng súng nổ tung. Trên bầu trời, ngoại trừ một phi cơ trực thăng ra, tất cả những cái khác đều nổ tung, giống như khói lửa tản ra trong không trung. Bên trên đang tập kích ngay cả kêu đều chưa kịp, thì hóa thành mảnh nhỏ. Khoảng chừng có hơn 1.000 âm thanh dB, giống như từng pháo hạng nặng nổ tung trong không trung. Sóng năng lượng cường đại đánh ra bốn phía, trên tòa nhà ở phía xa, thủy tinh đồng loạt bị biến thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, trong chớp mắt xe tăng mấy chục tấn dập nát, thân xe nổ tung từ trong, giống như một đóa hoa từ nụ hoa, rồi biến thành đóa hoa nở rộ, cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa phóng lên trời, năng lượng khủng bố chấn đắc mặt đất dập nát, bụi đất, tảng đá, mảnh nhỏ xe tăng như gió bão cấp 18 bay ra xung quanh. Trong nước biển. Trên quân hạm màu trắng xuất hiện đại động màu đen, khói cuồn cuộn thổi lên, như khói báo động. Trong đó có một quân hạm hơi nhỏ trực tiếp biến thành hai đoạn, chậm rãi chìm vào nước. Còn chưa hoàn toàn chìm xuống, pháo trong khoang thuyền giống như bị kích nổ. Bùm, một tiếng nổ mạnh chấn đắc màng tai, nước biển lan ra xung quanh như trốn, sóng lớn nhấc lên lại hạ xuống, vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt, cả vịnh Tokyo gần như thành phế tích. Hoàn toàn là thế giới của lửa, bụi đất, thi thể. Tiếng nổ mạnh ù ù, nổ mạnh đến mức mang đến năng lượng dao động lớn, lan từ không khí ra xa. Cư dân gần đó vội vàng nhìn về phía bên này. Sao lại thế này, động đất à, hay là núi lửa? Động đất rồi. Có người bình tĩnh nói. Ở Nhật Quốc động đất như cơm bữa, cho nên không ít người đã quen rồi. Không thể nào, xế chiều hôm nay hải cảng bị phong bế khẩn cấp. Có phải đang diễn tập không? Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không chỉ gần hải cảng, ngay cả khu đông vô cùng náo nhiệt cách hải cảng hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được dư âm nổ mạnh. Trong một tòa nhà theo phong cách Nhật cổ, trước cửa sổ, một người đàn ông đeo mặt nạ đen, mặc đồ trắng nhìn về phía vịnh Tokyo, hỏi. Năng lượng dao động mạnh như vậy, chẳng lẽ tiểu tử kia đến đây rồi? Tin tức Mạc Phàm tới Nhật Quốc đã truyền ra. Năng lượng dao động mạnh như thế, chỉ có khả năng là thần cảnh mới có, chắc chắn là tên tiểu tử kia. Một tiếng trước, bỗng nhiên 730 binh sĩ phong bế cảng Tokyo, hẳn là đối phó người Hoa Hạ kia. Một mỹ nữ mặc kimono Nhật Quốc, mái tóc dài đen tuyền búi cao lên, đứng sau người đàn ông này đột nhiên hơi cúi thấp người, cung kính nói. Tiểu tử này đúng là không tầm thường. Không tầm thường thì thế nào, gặp phải 730 binh sĩ. Chỉ sợ tên tiểu tử kia không gặp được AB đại nhân, còn trở thành vật thể thí nghiệm. Mỹ nữ mặc kimono nhíu mày, cười nói. 730 binh sĩ là quân đội chuyên xử lý dị nhân, đã bắt đầu nghiên cứu dị nhân từ trăm năm trước. Ở thời chiến tranh, bởi vì có lượng lớn dị nhân Hoa Hạ làm vật thể thí nghiệm, mà tiến bộ không ít. Những kỹ thuật này kết hợp với công cụ, vũ khí hiện đại, thần cảnh cũng một đi không trở về. Ở trước 730 binh sĩ, Mạc Phàm chỉ là con mồi, vật thí nghiệm mà thôi, con mồi và vật thí nghiệm có thể thoát khỏi tay thợ săn sao. Người đàn ông đeo mặt nạ đen mặc áo trắng nhíu mày, trong mắt chớp lóe tinh quang, vẫn nhìn về phía nổ mạnh như cũ. Chỉ mong là như vậy, chuẩn bị một chiếc xe, đến núi Phú Sĩ.
Đến núi Phú Sĩ, chuyện này cần thiết sao? Mỹ nữ mặc kimono tò mò hỏi. Ấp ế ế ế mang theo một phần lễ vật, nếu tiểu tử kia chết, thì đưa lễ vật cho nhà Miyamoto. Người đàn ông nói. Dạ, đại nhân. Ngoại trừ nơi này, trong một ngôi chùa, một vị lão hòa thượng đang niệm Phật nhìn thoáng qua vịnh Tokyo, đi về phía núi Phú Sĩ. Mỗi bước chỉ chưa tới một thước, nhưng khi đặt chân mặt đất như ngắn lại, đã đến nơi cách mấy chục mét. T. Dòng vịnh Tokyo, Mạc Phàm đứng trong ngọn lửa và bụi đất, trong mắt chớp lóe ngân quang, nhìn Ishikoro. Miệng Ishikoro há to, đôi mắt đảo liên tục, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Định trụ đạn bắn ra với tốc độ cao đã khiến người ta kinh ngạc, vậy mà Mạc Phàm còn khiến những trận pháp đặc biệt khác trên những đạn pháo tự nổ tung. Những trận pháp trên đạn pháo đều khác nhau, vì phòng ngừa thuật sĩ pháp lực mạnh khống chế. Cho dù bị một loại trong đó khống chế, cũng không thể nắm giữ toàn bộ, chỉ cần một viên bắn trúng, người bị bắn trúng còn thảm hơn xe tăng bọc thép. Nhưng Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái, vậy mà bùng nổ tất cả, cũng hủy diệt hết những cạm bẫy mà ông ta bố trí. Sao lại có chuyện này được? Cho dù những thứ này của ông là pháp bảo từng được tế luyện, kết quả cũng như thế, đều bị tôi khống chế. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Pháp bảo từng tế luyện, hắn muốn cướp thì cướp, tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội là ví dụ, chỉ là trong chớp mắt hắn không thể cướp được nhiều như thế. Nhưng cho dù là pháp bảo, hắn khống chế người sử dụng những pháp bảo này là được rồi, nên hủy diệt thì vẫn bị hủy diệt như trước. Huống chi những thứ này còn không phải là pháp bảo, chỉ là một số pháp khí cấp thấp. Xuống đây. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Trên máy bay trực thăng còn sót lại, mấy người của 730 binh sĩ rơi từ không trung xuống. Răng rắc, mấy binh sĩ kêu lên đau đớn, rơi mạnh xuống đất, tiếng xương gãy vang lên, huyết dịch chậm rãi trào từ người bọn họ ra. Máy bay quân dụng kia cũng chậm rãi rơi xuống, đỗ ở một bên, mắt binh sĩ trong khoang điều khiển cũng là một vùng màu bạc, giống hệt Mạc Phàm. Mắt Ishikoro lại mở to, nhìn Mạc Phàm như nhìn yêu quái. Ông ta tưởng rằng mình đã vô cùng hiểu biết nhẫn thuật quốc gia, đạo thuật và công phu hoa hạ, thậm chí là ma pháp đấu khí phương Tây, còn có thể phá giải được toàn bộ. Ai biết một vật thí nghiệm kia, vậy mà có thể khủng bố như vậy. Chuyện này, ông cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn giơ tay lên, mấy viên đạn trôi nổi sau lưng hắn lập tức bay về phía Ishikoro. Pằng pằng pằng, tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Ishikoro bị nổ thành huyết vụ, được gió thổi bay. Bụi đất rơi xuống hết, Ngao Thiên mang đám tiểu vũ đi tới. Tuy Ngao Thiên, An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song đều từng thấy Mạc Phàm ra tay nhiều lần, nhưng lúc này ánh mắt nhìn Mạc Phàm có vài phần sợ hãi. Mạc Phàm vừa ra tay không chỉ giết hơn 1730 binh sĩ, còn hủy diệt toàn bộ xe tăng, phi cơ trực thăng, thậm chí là quân hạm. Quả thực quá vô địch, một người tương đương với một hạm đội. Ngao Thiên cũng là thần cảnh, còn là long tộc, nếu đổi lại là ông ta, đừng nói là hủy diệt toàn bộ xe tăng quân hạm, có khả năng ông ta sẽ bị lửa đạn nổ thành mảnh nhỏ. Những pháp thuật này kết hợp với vũ khí hiện đại, uy lực thật sự quá mạnh, nhất là vũ khí trên quân hạm, chắc chắn ma long chi thể của ông ta không ngăn được. Nhưng những thứ này đối phó Mạc Phàm, giống như chơi đùa. Chỉ sợ chỉ có những vũ khí mang tính hủy diệt phạm vi lớn mới đối phó được Mạc Phàm. Ví dụ như đạn hạt nhân, pháo điện tử, sóng siêu âm, vũ khí sóng âm. Anh không sao chứ, những thứ này thật lợi hại. Tiểu Vũ kéo quần áo Mạc Phàm, hỏi. Cô vốn đi theo Mạc Phàm ra ngoài, là muốn để Mạc Phàm thấy cô cũng rất lợi hại, nhưng những thứ vừa rồi, tuy cô không thử một lần, nhưng cảm nhận được đó là những thứ cô không thể đối phó. Mấy thứ này không làm gì được anh đâu, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ nói. Mạc tiên sinh, có cần tôi gọi một số hải vật gây chuyện ở đây không? Ngao Thiên nhíu mày, hơi lo lắng nói. Bọn họ thông qua hải nhãn tới, nhưng ở trên biển lâu như vậy, chỉ một tiếng đã có 730 binh sĩ mai phục bọn họ ở cảng. Cho nên chuyện bọn họ đến Nhật Quốc, chỉ sợ đã truyền khắp Nhật Quốc rồi. Bây giờ đến núi Phú Sĩ, không biết sẽ có cạm bẫy gì đợi bọn họ đây. Dù sao có nhiều hải vật trên biển. Để đám hải vật dò đường cho bọn họ trước, phân tán lực chú ý của một số thế lực Nhật Quốc, đến núi Phú Sĩ sẽ thuận lợi hơn chút. Dù sao nếu Mạc Phàm đến đây, không
không có thế lực Nhật Quốc nào hy vọng Mạc Phàm thắng, lại càng không có thế lực nào hy vọng Mạc Phàm thắng mang người Bạch ra rời đi, dù sao chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một quốc gia. Long Vương, ông biết vì sao tôi mang ông đến Nhật Quốc không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Ngao Thiên nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiểu Vương đi cùng Mạc Tiên Sinh, là muốn báo thù cừu ABC Mây đoạt thân xác bổn Vương, Mạc Tiên Sinh mang Tiểu Vương tới có phải vì chuyện này không? Ngao Thiên không dám chắc hỏi. Mang ông đến báo thù, ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ngao Thiên một cái nói. Gương mặt già nua của Ngao Thiên lập tức đỏ bừng, lúc tới ông ta rất phấn chấn, chuẩn bị đánh một trận ở Nhật Quốc, xả cơn giận của mình. Nhưng ông ta vừa ra tay thiếu chút nữa bị đám con kiến trúc cơ bắt đi. Đây mới chỉ là món khai vị, còn chưa nhìn thấy ABC Mây, ông ta đã không thể đối phó món khai vị, tiếp theo chỉ có thể nhìn Mạc Phàm. Mạc Tiên Sinh dạy dỗ phải, Tiểu Vương ở trong giếng ngọc nhiều năm như vậy, là Tiểu Vương quá kiêu ngạo. Tôi mang ông tới, là muốn dẫn ông tới, sau đó bình yên mang ông quay về, ngoại trừ bảo ông mở hải nhãn cho tôi thì không còn gì khác, ông để ý tới mấy bọn họ là được. Mạc Phàm khinh thường nói. Tuy hắn chỉ ngưng tụ thần nguyên, nhưng cũng từ địa đến trời, rất nhiều thuật pháp lúc trước không sử dụng được đã mở ra. Nếu hắn cảm thấy lần này tới Nhật Quốc sẽ gặp nguy hiểm, hắn đã không mang theo đám tiểu vũ. Vẻ mặt Ngao Thiên sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại có thêm vài phần kính sợ. Từ lúc bắt đầu Mạc Phàm đã không định để ông ta ra tay, phải có thực lực rất mạnh mới tự tin như vậy. Là Tiểu Vương lo lắng quá rồi. Ngao Thiên vội vàng nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm không để ở trong lòng. Ngao Thiên vẫy tay, du thuyền bên bờ được một tầng sáng chiếu lên, biến mất ở trong nước, một đám người đi về phía phi cơ trực thăng. Đến núi Phú Sĩ. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ngân quang, ra lệnh với người điều khiển bị hắn khống chế. Dạ, đại nhân. Người điều khiển hơi đờ đẫn gật đầu với Mạc Phàm, phi cơ trực thăng bay đến giữa không trung, quay đầu trong không trung bay về phía núi Phú Sĩ. Đám Mạc Phàm vừa mới rời đi, mấy chục bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện tại cảng Tokyo. Nhìn thi thể trên đất và phế tích, tất cả đám người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết hai chữ kinh hãi. Một người Hoa Hạ diệt một đoàn quân 730 binh sĩ rất mạnh, chuyện này thật đáng sợ, nhất định phải truyền tin tức này đi. Những người này lấy lại bình tĩnh, không ít người lấy thiết bị truyền tin ra. Hai tiếng sau, trên núi Phú Sĩ, trong một biệt viện được Hoa Anh đào vây quanh. Một lão giả tóc bạc nhắm nghiền hai mắt ngồi ngay ngắn trong chính sảnh, lư hương trước người không ngừng tỏa khói ra, ở cửa có hai đồng tử canh giữ. Vẻ mặt lão giả này rất hiền hòa, nhìn như lão giả hơn 70 bình thường, nhưng theo ông ta hít thở, Hoa Anh đào ở ngoài sân tự nhiên dừng lại, giống như bị định trụ sau đó lại bay đi. Rơi xuống dừng lại, khiến Hoa Anh đào mãi mà chưa rơi xuống đất. Lão giả này đúng là âm dương sư nổi tiếng nhất ở Nhật Quốc, ABC Mây. Sau khi ABC Mây qua đời, Thiên Hoàng hạ lệnh xây phủ đệ của ABC Mây thành đền thờ, nhưng không ít đại thế lực Nhật Quốc đều biết, ABC Mây không hề ở trong đền thề, mà ở trong biệt viện trên núi Phú Sĩ, đến đây bái phỏng ABC Mây, mới chân chính có được phù hộ bình an của ABC Mây. Đúng lúc này, một lão giả tóc bạc mặc trường bào hai màu đen trắng vội vàng chạy vào, đứng ở ngoài cửa. Bái kiến đại nhân. Lão giả hơi cong người 90 độ, cung kính nói. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Mắt ABC Mây vẫn nhắm chặt như cũ, lạnh nhạt hỏi. Ishikoro vốn mang theo 730 binh sĩ đi ngăn người Hoa Hạ kia, hai tiếng trước đã bị người Hoa Hạ đó diệt sạch, còn bị cậu ta cướp một máy bay trực thăng, Tozo đại nhân, Yagyu đại nhân, Kukai đại sư, Iga tiên sinh cùng với Dozen thượng sư bảo tôi hỏi đại nhân một phen, có cần phái người ngăn cản tên tiểu tử kia không? Lão giả hỏi. Không phải bọn họ đã phái người ngăn cản sao? Mắt ABC Mây mở ra một khe hở, không nóng không lạnh nói. Từ Tokyo đến núi Phú Sĩ chỉ hơn 80 cây, nếu Mạc Phàm cướp được một phi cơ trực thăng, nên đến núi Phú Sĩ một tiếng trước rồi, cho dù không có phi cơ trực thăng, nhưng với thực lực của cao thủ thần cảnh, 80 km không cần đến 2 tiếng. Sở dĩ Mạc Phàm còn chưa tới, hẳn là gặp cản trở trên đường. Mấy vị Kaga tiên sinh, Iwasaki tiên sinh chưa đến, có khả năng bọn họ đã ra tay. Lão giả giải thích.
nói với bọn họ không cần phái người đối phó Mạc tiên sinh, thả cậu ta tiến vào núi Phú Sĩ là được. ABC Mây bình tĩnh nói. Dạ, đại nhân, tôi lập tức đi báo. Lão giả do dự một lát, xoay người muốn rời đi. Lão giả còn chưa đi được hai bước, thì được gọi lại. Không cần, cậu ta đã đến rồi. Cái gì, tên tiểu tử kia đến rồi. Vẻ mặt lão giả sửng sốt, hơi nghi ngờ hỏi. Không sai. ABC Mây đứng dậy, liếc mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Hoa anh đào rơi ở giữa không trung hạ xuống, ABC Mây cũng biến mất tại biệt viện. Lão giả nhìn theo ánh mắt ABC Mây, mắt lập tức nheo lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng núi Phú Sĩ bỗng nhiên xuất hiện một màn hào quang, chiếu sáng toàn bộ núi Phú Sĩ đã rơi vào màn đêm. Nếu không phải trăng tròn còn treo trên bầu trời, người ta sẽ nghĩ là ban ngày. Nhưng mà, chỉ nghe bùm một tiếng, một đạo tia chớp cỡ thùng nước đánh lên trên màn hào quang. Màn hào quang lập tức run lên, lay động trái phải, khe hở như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, một đại động đường kính gần 10 mét xuất hiện ở giữa mạng nhện, phi cơ trực thăng quân dụng chui vào từ đại động này, xuất hiện ở giữa không trung núi Phú Sĩ, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trên núi Phú Sĩ, không ít người đang tụ tập không hẹn mà cùng nhìn qua, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Vẫn để người Hoa Hạ này đến đây rồi. Phi cơ trực thăng dừng trên một khu đất trống dưới núi Phú Sĩ. ABC Mây không mang theo một chút khói lửa, cũng đến nơi cách đám Mạc Phàm 10 thước. Xung quanh, có một số người đứng trước hai bên ABC Mây, như hổ rình mồi nhìn trong máy bay. Không ít người còn lại lựa chọn nơi cách đám người này không xa không gần, tọa sơn quan hổ. Một cơn gió thổi tới, thổi vô số hoa anh đào bay xuống, Mạc Phàm đi từ trong cabin ra, theo sau là hai đại mỹ nữ An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song. Không ít người nhìn thấy Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên, trong mắt lập tức hiện lên dâm sắc. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm, bọn họ khẽ cau mày. Cậu là gì của Mạc Phàm, Mạc Phàm đâu, đến núi Phú Sĩ cũng không đồng ý lộ diện, phái tên tiểu tử này đến. Trước người ABC Mây, một người đàn ông mặc trang phục dạ hành, chỉ để lộ hai mắt, sau lưng còn hai thanh kiếm lạnh lùng nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người này một cái, nhíu mày. Đám ninja trên đường có quan hệ gì với ông? Trên đường đi bọn họ gặp một đám ninja, đám người này gần như tập kích kiểu tự thiêu, thiếu chút nữa một người trong đó vào được cabin phi cơ trực thăng, làm lỡ không ít thời gian của hắn. Trang phục mấy người đó mặc tương tự với người này, nhưng không giống hoàn toàn. Bảo tên tiểu tử Mạc Phàm kia tới hỏi đi, cậu còn chưa có tư cách này. Người đàn ông che mặt khinh thường nói. Mạc Phàm tới hỏi ông ta. Chưa chắc ông ta đã nói, lại càng không nói đến một tên tiểu tử thuộc hạ của Mạc Phàm. Có thể, vậy trước khi diệt nhà Miyamoto, thì giết ông trước vậy. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Không cần phải nhiều lời với một người ngay cả hắn là ai cũng không biết. Cho dù người này không có quan hệ với đám ninja kia, nhưng cũng là ninja, giết chết là được. Giết chết tôi. Miệng người đàn ông gầy gò này hơi nhếch lên dưới khăn che mặt. Cười khinh thường. Những người khác cũng cười theo, nếu Mạc Phàm nói những lời này, có lẽ bọn họ còn tin một chút, dù sao chiến tích của Mạc Phàm đã chứng minh thực lực của hắn. Nhưng tiểu tử trước mắt này, chắc chắn là đồ đệ của Mạc Phàm. Đồ đệ của Mạc Phàm cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra uy danh của Mạc Phàm đã nuông chiều đồ đệ của cậu ta hỏng rồi. Không chỉ người đàn ông che mặt nở nụ cười, không ít người xung quanh cũng cười theo. Tuy người đàn ông này không lộ mặt, nhìn có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng là Iga tông chủ một trong hai ninja tông ở Nhật Quốc, có được thực lực cường đại. Ngoại trừ là Iga tông chủ, nắm giữ hơn 1.000 ninja ra, ông ta còn là sát thủ nổi tiếng trên thiên bảng, có ngoại hiệu là Thiên Huyễn Tử Thần, ra tay tổng cộng 999 lần, đến nay chưa một lần bị thua. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm lại muốn giết ông ta, đúng là mở miệng không có chừng mực. Cho dù có Mạc Phàm ở đây, đối phó ông ta cũng không dễ vậy. Người đàn ông che mặt vươn hai tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm rút mạnh ra, ánh kiếm chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong mắt người đàn ông chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn phi cơ trực thăng quân dụng sau lưng Mạc Phàm, đi về phía Mạc Phàm, đầu kiếm vẽ ra hai chuỗi tia lửa ở trên đất, sắc bén tỏa ra. Mạc Phàm, cậu đã không muốn ra, vậy tôi giết đồ đệ nói năng lỗ mãng của cậu trước. Để cậu ra ngoài nhé. Mạc Phàm lắc đầu cười, chẳng muốn giải thích,
một tay nắm trong không trung, lôi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ở đây, những người đứng trước ABC Mây không có một ai tiến lên ngăn cản. Bọn họ từng nghe không ít về tên tuổi của Mạc Phàm, nhưng chưa từng thấy Mạc Phàm ra tay. Xem đồ đệ của Mạc Phàm ra tay trước, để coi Mạc Phàm danh chấn thế giới có bản lĩnh gì. Không đợi người đàn ông che mặt ra tay, giọng của ABC Mây vang từ phía sau đến. Iga tiên sinh, dừng tay, cậu ta là Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Nói xong ABC Mây đi về phía Mạc Phàm. Tất cả những người khác ở đây đều sửng sốt, vẻ mặt kỳ lạ, biểu cảm đó không khác gì có một quả bom nặng hàng tấn nổ tung bên cạnh bọn họ. Bọn họ biết Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng Mạc Phàm Mạc tiên sinh danh chấn thế giới là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi sao. Nhất là Iga tiên sinh, ông ta khẽ nhếch miệng, bước tiếp về phía Mạc Phàm thì không được, mà lùi lại cũng không được, ông ta xấu hổ đứng đó, kiêu ngạo hung hãn trên mặt biến mất không còn. Ông ta tưởng rằng tiểu tử này không phải là Mạc Phàm, cho nên mới ra mặt. Ai biết? Cậu, vậy mà cậu là Mạc Phàm. Iga tiên sinh cố gắng nói. Nếu đã biết tôi là Mạc Phàm, bây giờ ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Iga nhíu mày, hai tay cầm kiếm nắm chặt lại, không biết lấy đâu ra sức lực. Tên tiểu tử kia, cho dù cậu là Mạc Phàm thì thế nào, cậu không xem cậu đến nơi nào à, những người bên cạnh cậu là ai, tôi khuyên cậu mang theo phụ nữ của cậu cút khỏi Nhật Quốc, nếu không cậu sẽ ở lại với phụ nữ của cậu đó. Chuyện Bạch Tiểu Tuyết vì người Bạch gia mà tự mình đến Nhật Quốc trao đổi không có mấy người biết, nhưng những người ở đây đều biết gần hết, thậm chí chuyện này còn thành trò cười. Dùng mình đổi người nhà của mình, không thể không nói người phụ nữ kia ngu ngốc thật. Iga vừa nói xong, không ít người xung quanh lộ ra sát ý và địch ý với Mạc Phàm. Tuy sát ý và địch ý cường đại là vô hình, nhưng hóa thành từng hàn ý đè về phía Mạc Phàm, như Thái Sơn áp đỉnh. Bọn họ đều không phải cùng phe, có một số còn là kẻ thù trăm năm. Nhưng nếu Mạc Phàm mang tất cả người Bạch gia còn sống rời đi, sau này bọn họ đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được ở trên quốc tế. Ấp ố ệ ệ ố câu nên chỉ cần Mạc Phàm dám ra tay, cũng phải giữ Mạc Phàm ở lại tới cùng, tuyệt đối không thể để Mạc Phàm còn sống rời đi. Cho dù Mạc Phàm rất cường đại, là người bọn họ không thể đối phó. Nhưng có âm dương sư ABC Mây đại nhân nổi tiếng Nhật Quốc ở đây, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ Mạc Phàm. ABC Mây cộng thêm bọn họ, đang ở hạ phong lại càng là Mạc Phàm. Hả? Mạc Phàm nhướn mày, cười lạnh lùng. Hắn vẫn không nói gì, một hòa thượng có lông mày trắng đi ra, hơi cúi người với Mạc Phàm. Mạc thí chủ, cậu đã tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, nên phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật thì hơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Hắn còn chưa mở miệng, An Hiểu Hiên đã đứng ra. Con lừa ngốc, vì bớt giết một số đồ vô liêm sỉ như các người, để Mạc Phàm từ bỏ đám cô gái tốt Bạch ra, đây là Phật mà ông nói à, chuyện này khác gì là kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết. Hòa thượng lông mày trắng bị An Hiểu Hiên mắng như vậy, sắc mặt khó coi, trong mắt có lửa giận lóe qua. Tôi cũng là vì tốt cho các vị, mấy người cảm thấy ra tay, hôm nay mấy người có thể rời đi sao? Nếu chúng tôi đến đây, chưa cứu được người Bạch gia, chúng tôi sẽ không có ý định rời đi, nếu vị đại sư này đến đây rồi, ông đã chuẩn bị cầm lấy dao mổ hay xuống địa ngục chưa? Bạch Vô Song thản nhiên nói. Tuy cô không phải là người trong Phật môn, nhưng trên gương mặt thản nhiên tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười càng có Phật tính hơn hòa thượng lông mày trắng. Bần tăng chỉ hy vọng việc lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu các vị đã nói vậy, bần tăng không còn gì để nói. Hòa thượng lông mày trắng nhíu mày, tự biết đuối lý lùi sang một bên. Hòa thượng lông mày trắng lùi ra, trong đám người này, ABC Mây khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, cậu giết nhiều tu sĩ của chúng tôi như vậy, vốn chỉ có nhất chiến quyết thắng thua, nhưng lão phu cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu muốn đời này làm hoa anh đào lụi tàn, hay là để hoa anh đào nở rộ đầy núi phú sĩ, nếu Mạc tiên sinh lựa chọn cái sau, chỉ cần Mạc tiên sinh đồng ý một điều kiện. Tôi sẽ bảo nhà Miyamoto thả tất cả phụ nữ Bạch gia ra. AB đại nhân. AB Seimei mới mở miệng, không ít người ở đây nhíu mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Thả phụ nữ Bạch gia, lại thả Mạc Phàm rời đi, không khác gì chịu thua lắm, chắc chắn sẽ là chuyện cười của cao thủ quốc gia khác. Bọn họ hoàn toàn có thể ra tay, tỷ lệ Mạc Phàm còn sống rời đi ngay cả 3 phần cũng không thể được.
ABC May cũng không giải thích, một tay vươn ra, tuy những người khác không hiểu, nhưng không nói gì nữa. ABC May là âm dương sư nổi tiếng ở Nhật Quốc, cho dù là các thế hệ thiên hoàng đều tôn kính ông ta, ở nước ngoài cũng có danh tiếng. Ngoại trừ danh tiếng ra, tuy ABC May là quỷ thần chi thể, nhưng là một trong những cường giả thần cảnh còn sót lại không nhiều lắm ở Nhật Quốc. Bất luận là danh tiếng hay thực lực, đều không thể chấp nhận bọn họ có thể làm trái dù chỉ một chút. Điều kiện gì? An Hiểu Hiên nhướng mày, tò mò hỏi. Cô không có hứng thú với giết người, đoạn đường này Mạc Phàm giết quá nhiều người rồi. 730 binh sĩ, trên trăm ninja, còn một đám võ sĩ hắc y, toàn bộ đều chết dưới tay Mạc Phàm. Nếu những người này quỳ xuống xin lỗi, thả người rồi chịu thua, cô vẫn vui vẻ tiếp nhận. Nếu Mạc Tiên Sinh đồng ý để lại một phần phương pháp tiến vào thần cảnh, cậu có thể mang đi tất cả người Bạch gia, không ai sẽ có ý đồ với người Bạch gia nữa, cũng không ai dám làm gì Mạc Tiên Sinh ở Nhật Quốc, ý của Mạc Tiên Sinh thế nào? ABC May lạnh nhạt nói. Chuyện này đều do phụ nữ Bạch gia mà ra, so với phương pháp tiến vào thần cảnh, phụ nữ Bạch gia không quan trọng. Nếu Mạc Phàm có thể giao phương pháp tiến vào thần cảnh ra, không phải không thể xóa bỏ chuyện này. ABC May mới mở miệng, trước mắt những người quanh ông ta sáng lên, thoải mái hơn. Sau khi Mạc Phàm chém giết một đường tới đây, chẳng trách AB đại nhân lại cho Mạc Phàm một cơ hội, mà không phải trực tiếp ra tay. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi đã là cao thủ thần cảnh, tất nhiên trên người có pháp môn thần cảnh. Nếu có được pháp môn này, những phụ nữ Bạch gia dùng để nối dõi tông đường có là gì, Bạch đồng tử kém xa với thần cảnh. An Hiểu Hiên nhíu mày, trong mắt hiện lên lửa giận. Nhà Miyamoto vô duyên vô cớ bắt phụ nữ Bạch gia, ABC May lại bảo Mạc Phàm dùng phương pháp tiến vào thần cảnh để đổi những người này. Quả thực chuyện này còn vô liêm sỉ hơn kẻ xâm lược thời chiến tranh, những kẻ xâm lược này là đánh bại Hoa Hạ bảo Hoa Hạ cắt đất đền tiền. ABC May thì không cần ra tay, chỉ bảo Mạc Phàm lấy pháp môn thần cảnh. Phải biết rằng vì linh khí trên địa cầu loãng, gần trăm năm qua đã không có cao thủ thần cảnh, pháp môn thần cảnh là thứ mà vô số tu sĩ tranh nhau đoạt. Nếu pháp môn tiến vào thần cảnh được truyền ra, có khả năng còn dẫn tới chiến tranh thế giới lần ba. Nếu một quốc gia xuất hiện mười mấy thần cảnh, cho dù trước đó là một tiểu quốc thực lực mỏng manh, lập tức sẽ như lực uy hiếp mười phần giống vũ khí hạt nhân của quốc gia. Dù sao từng cường giả thần cảnh, đều tương đương với thần. ABC May đúng không, tôi đoán giáo viên toán học của ông là một tên cướp. Tiểu nha đầu, dám vô lễ với AB đại nhân như vậy, muốn chết à? Bên cạnh ABC May, hai lão giả mặc trường bào hai màu trắng đen nhíu mày thành chữ hỏa, tức giận nói. Trong lòng bàn tay hai người xuất hiện lần lượt hắc khí và bạch khí, muốn đánh về phía An Hiểu Hiên. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Trong mắt chớp lóe sắc bén, còn chưa ra tay. Dừng tay, An Tiểu Thư là khách ở xa tới, không thể vô lễ với An Tiểu Thư. ABC May quát bảo dừng lại. Hai người lạnh lùng chừng An Hiểu Hiên một cái, lúc này mới thu tay lại, nhưng ngầm nhớ mặt An Hiểu Hiên. Mạc tiên sinh, ý của cậu như thế nào? ABC May hỏi. Vẻ mặt những người khác đầy chờ mong, tất cả đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi đáp án của Mạc Phàm. Không phải không thể cho các người pháp môn tiến vào thần cảnh, mỗi người một phần. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Ở đây ngoại trừ ABC May ra, những người khác nhíu mày, mắt sáng lên. Có điều kiện gì? Bắp thịt trên mặt Iga co rúm, khó nén được kích động hỏi. Pháp môn thần cảnh, mỗi người một phần, không ai không kích động, chỉ cần đạt được có thể một bước lên trời. Thứ nhất, người nào đến Hoa Hạ bắt người Bạch gia, chết. Thập quỷ Tokyo đã bị tôi giết chết, còn lại các người nhìn rồi làm đi. Mạc Phàm vươn một tay ra nói. Những người ở trước người ABC May do dự một lát, nhanh chóng đưa ra quyết định. Chuyện này không thành vấn đề, chúng tôi quyết định thay Miyamoto đại nhân. Một lão giả tóc bạc mặc đạo bào nói. Hy sinh mấy kiếm sĩ nhà Miyamoto, đổi lấy pháp môn thần cảnh thì quá đáng giá. Thứ hai, ông mỗi người tự đánh gãy một tay. Mạc Phàm chỉ Iga, cùng với hai lão giả bên cạnh ABC May muốn ra tay với An Hiểu Hiên nói. Đám Iga nhíu mày, lộ ra vẻ do dự. Mạc Phàm, cậu có phải là người giữ lời hay không? Iga xác nhận lại. Nếu thật sự có pháp môn tiến vào thần cảnh, một tay không là cái gì,
sau khi chém đứt tay còn mọc được nữa mà. Tin hay không là chuyện của ông, Mạc Phàm tôi nói, cho đến bây giờ nói một không hai. Mạc Phàm khinh thường nói. Được, vậy tôi tin cậu một lần. Iga hạ quyết tâm, cho hai thanh kiếm vào trong vỏ, một tay đặt lên cánh tay còn lại, hơi dùng lực. Răng rắc, cánh tay của ông ta mềm nhũn như mì sợi, khẽ bay theo gió, cả cánh tay vỡ nát. Như vậy được chưa? Iga không nhăn mày một cái, nói. Thân là ninja tất phải trải qua rèn luyện, chút thương tổn ấy không đáng là gì với ông ta. Hai lão giả kia cũng do dự một lát, vặn đứt cánh tay mình. Mạc tiên sinh, như vậy có thể giao pháp môn thần cảnh chưa, chỉ cần cậu giao ra đây, người bạch gia sẽ được thả ra ngay. Vị đạo sĩ kia nói, những lời này vừa vang lên, mọi người lại nhìn về phía Mạc Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.